chương 2061, băng viêm cung người đến. Cái gì? Nhanh, nhanh ngăn cản hạ này cổ không gian lực lượng. Lòng dã đà dương hai người sắc mặt đại biến, thần lực thôi động. Sử dụng cường hãn nhất thần lực lượng thi triển phòng ngự. Có thể phòng ngự của bọn họ ở nơi này một kích trước mặt quá mức yếu ớt. Căn bản là ngăn cản không được bao lâu, không, liền nhất trong nháy mắt cũng rất khó duy trì. Lòng dã phòng ngự liền trực tiếp bể nát. Phanh, tại này cổ lực lượng xuống, hắn trực tiếp hóa thành một huyết vụ nổ lên. Tới đây, thiên vương long giã. Chết, mà đà dương lấy ra nhất kiện trí cao thần khí phòng ngự. Nhờ vậy mới không có cùng long giã giống nhau bị đánh giết, chỉ bất quá tuy là bảo vệ tính mệnh. Nhưng là thật không dễ chịu, thân thể chịu đến trước nay chưa có trọng thương. Thần cách càng là ảm đạm rồi không thiếu. Trọng thương hắn liền bạch ngọc quỷ hỏa cũng không khởi động được chiến lực 10 không còn một loại trạng thái này xuống hắn. Căn bản cũng không phải là tần nhai đối thủ. Không được, lại tiếp tục đợi tiếp ta sẽ chết. Cần phải phải ly khai. Đà Dương sầm mặt lại, hướng xa chỗ lao đi. Chẳng qua tần nhai há lại sẽ tùy ý hắn ly khai đây, mượn kim quang hư không luân lực lượng. Hắn không gian chi lực đem phương viên mấy triệu dặm địa vực trong phút chốc ngưng trệ xuống đà dương thân ảnh đi xa chợt dừng lại, tốc độ giảm mạnh mà lúc. Tần nhai vừa xảy bước ra đã đi tới trước mặt hắn. Chết đi, hắn không nói hai lời, trong tay xích huyết trực tiếp đem bên ngoài thần cách sỏ xuyên qua. Không, không thể, đà dương trước khi chết, khuôn mặt sắc còn mang theo không thể tin thần sắc. Hắn căn bản là không nghĩ tới chính mình đường đường thiên vương nhị tinh lệ thuộc băng viêm cung cường giả lại sẽ chết ở một cái nho nhỏ chân thần thất trọng trong tay hắn lúc này phi thường hối hận sớm biết hắn liền không đáp ứng lãnh hồ đi đối phó tần nhai chỉ bất quá hết thảy đều đã trải qua chậm thiên vương đà dương chết tần nhai một tay lấy bên ngoài nhẫn chữ vật lấy đi lập tức nhìn phía không xa chỗ đem hết toàn lực muốn chạy trốn kỷ lâm lãnh hồ hai người chỉ bất quá liền đà dương mạnh như vậy người cũng không có biện pháp chạy trốn hắn không gian. Phong tỏa càng chưa nói lãnh hồ, kỷ lâm hai người này. Tốc độ của bọn họ nhất định như như sen bò. Cũng nên giải quyết hai người các ngươi. Tần nhai ngược lại cũng không vội, chậm rằng giặc hướng hai người này đi tới. Hắn bước chân rất chậm. Nhưng như vậy lại mang cho hai người không có gì sánh kịp lực áp bách loại này từng bước tới gần cảm giác tử vong nhất định cũng nhanh làm cho bọn họ hỏng mất lãnh hồ nhìn đi tới tần nhai không ngừng quơ trường kiếm kiếm khí không ngừng lao đi nhưng đều bị tần nhai đơn giản đánh tan hắn lực lượng đối với còn lại người mà nói có lẽ là không có gì sánh kịp cường đại một cái chuẩn chủ tề đặt ở toàn bộ tinh vực coi như là cao thủ mà ở thần đình nơi nào thậm chí lại là một cái tiệt thiên thần đế một dạng vô thượng tồn tại chỉ tiếc ở tần nhai nhãn trung vẫn là bé nhỏ không đáng kể. Không cần lại vùng vẫy dãy chết. Tần nhai đạm mạc mở miệng một thương chậm rãi đâm ra. Xích huyết thương đâm vào hắn thần thể bên trong, tức thì. Đại lượng thần huyết bị xích huyết thương cho hấp thu hết. Thân thể đã ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống phía dưới. Liền thần lực đều không pháp nhanh chóng đem bên ngoài khôi phục ngay sau đó tần nhai trường thương run lên lãnh hồ thân thể tức thì hóa thành một đám cho tàn tiêu tán nhưng về sau hắn lại đi hướng kỷ lâm người nữ nhân này khóc nước mắt như mưa đối với tần nhai không ngừng cầu xin tha thứ ta sai rồi muốn ta làm cái gì đều được ta thậm chí có thể cho ngươi làm nô đãi đừng giết ta khóc lóc kể lể chung nàng thậm chí còn tại vận dụng mị hoặc chi thuật nếu như những nam nhân khác sớm đã bị nàng bộ dáng này đả động, đưa nàng đem thả. Nhưng tiếc là tần nhai tâm thần chi cứng cỏi, vượt qua xa tưởng tượng của nàng. Trường thương xẹt qua, không có chút nào thương hương tiếc ngọc dáng dấp. Trong nháy mắt đem bên ngoài oanh sát, làm xong đây hết thảy về sau, hắn mới rời khỏi nơi đây. Vây xem vũ giả đưa mắt nhìn tần nhai ly khai, nhãn trung tràn đầy kính nể liên tục chém giết hai đại thiên vương loại này chiến tích nhất định quá bất khả tư nghị cái này sự tình truyền đi về sau có thể tưởng tượng tần nhai danh khí hội mạnh mẽ đến mức nào băng viêm tinh vực chung sợ là không có vài cái không biết chẳng qua tần nhai đối với phía sau việc này tình cũng không có nhiều thiếu hứng thú hắn mang theo một ít chiến lợi phẩm ly khai sau dựa theo bình thời tập quán tìm một địa phương chuẩn bị kiểm kê một lần này thu hoạch cũng khá vô cùng nhất là Đà Dương trong tay món đó Bạch Ngọc Bình càng là món không tầm thường thần khí đồ chơi này nhưng là có thể trực tiếp phóng xuất ra Bạch Ngọc Quỷ hỏa cái này đẳng cấp đại sát khí đây cái này Bạch Ngọc Quỷ hỏa tuy là đối với hắn không có uy hiếp gì nhưng nếu là đem ra dọa người cũng rất tốt Gì, khối này bảng biểu là vật gì bỗng nhiên Tần Nhai theo Đà Dương trong nhẫn chữ vật lấy ra một khối hồng lam sen nhau ngọc bài phía trên ẩn chứa một luồng kỳ lạ ba động hắn hiếu kỳ phía dưới thôi động thần lực hướng trong đó rót vào chỉ chốc lát cái này trên ngọc bài quang mang cũng càng thịnh một không rõ ba động hướng xa chỗ lao đi xem tốc độ kia trong thời gian ngắn là được truyền tới mấy cái tinh hệ đi chỉ chốc lát liền có thể lan ra kéo dài toàn bộ băng viêm tinh vực một tin tức tức thì tràn vào tần nhai não hải Đợi cho hiểu rõ chuyện ngọn nguồn về sau, hắn nhìn lệnh bài trong tay. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên, thú vị, Băng Viêm Cung Vũ giả, không nghĩ tới không nghĩ tới a. À. Cái này hay là bảy đại thiên vương lại như thế bé nhỏ không đáng kể. Băng Viêm Cung chính là băng viêm tinh vực trung mạnh nhất thế lực. Đồng thời cũng là tương đối bí ẩn. Có người nói, ở đâu trong tụ tập không thiếu vạn cổ tới nay đỉnh nhọn các cường giả giống như bảy đại thiên vương như vậy ở đâu trong cũng có không thiếu chẳng qua loại này tồn tại một mạch đều đang bế quan chung cho nên lúc này mới không vì người quen thuộc bảy đại thiên vương lúc này mới có như vậy danh khí bảy đại thiên vương chung cũng có người là tới tự băng viêm cung tỉ như cái này đà dương liền là một cái trong số đó mà mỗi cái băng viêm cung vũ giả trong tay đều sẽ kiềm giữ một khối ngọc bài lấy này chứng minh thân phận của mình mà khi cái kia ngọc bài lộ ở người khác trong tay lúc cái kia mới cầm ngọc bài người sẽ được đưa tới băng viêm cung trung tiến hành khảo nghiệm nhìn có không có gia nhập băng viêm cung tư cách có thể nói băng viêm cung nhân vẫn là nhận thức bài không nhận người bây giờ tần nhai được cái này ngọc bài tin tưởng không lâu sau nữa sau liền sẽ có người tới tìm hắn dẫn hắn đi băng viêm cung trung tham dự khảo nghiệm một ngày khảo nghiệm thông qua nói hắn chính là chính thức trở thành băng viêm cung vũ giả đến lúc đó có thể hưởng thụ được không thiếu võ đạo tài nguyên so với hắn làm một mình tốt trên không thiếu băng viêm cung sao thật ra khiến người có chút mong đợi đấy tần nhai cười cười tìm chỗ chỗ đặt chân thời gian lưu chuyển thời gian mấy chục năm nháy mắt đã qua nhất chỗ cao vút trong mây trong ngọn núi tần nhai khoanh chân mà ngồi luyện hóa hạt sen cảm ngộ đại đạo mà ở này lúc hắn bỗng nhiên mở con mắt. Nhìn không xa chỗ một đạo phi lướt mà đến thân ảnh, rốt cuộc đã tới sao? Siêu, đạo thân ảnh kia đi tới tần nhai trước mặt chán cau lại, chân thần bảy trọng tu vi. Như vậy vũ giả sao có thể sở hữu băng viêm ngọc bài? Xem ra lại là một cái vận khí tên không tồi. Cũng không biết là người khác cho hắn vẫn là chính hắn nhặt được đâu. Được rồi, hay là trước đem hắn mang về đi cái kia người lắc đầu, tùy tiện nói, ngươi tên là gì? Tần nhai, tần nhai, cái kia người mâu quang hơi lóe lên, có chút kinh ngạc. Ra băng viêm cung về sau, danh tự này, hắn có thể thường xuyên nghe thấy. Một cái có thể chém liên tục hai đại thiên vương yêu nghiệt. Có thể hắn thật đúng là dựa vào chính mình đạt được cái này băng viêm ngọc bài. Chương 2062, đi qua khảo hạch. Băng viêm ngọc bài, nhất cộng 800 khối. Nói cách khác, băng viêm cung chung nhất cộng 800 người. Những thứ này người từng cái đều cụ bị cực kỳ chiến lực cường đại. Ít nhất là chuẩn chủ tể cấp bậc. Giống như tần nhai như vậy chân thần bảy trọng tu vi, vẫn là thứ nhất. Tần nhai theo cái kia người ly khai. Rất nhanh, hắn liền tới đến một mảnh bao la vô cùng tinh hệ chung. Ở nơi này tinh hệ trung ương, có một viên lớn đại tinh thần. Chẳng qua khối này tinh thần cũng không phải cất giấu hỗn độn chung mà là ẩn ở trong hỗn độn kẽ hở không gian, cũng bị trở thành bí giới. Hắc ám giới chung, thế giới không gian tồn tại hầu như tiêu thất hầu như không còn. Chỉ có hỗn độn hư không cùng với đại lượng tinh thần. Giống như cái này bí giới phi thường hiếm thiếu. Có thể ẩn giấu một khỏa lớn đại tinh thần bí giới thì càng ít. Băng viêm cung, tọa lạc tại cái này bí giới tinh thần chung. Mà bí giới bị băng viêm chủ tể vận dụng đại thủ đoạn cho phong ấn bình thường vũ giả căn bản không pháp tiến nhập chỉ có cầm trong tay băng viêm ngọc bài băng viêm cung vũ giả tài năng đủ xuất nhập vì vậy biết cái này bí giới tồn tại người phi thường thiếu tần nhai theo cái kia người tiến nhập bí giới bên trong ông hư không nổi lên rung động tần nhai tiến nhập cái này bí giới bên trong bốn phía cái kia đánh trào mà đến nồng nặc đạo âu làm cho hắn thần sắc chấn động có chút kinh ngạc những thứ này đạo vận quá nồng đậm coi như là thần đình cũng kém xa tít táp. Trách không được có nhiều như vậy cường giả ở chỗ này ẩn cư tu luyện. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tham gia khảo hạch. Nếu là ngươi khảo hạch không thông qua, liền nhất định giao ra băng viêm ngọc bài. Rời đi nơi này, băng viêm cung chỉ lấy thực lực đầy đủ vũ giả. Được, tần nhai gật đầu, theo cái kia người tới một mảnh cung vũ chung. Cái kia cung vũ nội có cực kỳ cường đại cấm chế trận pháp thủ hộ lộ ra trận trận mãnh liệt uy áp từ bên trong thỉnh thoảng đi ra một hai người tân nhân khảo hạch thanh tràng tiếng như lôi đình vang vọng cung vũ từng cái vũ giả thần tốc lướt đi tò mò nhìn tần nhai đối đãi xem tinh tường tu vi của đối phương về sau không khỏi sửng sốt cái quỷ gì chân thần thất trọng thiên a tu vi như thế cũng có thể được băng viêm ngọc bài ta xem là băng viêm cung chung một cái vũ giả chuẩn bị ly khai, mới đưa hắn đi. Tấm tắc, hoàn toàn chính xác có khả năng này. Tiểu tử này vận khí không tệ, chỉ bất quá nhưng không biết cái dạng gì thần năng lực có dạng. Đãi ngộ gì, hắn có thể được băng viêm ngọc bài, nhưng nếu không có thực lực đi qua khảo hạch. Cũng là không tốt, chân thần thất trọng. Nực cười. Ha ha, hoàn toàn chính xác. Rất nhiều băng viêm cung vũ giả đều là cho rằng tần nhai không pháp đi qua khảo hạch nhưng tần nhai lại không thèm để ý chút nào đây là một cái đặc thù thí luyện tràng sở ngươi đi vào sau chỉ cần kiên trì ba canh giờ liền coi như ngươi đi qua khảo hạch hiện tại vào đi thôi ừ được tần nhai gật đầu đi vào cái kia cung vũ bên trong khi hắn đi vào một cái đại điện thời điểm một áp lực trong nháy mắt bộc phát ra cái loại cảm giác này giống như có một viên tinh thần đặt ở hắn thân trên vậy thú vị tần nhai đi tới trong đại điện khoanh chân ngồi xuống chỉ thấy hắn không gian chi đạo vận chuyển ở chung quanh hắn hình thành một không gian phòng ngự quang cháo cái kia cổ áp lực rơi vào quang cháo trong nháy mắt bị hóa giải vô hình theo thời gian trôi qua trong đại điện áp lực càng ngày càng mạnh rất nhanh cái này đại điện áp lực đã so với mới vừa lúc mới bắt đầu mạnh đủ đủ thập bội áp lực này coi như là một cái chân thần cửu trọng cũng khó mà chống đỡ được nhưng đối với tần nhai mà nói, vẫn không coi là cái gì. Ba cái canh giờ, nháy mắt đã qua. Lúc này áp lực đã đạt được phi thường trình độ kinh khủng. Tu vi như không đạt được chuẩn chủ tể, chính là bị áp lực này cho nghiền thành một cục thịt. Chỉ bất quá đây đối với tần nhai mà nói vẫn không coi là cái gì. Ba canh giờ, hắn đã đạt đến khảo hạch tiêu chuẩn. Nhưng hắn cũng không có muốn định rời đi hắn muốn nhìn một chút, hắn có thể ở chỗ này đạt được mức độ như thế nào. Vì vậy, hắn vẫn còn ở kiên trì. Mà ở ngoại giới, sớm đã là một mảnh xôn xao. Khá lắm, hắn cư nhiên thật có thể kiên trì một canh giờ. Tấm tắc, cái này ra hỏa thật chỉ là một cái chân thần thất trọng sao. Quả nhiên có thể có được băng viêm ngọc bài không có một cái nhân vật đơn giản. Nhưng thật ra chúng ta xem nhẹ hắn. Mọi người kinh thán không thôi lấy chân thần thất trọng năng lực đi qua khảo hạch cái này ở băng viêm cung lịch sử trên cũng không có mấy người tần nhai thiên phú không hề nghi ngờ bao trùm ở băng viêm cung chung phần lớn người thân lên cho hắn một đoạn thời gian trở thành băng viêm cung chung nhất phương điện chủ cũng là vô cùng có khả năng không thể không nói nhường ước ao rất nhanh lại là hai canh giờ quá khứ tần nhai đã ở cái kia cung vũ trung đợi đủ đủ năm canh giờ điều này làm cho mọi người có chút kinh nghi bất định. Năm canh giờ, một cái chân thần thất trọng tên có thể đối đãi trên thời gian dài như vậy. Ui ui, chẳng lẽ cái tòa này thí luyện cung vũ trung ra trục trặc rồi hả? Không thể, cung điện này tồn tại nhiều năm như vậy. Cho tới bây giờ không có xuất hiện qua trục trặc. Chỉ cần bên trong vũ giả một ngày không nhịn được cũng sẽ bị truyền tống xuất hiện. Tiểu tử này, sợ thật kiên trì đủ đủ năm canh giờ cái kia vấn đề tới hắn một cái chân thần thất trọng tiểu tử làm sao có thể chống đỡ được lâu như vậy đây hoàn toàn chính là không thể a à. không sai băng viêm cung chẳng bao giờ xuất hiện qua loại này sự tình chẳng lẽ chúng ta nay thiên muốn chứng kiến một lần lịch sử sao thời khắc dần dần chuyển rời lại qua ba canh giờ lúc này tần nhai đã ở lại bên trong tám canh giờ coi như là thiên vương chiến lực cường giả cũng nên bị truyền tống đi ra. Có thể tần nhai vẫn đang kiên trì, cái này sự tình thậm chí kinh động mấy vị điện chủ. Thác bạt điện chủ, như thế nào? Một cái áo xám lão giả hướng vừa mới kiểm tra xong cung vũ thác bạt điện chủ hỏi. Mà thác bạt điện chủ thở sâu, nói cung vũ không thành vấn đề. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây hít vào một ngụm khí lạnh. Cung điện không thành vấn đề nói cách khác tần nhai là thật bằng thực lực của chính mình ở bên trong kiên trì chừng tám canh giờ điều này làm cho mọi người không thể không cảm thấy chấn kinh rồi có phải hay không là hắn vận dụng bảo vật gì đâu sẽ không cái này thì luyện cung vũ kiểm tra đo lường cơ chế vẫn còn ở vận chuyển bình thường lấy nếu như hắn sử dụng bảo vật gì tới đối kháng áp lực sớm đã bị truyền tống đi ra tấm tác các ngươi xác định hắn thật là chân thần thất trọng Mọi người gật đầu, mấy vị điện chủ nghe vậy, trong mắt dị sắc nặng hơn. Mà lúc cung vũ trung sáng lên một trận bạch quang. Cũng là Tần Nhai theo cái kia cung vũ trung đi ra, ở hắn xuất hiện về sau. Ánh mắt của mọi người xoát xoạt nhìn tới, nhìn Tần Nhai. Gần giống như đang nhìn một cái quái vật. Mấy vị kia điện chủ cũng nhảy vào đi không gì sánh được ánh mắt tò mò. Đây chính là cái kia Tần Nhai sao? không sai hoàn toàn chính xác là chân thần bảy trọng tu vi bằng vào cái này đẳng cấp tu vi lại có thể ở cung vũ bên trong kiên trì lâu như vậy tương lai nhất định là nhất tôn điện chủ tấm tác thú vị tiểu gia hòa tần nhai ở ánh mắt của mọi người xuống bình thản ung dung hắn nhìn cái kia cung vũ ám tự kinh ngạc cái này trận pháp quả nhiên huyền diệu cái kia áp lực phảng phất có thể vô chỉ cảnh đề thăng vậy a hát ta ngược lại thật ra có thể lại tiếp tục ủng hộ xuống phía dưới. Nhưng cuối cùng cũng sẽ không vượt qua 10 canh giờ, thú vị. Tương lai nhất định phải trở lại thử một lần. Lập tức, hắn đi hướng cái kia mang theo hắn người tới trước mặt. Như ta vậy nên tính là đi qua khảo hạch đi. Toán, khẳng định toán. Nói đùa, nhưng người vậy cũng không tính là đi qua. Như vậy băng viêm cung chung sẽ không người có thể đi qua khảo hạch. Chương 2063, thấy băng viêm chủ tề. Tiểu tử, ngươi gọi Tần Nhai đúng không? Cái này lúc cái kia thác Bạt Điện chủ đi tới Tần Nhai trước mặt cười nhạt một cái nói: Thế nào, có hứng thú hay không vào ta đây nhất mạch tu luyện? Nghe thế, mọi người không khỏi ám tự kinh ngạc. Cái này thác Bạt Điện chủ đã ở công nhiên mời chào người ta. Vào ngươi dòng dõi kia, còn không bằng tới chỗ của ta ta chỗ này vũ giả mỗi một người đều là tinh anh trong tinh anh nhất định có thể cho hắn tốt nhất ma luyện lúc này một cái người vạm vỡ đi tới cũng mời chào tần nhai tinh anh trong tinh anh hừ ngươi hồ lộng người nào cái kia thác bạt điện chủ hừ lạnh nói liền vài nhân vật cũng có thể xem như là tinh anh trong tinh anh ta bộ hạ theo liền vài cái người có thể thắng được ngươi những thứ kia tinh anh nói đùa phải không chúng ta làm cái luận võ đại thi đấu ta há sợ ngươi sao? Hai cái này điện chủ nhìn kỹ như không người dùm beng. Mà có mấy cái điện chủ nhìn thấy tiến lên đối với tần nhai tiến hành mời chào. Có thể vào lúc này, một đạo hư vô phiêu miểu thanh âm tự xa chỗ xa xa truyền đến. Mấy người các ngươi lui ra đi, đem hắn mang lưỡng cực phong chung tới. Vài cái điện chủ nghe nói như thế, không khỏi hơi biến sắc mặt. Tiểu tử này, có thể đạt được cái kia vị tồn tại triệu kiến, tần nhai cũng là khuôn mặt sắc kinh ngạc hắn mặc dù không biết cái kia người lên tiếng thân phận nhưng có thể làm cho mấy vị điện chủ ngoan ngoãn thuận theo nghĩ đến tuyệt đối là một cái khó lường tồn tại mà chủng tồn tại lại muốn triệu kiến mình tần nhai đi thôi ta dẫn ngươi đi kiến cung chủ đại nhân cung chủ ừ không sai cũng chính là cái này băng viêm tinh vực chung nhất nhân vật mạnh mẽ băng viêm chủ tề thác bạt điện chủ trong lời nói mang theo sùng kính tần nhai cũng là tâm thần hơi rung động băng viêm chủ tề muốn gặp mình nhân lại là băng viêm chủ tề rất nhanh tần nhai liền đi theo thác bạt điện chủ đi tới một ngọn núi chung ngọn núi này vô cùng đặc biệt bên trái là vô tận giá lạnh có khắp nơi thiên sương tiết tràn ngập mà ở bên phải mặt đất cũng là bốc lên ngất trời ác diễm nóng rực tột cùng cái này một lạnh một nóng lại ở vào cùng một ngọn núi bên trong, như âm dương lưỡng cực vậy. Băng hàn chi khí, ác diễm khí độ. Hai cổ năng lượng không ngừng nhào tới. Nếu như tu vi không đủ vũ giả ở nơi này lực lượng hạ hoàn toàn không có một chút năng lực chống. Đỡ, cho dù là thác bạt điện chủ loại đẳng cấp này cường giả. Cũng muốn vận chuyển thần lực tài năng ở chỗ này dừng lại. Tần nhai cũng không dám khinh thường, không gian chi đạo vận chuyển ngăn cản cái này hai cổ lực lượng ăn mòn chẳng qua tức thì tựa như đây hắn nhưng cảm thấy thì lãnh thì nhiệt vào đi cái kia đạo hư vô phiêu miểu thanh âm vang lên lần nữa chỉ thấy ở ngọn núi trung ương băng hàn ác diễm hai cổ năng lượng hướng hai bên xa nhau lại hình thành một con đường con đường này thẳng lên đỉnh núi đỉnh núi không biết kéo dài đến nơi nào tần nhai thở sâu đi tới mà thác bạt điện chủ tắc thì là hướng ngọn núi cúc cung nhưng sau liền rời đi tần nhai đi ở con đường kia lên không gian chi đạo vẫn không có đình chỉ vận chuyển hết cách rồi tuy là ra đi một con đường chỉ bất quá băng viêm lưỡng chủng khí tức nhưng chưa có hoàn toàn tiêu tán nhưng không ngừng ăn mòn ở thân thể của hắn hiển nhiên cái này băng viêm chủ thể là ở cố ý khảo nghiệm hắn theo càng thâm nhập hắn muốn chống lại băng viêm khí độ càng phát cường liệt đi 300 dặm đường về sau, hắn sở khởi động tới không gian vòng bảo hộ. Một bên đã ngưng kết thành băng xương, bên kia thì bị cháy sạch hầu như vặn vẹo mở. Nhưng đối diện với mấy cái này, tần nhai cũng không thèm để ý. Hắn lại đi 200 dặm, đợi cho không gian vòng bảo hộ hầu như toàn bộ bị phá hư thời điểm. Hắn đã tới nơi này đỉnh núi, ở trước mặt hắn là một tòa mau lư, mà ở mau lư bốn phía. Tắc thì trồng một ít hoa hoa thảo thảo chẳng qua tần nhai nhìn ra được những thứ kia hoa cỏ cũng đều không đơn giản những thứ kia lại ẩn chứa không gì sánh được nồng nặc đạo vận dù cho nhắm ngay chủ tể mà nói cũng là phi thường khó được thần dược ở nơi này chút hoa cỏ bên cạnh cả người áo phải nữ tử chính cho những thứ này hoa cỏ tưới nước nàng tưới thủy cũng không bình thường sóng biếc rung động ẩn chứa một không gì sánh được huyền diệu ý nhị mỗi một giọt đều giống như như bảo thạch người đã đến rồi cái kia bố y nữ tử buông trong tay xuống thùng nước nàng xoay người lại lộ ra khuôn mặt mặt của nàng dáng dấp không tính là rất kinh diễm chỉ có thể coi là thanh tú nhưng là tự nhiên mà thành thuộc về cái kia loại càng xem càng dễ nhìn nàng vẫy tay một cái ở một bên huyễn hóa ra cái bàn tới ngồi đi đa tạ cung chủ tần nhai chắp tay lập tức ngồi ở trên bàn một bên Băng viêm chủ tể cũng ngồi xuống. Người cũng không phải là là ở hắc ám giới ra đời đi. Nghe nói như thế, tần nhai khuôn mặt sắc hơi chấn động một chút. Cái này băng viêm chủ tể, cư nhiên biết mình lai lịch không được. Cung chủ thế nào nói ra lời này? Thiên nhãn tộc biến cố ta vẫn luôn đang quan sát, dù sao đó là đi thông hắc ám ra thông đạo. Muốn không làm người khác chú ý đều khó khăn đây. Nguyên lai, băng viêm chủ tể đối với mấy cái này sự tình biết tất cả. Còn uổng thiên nhãn tộc cho là mình làm được thiên y vô phùng, không người nào biết đấy. Nhưng cứ như vậy, tần nhai liền hơi nghi hoặc một chút, đã cung chủ biết lai lịch của ta. Cũng biết hắc ám lối đi sự tình, vì sao cho tới nay đều không có có động tác gì nữa. Người như xuất thủ, chúng ta là tuyệt đối đỡ không được. Mà các người cũng có thể thoát ly hắc ám nắm trong tay thoát ly hắc ám trưởng khống. A à hát, nào có đơn giản như vậy? Băng viêm chủ tể bất đắc dĩ thở dài, nói, quả thật. Thiên nhãn tộc phía kia hắc ám lối đi thật là huyền diệu. Chỉ tiếc tối đa chỉ có thể dung nạp nhất tinh thiên vương cấp vũ giả xuất nhập. Đẳng cấp cao hơn liền không thể chịu đựng, càng chưa nói ta, huống hồ. Đến rồi phía kia thế giới liền nhất định an toàn sao? Tần nhai nghe vậy, mâu quang đông lại một cái đúng vậy đến rồi phía kia thế giới liền nhất định an toàn sao không tuyệt đối không an toàn hắc ám chủ tể chưa trừ diệt bọn họ liền một ngày không được an ninh mặc dù nói hắn hiện tại đang ở ngủ say nhưng cuối cùng cũng có nhất thiên hội tỉnh lại một ngày chờ hắn thức tỉnh bọn họ coi như đến rồi thần đình cũng vô dụng băng viêm chủ tể chính là nhìn thấu điểm này mới không có động tác ngược lại thì hắn đối với tần nhai cảm thấy rất hứng thú không biết cung chủ thấy ta là muốn nói chuyện gì sự tình đâu a à hát hắc ám chúa tể lực lượng không gì sánh được cường đại dù cho ta cũng là một gã chủ tể nhưng ở trước mặt của hắn liền cùng con kiến hôi không có khác gì nhưng ở gặp phải các ngươi phía kia hỗn độn thời điểm hắn lại bị trước nay chưa có trọng thương rơi vào trạng thái ngủ say cho nên ta rất ngạc nhiên là người như thế nào có thể làm được mà ngươi muốn tới có thể mang cho ta câu trả lời mong muốn. Nguyên lai like như đây, Tần Nhai gật đầu, lập tức đem linh hồn chúa tể sự tình nói liên tục, chỉ bất quá hắn cũng không có nói ra chính mình người mang linh hồn chi đạo, cụ bị hồn linh cổ liên chuyện tình. dù sao hắn vừa mới nhận thức cái này băng viêm chủ tề, tự nhiên không thể đem bí mật của mình nói ra. linh hồn chi đạo, linh hồn chủ tề. Thú vị, linh hồn chi đạo cho dù là ở vô số hỗn độn giới chung cũng là thuộc về đứng đầu nhất. Vô thượng đại đạo mà có thể lấy này đạo thành liền chủ tể người càng là lác đác không có mấy. Thảo nào hắc ám chủ tể lại ở chỗ này ăn thiệt thòi, rơi vào trạng thái ngủ say. Chẳng qua các ngươi cái kia vị linh hồn chúa tể cảnh giới thấp chút. Nếu có thể cường thịnh trở lại một bậc có khả năng đánh chết, giải phóng cái này hắc ám giới. Băng Viêm chủ tể có chút tiếc hận, lập tức nàng thản nhiên nói. Vậy ngươi bây giờ có tính toán gì không đây, Hắc Ám chủ tể sớm muộn hội thức tỉnh. Các ngươi phía kia hỗn độn giới, lấy các ngươi năng lực, sớm muộn cũng sẽ bị nhét vào Hắc Ám. Chương 2064, Thiên vẫn tinh thạch. Tần Nhai nghe vậy, có chút trầm mặc. Án cung chủ đến xem, Hắc Ám chủ tể nhanh nhất bao lâu hội thức tỉnh? Những năm gần đây, ta có thể cảm nhận được hắc ám khí tức càng ngày càng đậm trọng. Dựa theo khuynh hướng này, cái này hắc ám giới bên trong hắc ám khí tức đạt được hắc ám chủ tề. Còn chưa ngủ say phía trước thời kỳ đỉnh phong chỉ cần 10 cái nguyên niên. 10 cái nguyên niên, Tần Nhai thân thể hơi rung, tâm thần rung động. Nhanh như vậy, quá nhanh, ở thần đình bên trong. 10 cái nguyên niên đối với đại đa số chân thần 6 7 trọng vũ giả mà nói bất quá là trong nháy mắt nhất chớp mắt, nháy mắt đã qua. Mà 10 cái nguyên niên về sau, hắc ám sẽ thức tỉnh. Không được ta nhất định ở 10 cái nguyên niên bên trong đạt được chủ tề cấp bậc mới có thể. Ngăn cản tỉnh lại hắc ám chủ tề, nếu không, hỗn độn tất phải bị nhét vào hắc ám giới bên trong. Trên đường này không thông báo tạo thành bao nhiêu tổn thương, chỉ ít. Ta nhất định phải có bảo trụ thân cận người năng lực. Tần nhai hít một hơi thật sâu, ám tự quyết định mà băng viêm chủ tể nhìn tần nhai liếc mắt cười nhạt nói người rất ra sắc. lại nghe được tin tức này sau còn có thể còn có ý chí chiến đấu người cũng đã biết ở 10 cái nguyên niên bên trong thành tựu chủ tể là khó khăn dường nào một việc ta biết nhưng ta nhất định phải đánh một trận ràng buộc có đôi khi hội trở thành một người tiến bộ trở ngại cũng có thời điểm sẽ cho người tóe ra vô cùng ý chí chiến đấu a -hat ta rất chờ mong tương lai của ngươi, chẳng qua nói thật. Ta đối với ngươi có thể hay không ngăn cản hắc ám, cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng. Dù cho ngươi rất ưu tú, băng viêm chủ tể đạo, a ta không có lựa chọn nào khác. Bây giờ, bầy ở trước mặt hắn cũng chỉ có con đường này. Hắn phải làm, chính là mạnh mẽ. Ở hắc ám hàng lâm phía trước, không ngừng mạnh mẽ sau đó tần nhai cùng băng viêm chủ tể tiến hành giao lưu, song phương tham thảo võ đạo. Mà chủ tể không hổ là chủ tể, dù cho nắm giữ bổn nguyên là băng viêm chi đạo. Nhưng vẫn cho tần nhai không nhỏ cảm xúc, làm cho hắn được ích lợi không nhỏ. Cái gọi là chủ tể, chính là nắm giữ bổn nguyên chi lực. Mà trong thiên địa có hàng vạn hàng nghìn cái đạo. Mà mỗi một cái đạo phần cuối cùng lúc đầu chính là bổn nguyên cũng lấy để có hàng vạn hàng nghìn bổn nguyên, ở chân thần cảnh thời điểm. Vũ giả tu luyện chỉ là tìm hiểu đạo, nắm giữ đạo, sử dụng đạo. Đến rồi hay là chuẩn chủ tể, chính là bắt đầu sờ tìm bổn nguyên. Đi qua đạo tới sờ tìm bổn nguyên, vận dụng bổn nguyên, đến nhất sau nắm giữ bổn nguyên. Mà trong quá trình này, võ giả chiến lực sẽ không ngừng đề thăng. Cũng chính là chúng ta nói thiên vương, căn bản đối với bổn nguyên lục lọi trình độ bất đồng. Thiên Vương chia làm thất tinh, thất tinh về sau liền là chúa tể chân chính. Tần Nhai cùng Băng Viêm chủ tể Hàn Huyên rất nhiều, cũng biết rất nhiều. Lần này nói chuyện với nhau, thu hoạch lớn mà về. Hắn ly khai lưỡng cực phong về sau, liền ở nơi này bí giới trung tìm nhất chỗ ở chỗ ở xuống. Một hồi bế quan về sau, liền đem cùng Băng Viêm chủ tể nói chuyện với nhau lấy được thu hoạch. Hoàn toàn tiêu hóa, tự thân tu vi lại có chút tiến bộ hắn xuất quan về sau, liền ở băng hỏa cung điện đi dạo đứng lên, quen thuộc một cái. Cái này băng hỏa cung phạm vi rất lớn, các loại tu luyện phương tiện đầy đủ hết. Tần nhai trước đây khảo hạch thì sử dụng thí luyện trận pháp chỉ là một loại trong đó. Tại đây địa phương khác còn không có cùng tu luyện phương tiện. Chỉ bất quá muốn sử dụng những tu luyện kia phương tiện liền muốn tốn hao không ít thần tinh. Động một chút là mười ước mấy triệu nhưng tần nhai trong tay có không thiếu thần tinh mạch khoáng, những thứ này với hắn mà nói. Cũng không thể coi là cái gì. Nhưng hắn cũng không có trước tiên phải đi tu luyện. Hắn ngược lại đến một tòa quảng trường khổng lồ chung. Quảng trường này, chính là băng hỏa cung võ giả thay đổi vật chỗ. Phàm là băng hỏa cung vũ giả đều có thể tại nơi đây dùng một ít tự mình dùng không hơn bảo vật. Đem đổi lấy chính mình cần bảo vật ngược lại cũng thập phần thú vị đi tới nơi này lâm lang mãn mục bảo vật nhường đáp ứng không xuề mau nhìn mau nhìn ba mươi triệu năm phân kỳ chân thần dược a à. trí cao thần khí đại bán phá giá đại bán phá giá thiên vẫn tinh thạch thiên vẫn tinh thạch ẩn chứa một tia hủy diệt bổn nguyên thiên vẫn tinh thạch tìm hiểu hủy diệt chi đạo vũ giả không nên bỏ qua cái này lúc một giọng nói hấp dẫn tần nhai chú ý thiên vẫn tinh thạch hủy diệt bổn nguyên hắn vội vã đi hướng cái kia chính bán đấu giá thiên vẫn tinh thạch vũ giả trước mặt. Liếc mắt liền thấy viên kia đen như mực, tràn ngập hủy diệt chi khí tinh thạch. Hủy diệt bổn nguyên, cái này với hắn mà nói nhưng có trọng dụng. Dù sao, hắn tự thân liền tìm hiểu hủy diệt chi đạo. Nếu có thể có cái này một tia hủy diệt bổn nguyên tương trợ. Đem bên ngoài đề thăng một nấc thăng cũng không phải không thể. Đến lúc đó, hắn hủy diệt không gian thần chiến ba đạo tất cả đều đề thăng tới chân thần thất trọng cảnh giới. Chiến lực đem có thể tiến hơn một bước đến lúc đó. Coi như là bằng được tam tinh đỉnh phong thiên vương cấp cường giả cũng không phải không thể sự. Tình, vị huynh đệ này, cái này thiên vẫn tinh thạch làm sao đổi. Đơn giản, chỉ cần xuất ra để cho ta động tâm đồ đặc liền có thể. Tần nhai suy nghĩ một chút, lấy ra chấn thiên trụ. Cái này có thể chứ, há, trí cao thần khí, còn khá tốt. Nhưng thân ta trên đã có nhất kiện công kích dùng trí cao thần khí. Cho nên thứ này đối với ta tác dụng không lớn. Vậy cũng đáng tiếc, tần nhai thu hồi chấn thiên trụ. Hắn ở chính mình có một trong không gian không ngừng lục soát tìm. Trải qua luân phiên đại chiến, hắn thu hoạch không thiếu trọng bảo. Nhưng đầy đủ dùng để đổi cái này thiên vẫn tinh thạch cũng là không có vài món, bỗng nhiên hắn hai mắt tỏa sáng lấy ra một khối cự đại hắc sắc tinh thạch ngươi xem cái này có thể sao tinh thạch này chính là tích ám tinh thạch loại này chuyên môn dùng để chống lại hắc ám khí độ xâm nhập kéo dài tuổi thọ trọng bảo xuất hiện về sau tức thì làm cho giữa sân không thiếu võ giả ánh mắt đồng loạt nhìn tới nhìn cái kia tích ám tinh thạch hận không thể đem một khẩu nuốt xuống thiên a như thế khối lớn tích ám tinh thạch tấm tắc ta sống lâu như vậy còn không có gặp qua như thế khối lớn tích ám tinh thạch đây cái này trọng bảo dùng để đổi thiên vẫn tinh thạch dư giả cái kia vũ giả kiếm bộn rồi tần nhai nhìn đối diện bị cái này tích ám tinh thạch sợ đến có chút đờ đẫn vũ giả cười nhạt một cái nói thế nào cái này có thể hay không đổi thiên vẫn tinh thạch cái kia vũ giả liền vội vàng gật đầu có thể tuyệt đối có thể tần nhai cười cười cầm lấy khối kia thiên vẫn tinh thạch tinh thạch này không tính là rất lớn chỉ có nắm tay cười to mà thôi nhưng ẩn chứa trong đó trọng lượng lại giống như một viên tinh thần vậy trầm trọng thật nặng tần nhai vận chuyển thần lực lúc này mới đem bên ngoài cầm lên hắn thưởng thức một hồi coi như hắn muốn đem tinh thạch này thu nhập chính mình không gian thời gian bỗng nhiên có một đạo trưởng khí đến từ trên trời cái kia trưởng khí ẩn chứa không gì sánh được mãnh liệt hủy diệt chi đạo tần nhai không khỏi chán cau lại, lập tức trở tay đấm ra một quyền. Phanh một cái, trưởng khí cùng quyền mang va chạm, kinh khí tiêu tán. Cái này lực lượng, nhị tinh thiên vương sao? Tần nhai chán cau lại, nhìn phía người đến. Người đến cũng là một cái quần áo hoa lệ thanh niên, mang trên mặt một ngạo khí, nói, tiểu tử. Ta dùng một trăm ức thần tinh với ngươi trao đổi viên này thiên vẫn tinh thạch. Người nếu như thức thời, liền ngoan ngoãn đem giao ra trăm ức thần tinh số lượng nhìn như rất nhiều. Nhưng muốn dùng để đổi một viên ẩn chứa hủy diệt bổn nguyên thiên vẫn tinh thạch cũng là còn. Thiếu rất nhiều, cái này cái thanh niên hành vi cơ bản cùng cường đoạt không có lưỡng dạng. Xin lỗi, tinh thạch này, ta không đổi. Hả, người dám không đổi. Cái kia thanh niên khuôn mặt sắc hơi đông lại một cái. Một cái vừa mới gia nhập vào băng viêm cung tân nhân lại dám ngỗ nghịch ý nguyện của ta. Ngươi, rất ngông cuồng chứ sao? Chương 2065, cùng Lý Nhược Du xung đột. Ngươi, rất ngông cuồng chứ sao? Cái kia thanh niên lạnh lùng nói đạo, khí thế trên người dần dần leo thăng. Khí thế kia ẩn chứa đạo đúng lúc là hủy diệt chi đạo. Cũng lạ không được hắn muốn đoạt tần nhai trong tay thiên vẫn tinh thạch. Nhưng tần nhai há lại sẽ chấp tay nhường cho người. Hơn nữa, cái này thiên vẫn tinh thạch vốn là hắn trước đổi lấy tấm tắc có trò hay để nhìn cái này lý nhược du nhưng là phi quang điện chủ nhất mạch vũ giả tính cách đích thật là có chút kiêu ngạo chỉ bất quá hắn thực lực xác thực rất mạnh có thể nói ngoại trừ mấy vị điện chủ bên ngoài có rất ít người có thể đè ép được hắn không sai cái này tần nhai sợ là có nếm mùi đau khổ vậy cũng chưa chắc cái này tần nhai nhưng là có thể tại thí luyện cung vũ trung đợi đủ đủ hơn tám canh giờ ra hỏa thực lực định rất bất phám hơn 8 canh giờ mà thôi, băng viêm cung chung có không ít người cũng có thể làm được. Hắn mặc dù có thể tạo thành lớn như vậy oanh động. Bất quá là hắn lấy chân thần thất trọng liền làm tới mức này, thiên phú tài tình. Khoáng cổ thước kim, nhưng bây giờ muốn luân không phải thiên phú, mà là chiến lược. Lấy tần nhai thực lực hôm nay muốn rất lý nhược du so với tấm tắc ta xem còn rất nguy hiểm. Đích sắc, lý nhược du như thế nào đi nữa kiêu ngạo thực lực cũng là nhị tinh thiên vương đỉnh phong tiêu chuẩn tần nhai cường thịnh trở lại căng hết cỡ cũng chỉ là thông thường nhị tinh thiên vương mà thôi muốn cùng lý nhược du đấu a à hát còn nộn đây tới nhất cái đánh cuộc xem cái này thiên vẫn tinh thạch về người nào tới thì tới sợ ngươi sao không ít người ôm xem kịch vui tâm tính nhìn trận này tranh chấp có vài người càng là trực tiếp mở ra đánh cuộc đối với đây hết thảy tần nhai cũng không thèm để ý hắn nhìn trước mắt Lý Nhược Du, có chút nóng lòng muốn thử. Nhị tinh thiên vương đỉnh phong tiêu chuẩn chiến lực chứ sao? Cái này hoặc giả hội là nhất một đối thủ không tệ. Không để cho ta liền tự mình đến cầm. Lý Nhược Du lạnh rên một tiếng, lập tức vừa xảy bước ra. Trong nhấp nháy liền tới đến tần nhai trước mặt nhất chảo lấy ra. Quanh quẩn trận trận sắc bén chi phong. Cái này phong, như lợi nhận vậy, tê liệt hư không? tuy là phong nhưng ẩn chứa cũng là thuần túy nhất hủy diệt chi đạo vậy thì tới đi tần nhai không lùi không tránh nắm tay nắm chặt tiếp lấy đấm ra một quyền thần chiến chi đạo chợt bạo nổ phát quyền trảo ầm ầm tiếp xúc tuôn ra từng vòng kinh người còn như gió bão kinh khí tịch quyển bốn phương tám hướng làm cho bốn phía vũ giả không ngừng lùi lại mở ngay sau đó tần nhai cùng lý nhược du mỗi bên tự đẩy lui mấy bước không hổ là trong tin đồn có thể ở thí luyện cung vũ bên trong đối đãi trên hơn 8 canh giờ. Gia hỏa quả nhiên có chút thực lực, nhưng ngươi lấy làm cho này dạng là có thể bảo trụ thiên vẫn tinh thạch, hừ. Vậy ngươi nhưng chỉ có sai hoàn toàn. Trong khi đang nói chuyện, hắn thân trên bộc phát ra một cực mạnh khí tức. Trong cơ thể, có từng đạo xương mù màu đen tràn ngập ra. Những xương mù này ở hư không đan vào lại hình thành nhất khẩu dài đến trên trăm trượng sắc bén trường đao hắc sắc trường đao dựng thẳng khoảng không từng đợt không gì sánh được bức người khủng bố uy áp chợt bao trùm ở bên trong thiên địa này hướng tần nhai tịch quyển đi nhưng tại dạng này uy áp xuống tần nhai vẫn là mặt không thay đổi sắc thần thuật tứ đạo diệt tuyệt ông hư không rung động thần chiến hủy diệt không gian u minh bốn loại đạt được đan vào lẫn nhau hình thành một không gì sánh được mãnh liệt cơn bão năng lượng ở quanh người hắn điên cuồng. Quanh quẩn ầm ầm chung, cổ gió lốc này hướng cái kia trường đao lao đi. Hủy diệt chi đạo, tứ đạo diệt tuyệt khí độ. Cái này hai cổ kinh người năng lượng va chạm làm cho thiên địa trở nên rung động. Ngay sau đó, đại địa dạn, hư không phá toái. Lý Nhược Du gắt gao nhìn chằm chằm cơn bão năng lượng trung tâm, nhưng một lát sau về sau cái này hai cổ năng lượng dần dần tản mạn ra, dĩ nhiên là triệt tiêu lẫn nhau. Làm sao có thể, cái này ra hòa cư nhiên cụ bị loại này tầng thứ chiến lực. Lý Nhược Du gắt gao nhìn chằm chằm tần nhai, có chút không dám tin tưởng. Dù sao, tần nhai chỉ là một cái chính là chân thần thất trọng mà thôi. Nhưng này cái chân thần thất trọng, đúng là có thể ngăn cản hạ hắn nhị tinh thiên vương một kích. Hơn nữa còn là, gần như là toàn lực công kích hả, cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Khó tránh khỏi có chút khiến người ta thất vọng. Tần nhai vuốt vuốt trong tay thiên vẫn tinh thạch cười nhạt một cái nói. Hừ, cái này để cho ngươi đắc ý sao? Lý nhược du trong tay chợt xuất hiện nhất khẩu hắc sắc trường đao. Tiếp đó, hắn thân ảnh lướt đi, trong tay đao xẹt qua một đạo huyền diệu vô cùng độ cung. Hướng tần nhai đầu chém tới, tốc độ rất mạnh không gì sánh được nhưng tần nhai cảm giác lực kinh người điểm mùi chân một cái thần ảnh liền chợt lui ra mấy ngàn trượng xa tránh thoát cái này đạo công kích nhưng sau hắn câu thần văn từng đạo thanh sắc quang mang tiêu tán dung vào hắn lưng lại hóa thành hai mảnh quang dực thần văn tấn phong thần văn lực gia trì tần nhai tốc độ tăng vọt nhưng sau sẽ thiên vẫn tinh thạch để vào trong không gian xích huyết ở tay triển khai liên tiếp mãnh công trường thương dường như như mưa rông gió bão vừa nhanh lại dày ở loại này công kích xuống dù là lý nhược du cũng có chút thua chị kém em ghê tởm ghê tởm cái này ra hỏa lại có cái này chiến lược cái này thật chỉ là một cái chân thần thất trọng vũ giả mà thôi à lý nhược du trường đao huy vũ ngăn cản tần nhai thế tiến công tuy là hữu kinh vô hiểm nhưng là khó có thể triển khai phản kích cút ngay cho ta Lý Nhược Du rít gào một tiếng, thiên vương nhị tinh tột cùng chiến lực chút xuống mà ra. Hùng hồn vô cùng hủy diệt chi khí như thủy triều điên cuồng tuôn ra đi. Tần nhai trường thương vẽ ra, ngạnh sinh sinh đem này cổ hủy diệt chi khí cho xé mở một đạo. Giọng điệu, bàng bạc vô cùng thương mang đánh vào Lý Nhược Du thân lên. Phanh một cái, Lý Nhược Du như như đạn pháo bay ngược mà ra, hung hăng ngã tại mặt đất lên bên ngoài khuôn mặt biến sắc đến vô cùng âm trầm lạnh thấu xương sát ý tràn ngập người cái tên này đáng chết oanh lý nhược du trên người hủy diệt chi khí điên cuồng leo thăng hắn trong tay trường đao lưu chuyển như mặc thủy một dạng hủy diệt chi khí vô cùng kinh khủng chỉ thấy hắn chém ra một đao mặc thủy vậy đao khí hoành khoảng không mà ra mỗi một giọt mặc thủy đao khí đều đủ để hủy diệt một viên tinh thần càng chưa nói cái này từ hàng ngàn hàng vạn tích mặc thủy tạo thành hủy diệt đao khí có thể nói một đao này rơi xuống tam tinh thiên vương hạ khó có thể có người có thể chống lại không đừng nói chống lại tự liền sống sót đều có vấn đề rất lớn thần văn chuyển khoảng không tần nhai lạnh lùng nhất quát câu thần văn chỉ thấy từng đạo thần văn bằng khoảng không di chuyển hiện trong phút chốc hóa ra một vùng không gian vòng xoáy vặn vẹo không gian chi lực cùng hủy diệt đao khí ẩm ầm va chạm. Hai cổ lực lượng lần lượt bốn phía hư không trở nên dung chuyển không ngớt. Ông, ông, giật tản ra ngoài đao khí, không gian kình khí dây dưa cùng nhau va chạm. Tịch quyển bốn phương tám hướng, một ít dựa hơi gần vũ giả, vội vã lui lại mở. Tấm tắc cái này tần nhai tốt chiến lực cường đại A. Đích xác lại có thể dùng cùng nhị tinh thiên vương đỉnh phong tiêu chuẩn lý nhược du đánh kịch liệt như vậy không hổ là băng viêm cung từ trước tới nay thứ nhất lấy chân thần thất trọng tại thí luyện cung vũ trùng đợi tám canh giờ yêu nghiệt các ngươi nói trận chiến đấu này ai sẽ thắng đâu không tốt nói không tốt nói ừ nguyên bản ta lấy vì lý nhược du sẽ thắng có thể hiện tại xem ra người nào thắng cũng có thể cái này tần nhai thực sự là biến thái nhất cá nhân tu luyện nhiều như vậy chủng đạo hơn nữa còn kiêm tu thần văn lại mỗi một chủng tạo nghệ đều đạt được cực cao tầng thứ. Thật không biết cái này ra hỏa đến tột cùng là sao tu luyện. Mọi người kinh thán không thôi, mà thần văn cùng hủy diệt đao khí va chạm cũng ra thắng phủ. Cũng là đao khí bị cái kia cỗ không gian chi lực tan dã rơi. Mà còn dư lại một phần nhỏ không gian chi lực hướng lý nhược du oanh khứ. Mặc dù đối với đối phương không có ảnh hưởng gì, nhưng lại nói rõ lần này trong đối kháng. Hắn bại bởi Tần Nhai. Chương 2066, sinh tử quyết đấu. Ngươi còn muốn lại đánh sao? Tần Nhai đạm mạc mở miệng, giữa ngón tay mơ hồ có thần lực đang ngưng tụ lấy. Chỉ cần Lý Nhược Du động thủ lần nữa, hắn tuyệt đối có thể trong nháy mắt câu thần văn đem bên ngoài đánh bại. Chẳng qua Lý Nhược Du cũng biết mình không phải là đối thủ, lạnh rên một tiếng. Gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, nói, chuyện này chưa xong. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Mà Tần Nhai chán cau lại, lập tức không để ý tới nữa. Một cái bại tướng dưới tay, hắn còn không đến mức một mạch để trong lòng lên. Hắn đi tới Băng Viêm cung trong một tòa cung điện bên trong. Cung điện này tên là Thiên Khôi điện, chính là vũ giả khảo nghiệm chiến lực nơi. Tần Nhai hao tốn 10 ức thần tinh, nhưng sau đi vào. Vừa vào cung điện này, hắn tức thì bị truyền tống đến nhất chỗ có chút kỳ lạ sân rộng lên ở sân rộng bốn phía, lại có từng cỗ con rối đứng sững ở đây. Những thứ này con rối mỗi một vị tạo hình đều mỗi người không giống nhau. Ở tần nhai xuất hiện thời điểm, trong đó nhất tôn con rối đột nhiên phát sinh nhất rung động. Dồn dập thanh âm, nhưng sau dẫn theo nhất khẩu trường thương, vừa xảy bước ra. Quần dài ở tay, cái này con rối lại bộc phát ra một cường hãn khí tức. Hơi thở này mãnh liệt, lại tương đương với thiên vương cấp bậc tốt cường đại con dối. Tần nhai ám tự khiếp sợ, tiếp lấy hắn xích huyết bắt đầu, hung hãn tuôn ra. Leng keng leng keng, nhất người nhất con dối trong thời gian ngắn liền va chạm mấy ngàn lần. Tinh diệu tuyệt luân cận chiến chém giết năng lực. Có thể so với thiên vương siêu cường chiến lực, a -Hát, tốt nhất tôn cường đại chiến khôi. Tần nhai càng đánh càng kinh ngạc. Tiếp đó, lại có mấy tôn chiến khôi gia nhập vào chiến đấu tần nhai lấy một địch năm nhưng là không chút nào rơi hạ phong ở nơi này chủng cường độ cao trong chiến đấu hắn cận chiến chém giết năng lực ở vững bước tăng lên rất nhanh hắn liền đánh nát nhất tôn chiến khôi chẳng qua cái này chiến khôi kết cấu đặc thù trong nháy mắt khôi phục lại những thứ này chiến khôi lại còn cụ bị siêu cường sự khôi phục sức khỏe tần nhai mỗi bên chủng cường đại thần thuật liên tiếp xuất hiện liên tiếp thi triển ở trong chiến đấu, Tần Nhai cũng phát hiện chính mình tệ đoan. Quả thật thực lực của chính mình đích thật là cường đại. Chỉ bất quá nhưng vẫn là khiếm khuyết nhất chủng phải giết chiêu thức. Tứ đạo diệt tiệt rất cường đại. Thế nhưng đối với Thiên Vương cảnh giới cảm ngộ làm cho Tần Nhai minh bạch. Bốn chủng đạo dung hòa còn không bằng nắm giữ nhất chủng bổn nguyên lực lượng. Cho dù là chỉ là bổn nguyên lực lượng diễn sanh, cho nên hắn đem chính mình tiếp tu luyện định ở bổn nguyên lên. Nếu để cho người khác biết, không thông báo cỡ nào chấn kinh rồi. Hắn một cái nho nhỏ chân thần thất trọng, cư nhiên bắt đầu sờ tìm bổn nguyên lực lượng. Phải biết, đây là chỉ có chuẩn chủ tể tài năng tiếp xúc lĩnh vực. Chẳng qua Tần Nhai tin tưởng chính mình có thể làm được. Bởi vì hắn có hồn linh cổ liên, cái này chủng có thể đề thăng chính mình ngộ tính nghịch thiên. Chi vật, chỉ cần hắn ngộ tính đầy đủ, hắn thì có thể lục lọi ra tới ly khai huấn luyện chiến lực chiến khôi về sau, tần nhai trở lại chỗ ở. Hắn lấy ra thiên vẫn tinh thạch, bắt đầu tìm hiểu trong đó bổn nguyên lực lượng. Không lâu sau, cái kia sợi bổn nguyên chi lực bị tần nhai hoàn toàn hấp thu. Hắn đối với hủy diệt chi đạo tìm hiểu cũng đạt được chân thần thất trọng tiêu chuẩn, tới đây. Hắn đã có ba chủng đại đạo đạt tới chân thần tam trọng tiêu chuẩn, đón lấy. Hắn liền bắt đầu cấu tứ bổn nguyên lực lượng hắn trước hết lựa chọn chính là không gian chi đạo dù sao hắn có kim quang hư không luân mà kim quang hư không luân trung ẩn chứa bổn nguyên đối với hắn sờ tìm bổn nguyên lực lượng có trợ giúp cực lớn mặc dù nói hồn linh cổ liên ẩn chứa bổn nguyên không biết so với kim quang luân mạnh nhiều thiếu nhưng linh hồn chi đạo thực sự quá khó khăn tìm hiểu cho nên tần nhai lúc này mới lui mà cầu thứ tuyển trạch sờ tìm không gian bổn nguyên thời gian lưu chuyển, rất nhanh, lại là mấy nghìn năm thời gian trôi qua. Trong những năm này, tần nhai đối với không gian bổn nguyên sờ tìm toán không trên có bao nhiêu. Tiến triển, chẳng qua cũng không tính là không thu hoạch được gì. Chỉ ít hắn đối với không gian lực lượng vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cho hắn thời gian nhất định lục lọi ra không gian bổn nguyên diễn xanh lực lượng. Cũng bất quá là vấn đề sớm hay muộn. Hắn xuất quan về sau, đi tới lúc trước hắn đi tới thí luyện cung vũ lên. Hắn muốn đang thử thử một lần, chính mình lần có thể ở bên trong chống thời gian bao lâu. Rất nhanh, hắn liền đi tiến cung vũ chung. Cái kia cỗ không gì sánh được quen thuộc áp lực lần nữa truyền đến. Lúc này đây so với lần trước muốn ung dung rất nhiều. Cơ hồ là không uổng cái gì lực lượng liền chống quá 8 canh giờ, đến rồi 10 canh giờ về sau cái kia áp lực thật lớn tăng vọt, làm cho hắn đều cảm thấy khó có thể chịu đựng. Bất quá hắn vẫn không hề từ bỏ, còn đang chống đỡ. Rất nhanh, lại là hai canh giờ quá khứ. Siêu, tần nhai rốt cục không nhịn được từ trong đó lui ra ngoài. Lúc này đây, hắn chống đỡ đủ đủ 12 canh giờ. Ở nơi này thí luyện cung vũ nhân chứng kiến hắn, đều là lộ ra thán phục kính úy thần sắc. Có thể tại thí luyện cung vũ trung chống 12 canh giờ cho dù là ở nơi này toàn bộ băng viêm cung chung cũng không có mấy người có thể làm được đây. Tần nhai, lại bằng vào chân thần thất trọng năng lực vượt qua. Cái này mặc kệ ở người nào xem ra, đều là bất khả tư nghị. 12 canh giờ, còn chưa đủ đây. Tần nhai âm thầm nghĩ tới. Thực lực của hắn bây giờ tuy là đầy đủ ra sắc. Nhưng ở nơi này cao thủ nhiều như mây băng viêm cung chung lại không coi là cái gì đang ở hắn chuẩn bị ly khai lúc bỗng nhiên có một đạo thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt cũng là phía trước lý nhược du khi nhìn đến tần nhai về sau lý nhược du trước mắt chợt sáng lên tiếp lấy hắn cười lạnh một tiếng nói tần nhai đã lâu không gặp tìm hiểu cái kia thiên vẫn tinh thạch về sau thực lực của ngươi hẳn là gần hơn từng bước đi không nhọc các hạ phí tâm thế nào chúng ta tới chiến trên một hồi như thế nào lý nhược du cười một cái nói biểu hiện rất có tự tin nhưng tần nhai lại không để ý chút nào xin lỗi ta đối với như ngươi vậy thủ hạ bại tướng không có bất kỳ hứng thú muốn tìm người chiến đấu ngươi chính là đi tìm còn lại người đi tần nhai nói xong liền phải rời đi chỉ bất quá cái này lý nhược du cũng là không tha thứ thấy tần nhai muốn đi liền đại nói rằng được xưng băng viêm cung từ trước tới nay nhất yêu nghiệt vũ giả một trong lại sẽ sợ chiến Tần Nhai, xem ra ngươi cũng bất quá như này mà thôi. Bốn phía vũ giả đều bị thanh âm của hắn hấp dẫn. Mọi người nhìn lại, tức thì lộ ra có nhiều thú vị thần sắc tới. Giống như vậy tốt đùa giỡn, cũng không thấy nhiều. Cái này Lý Nhược Du vừa chuẩn bị tìm Tần Nhai phiền toái sao? Hắc hắc, thú vị, cái này Lý Nhược Du lần trước thua ở Tần Nhai về sau. Nghe nói rất tức tối đây, bây giờ dám khiêu chiến Tần Nhai? chẳng lẽ thực lực lại lấy được cái gì tiến triển không được có chút ý tứ đây không biết cái này tần nhai hội lựa chọn thế nào đây là chiến vẫn là không chiến mặc kệ chiến không chiến đều hợp lý nhược du tâm ý hắn chiến liền không thể tốt hơn nữa nếu không chiến lý nhược du liền trắng trận tiên dương bên ngoài sợ chiến bôi xấu danh tiếng của hắn cái này so với đường đường chính chính đánh bại hắn còn muốn thâm đọc đây ha ha cái này lý nhược du thật đúng là biết chơi tần nhai dừng bước lại xoay người nhìn phía lý nhược du hắn khuôn mặt sắc có chút xâm lãnh nhìn đối phương lạnh lùng nói ngươi đã muốn tìm chết nói ta đây sẽ giúp đỡ ngươi ta trước tiên nói rõ một trận chiến này ta sẽ không lại lưu tình ngươi không chết chính là ta mất mạng tràn ngập sát ý ngữ làm cho lý nhược du hơi biến sắc mặt nhưng lập tức hắn âm trầm nói ra, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Hắn tin tưởng, có món đồ kia tương trợ, hắn nhất định có thể chém giết tần nhai. Thời gian, địa điểm, 300 năm về sau, bí giới đài chiến đấu trên thấy. Vậy thì mời ngươi làm xong phải chết giác ngộ đi. Tần nhai đạm mạc nói đạo, xoay người ly khai. mươi 2067, tái chiến Lý Nhược Du. 300 năm, vì chuẩn bị chiến đấu Lý Nhược Du tần nhai cái này 300 năm đều ở đây huấn luyện vũ giả chiến lực con rối điện trung vượt qua. Hắn biết Lý Nhược Du dám đột nhiên khiêu chiến cho hắn. Điều này nói rõ hắn so với lần trước mạnh hơn, còn có con bài chưa lật trong người. Bất kể như thế nào, một trận chiến này nếu so với lần trước muốn chắc trở. Tuy là như đây, tần nhai ngược lại cũng không có bao nhiêu gánh yêu. Hắn đối với thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin tin tưởng chính mình tuyệt đối có thể có được thắng lợi cuối cùng, hắn phải làm. Chính là ở quyết đấu điều kiện tiên quyết thăng chính mình. Không chỉ là vì ứng phó lý nhược du, càng là vì sau này khiêu chiến. Bổn nguyên chi lực, đạo chi phần cuối, cũng là lúc đầu sao? Cái kia không gian phần cuối, không gian khởi nguyên là cái gì? Là vô tận vô hạn vẫn là một tấc vuông trong lúc đó, cũng hoặc cái này hai người đều là không gian. Tần nhai ở trong chiến đấu, không ngừng lục lọi không gian bổn nguyên. Dần dần, hắn có chút tỉnh ngộ, vừa tựa như không thu hoạch chút nào vậy. Trong nhấp nháy, 300 năm liền đi qua. Bí giới đài chiến đấu. Đây là băng viêm cung vũ giả giải quyết xung đột địa phương, đương nhiên. Nếu thật có hay không pháp giải quyết xung đột cũng là nhất quyết sinh từ địa phương. Hôm nay, ở đài chiến đấu bốn phía, có vô số vũ giả đứng xem nghe nói hôm nay cái kia băng viêm cung chung từ trước tới nay nhất yêu nghiệt vũ giả tần nhai muốn cùng lý nhược du tiến hành sinh tử quyết đấu chuyên tới để nhìn ta cũng là vì này mà đến tấm tác thật không biết cái này hay là tần nhai đến tột cùng có năng lực gì dám ứng với hạ lý nhược du quyết đấu cái này lý nhược du tuy nói không phải là cái gì điện chủ cấp nhân vật nhưng chiến lực cũng ít nhất là tam tinh thiên vương tiêu chuẩn cái này tần nhai sao dám ứng chiến? hắc hắc các người đây cũng không biết đi. nghe nói lần trước tần nhai cùng lý nhược du vì một khối thiên vẫn tinh thạch phát sinh sung, đột có thể kết quả lại là lý nhược du ăn một cái thiệt thói, cho nên lý nhược du mới có thể phát ra khiêu chiến. cái gì lại có loại này sự tình? cái này tần nhai thực lực cho là thật lợi hại như vậy. các loại coi như là hắn trước đây so với lý nhược du mạnh hơn, nhưng lý nhược du đã dám. Nữa lần phát sinh khiêu chiến, đã nói lên hắn thực lực tiến rất xa hoặc nắm giữ nào đó chủng có. Hoàn toàn chắc chắn đánh bại tần nhai con bài chưa lật. Phải không làm cho hắn sẽ không tùy tiện khiêu chiến. Không sai, cho nên ta cảm thấy vẫn là lý nhược du phần thắng lớn một chút. Rất nhiều vũ giả nghị luận ẩm ỉ đối với cuộc quyết đấu này phát biểu cái nhìn pháp. Ở đài chiến đấu vạn dặm cao khoảng không lên, lại có nhất tòa lầu các lơ lửng mà lâu các trung tắc thì là đang ngồi vài cái vũ giả mấy người này khí tức tuy là ẩn mà giấu giếm nhưng lộ ra một cổ vô hình lực áp bách mấy người này đều là băng viêm cung trong điện chủ trong đó yếu nhất cũng là ngũ tinh thiên vương a hát hình vân điện chủ như ta nhớ không lầm cái kia lý nhược du chắc là ngươi dòng dõi kia vũ giả đi ngược lại thật có thể gây chuyện ngồi ở ở giữa vị trí lên phát tu trắng tinh lão giả cười nhạt nói mà trong miệng hắn hình vân điện chủ, cũng là một cái đầu đầy xanh sắc trường phát đại hán trung niên, chỉ nghe hắn đạm mạc nói ra. Lý Nhược Du mặc dù là ta đây nhất mạch vũ giả, thế nhưng hắn muốn làm cái gì? Ta có thể quản không được. A à hát, cái này Lý Nhược Du cũng thực sự là cả gan làm loạn, phải biết. Cái này tần nhai nhưng là liền cung chủ đều có chút coi trọng người. Dám cùng người như vậy tiến hành sinh tử quyết đấu, thực sự là ăn no rừng mỡ cái kia lão già tiếp tục nói cái này lúc một người trung niên thiếu phụ nói điểm này ta khả năng liền không ủng hộ cung chủ đại nhân tính tình các ngươi cũng không phải không biết nàng cực thiếu nhúng tay chuyện giữa chúng ta tình cho dù là thỉnh thoảng sẽ xem trọng một hai vũ giả nhưng cũng sẽ không xuất thủ che chở sẽ để cho bọn họ tự hành trưởng thành nếu như trên đường vẫn lạc cũng lạ không được người bên ngoài ví dụ như vậy cũng không thiếu không sai cũng không thể bởi vì cung chủ nhìn trọng tần nhai liền không thể vậy hắn thế nào đi ta xem làm như thế nào làm liền thế nào làm cái này lý nhược du đã muốn chiến cái kia liền chiến được rồi tần nhai thiên phú lại rất cao lại có thể thế nào như chết ở chỗ này cũng liền nói rõ hắn tự thân khí lượng không đủ vài cái điện chủ tùy ý trò chuyện với nhau mà ở cái này lúc một thân ảnh phi lướt mà đến lộ ở đài chiến đấu lên người đến nhất tịch trường bào màu xanh, giữa hai lông mày mang theo vài phần ngạo khí. Chính là lần này quyết đấu một trong những nhân vật chính, Lý Nhược Du. Theo hắn đã tới, hiện trường trong đám người lại là một hồi tiếng nghị luận. Lý Nhược Du tới, hơi thở của hắn tựa như cường đại rồi chút. Đích xác so với 300 năm trước, đích thật là mạnh một ít. Chỉ bất quá chỉ bằng như vậy thì muốn đánh bại tần nhai, sợ là còn chưa đủ cũng không biết hắn đến tột cùng còn cất giấu bài tẩy gì. Còn thật là khiến người ta mong đợi đấy. Xem hắn nắm chắc phần thắng dáng dấp tần nhai sợ là treo. Cái này tần nhai làm sao còn chưa tới. Nhanh lên một chút ta đều có chút không thể chờ đợi. Thời gian trôi qua, đại qua nửa ngày. Mọi người dần dần có chút không kiên nhẫn. Có ở này lúc một hồi huyền diệu gợn sóng không gian khoách tán mà tới tự dung động phần cuối có một đạo bạch y thân ảnh chậm rãi đi tới người đến bước chân không nhanh không chậm nhưng phi thường quỷ dị thường thường bước ra một bước chính là ngàn vạn trượng khoảng cách vạn dặm sơn hạ ở chân hắn hạ chẳng qua một tấc vuông một màn này làm cho mọi người tất tắc, tắc kêu kỳ lạ không nói khác riêng này tay không gian chi đạo liền rất lợi hại không hổ là được khen là băng viêm cung từ trước tới nay lớn nhất yêu nghiệt vũ giả đây vẻn vẹn chân thần thất trọng là có thể vận dụng loại đẳng cấp này không gian chi đạo hoàn toàn chính xác là không bình thường không nói người khác ta liền kém xa vậy tu vi của tiểu tử này ở nơi này băng viêm cung chung chắc là yếu nhất a à. chỉ bất quá cái này chiến lực lại có thể xếp hạng hàng đầu ta có dự cảm một trận chiến này hội phi thường thú vị bất kể là rất có thể cất dấu lá bài tẩy lý nhược du vẫn là cái này bí hiểm tần nhai hai người này đều không bình thường a à? siêu tần nhai mấy bước trong lúc đó liền tới đến rồi đài chiến đấu chi lên hắn ngưng mắt nhìn đối diện lý nhược du đạm mạc nói ba trăm năm kỳ hạn đã đến người nên làm xong phải chết giác ngộ vậy thì tới đi ha người chết là ai còn chưa nhất định đây lý nhược du cười lạnh một tiếng lập tức trong tay chợt nắm nhất khẩu đen nhánh màu đen trường đau một đau vẽ ra xẹt qua một đạo không gì sánh được huyền diệu quỹ tích. Trường đao vẽ ra, thê Mỹ Trung mang theo mãnh liệt khí tức hủy diệt. Một đao này, Lý Nhược Du cũng không dùng toàn lực, chỉ là thăm dò. Mà tần nhai đạm mạc ngước mắt, ở quanh người hắn bỗng nhiên hình thành một đạo không gì sánh. Được bền bỉ không gian bình chướng trường đao đánh vào phía trên. Không pháp đem bên ngoài phá hư. Không cần dò xét, trực tiếp dùng toàn lực đi. Tần nhai đạm mạc mở miệng mà lý nhược du mâu quang đông lại một cái trường đao dâng lên động sức mạnh hủy diệt nhảy lên tới cực hạn một đao vẽ ra bốn phía hư không chợt băng liệt tần nhai thiết lập xuống không gian bích trướng trong nháy mắt phá vỡ nhưng tần nhai không chút hoang mang trong tay của hắn đã xuất hiện nhất khẩu màu đỏ trường thương chính là xích huyết cái này trường thương cụ bị hấp thu thần huyết mà lớn mạnh chính mình đặc biệt lực lượng đoạn đường này trên bồi tần nhai sát phạt mà đến sớm cũng không biết hấp thu nhiều thiếu thần huyết bên ngoài trình độ bền bỉ đã khó có thể tưởng tượng cho dù là trí cao thần khí cũng không pháp hư bên ngoài mảy may đau thương giao kích kinh khí điên cuồng phụt ra mà ra ngay sau đó tần nhai trường thương ở tay không gì sánh được cuồng bạo cận chiến chém giết lực lượng trong nháy mắt bạo nổ phát càng ở quanh thân hình thành nhất phương đặc thù không gian lĩnh vực Lý Nhược Du giao thủ một cái liền cho tần nhai chế trụ. Chương 2068, tỉnh ngộ không gian. Cuồng bạo vô cùng cận chiến chém giết năng lực trong nháy mắt bạo nổ phát. Tại này cổ lực lượng xuống, dù là Lý Nhược Du cũng không khỏi bị quản chế. Thêm trên ở tần nhai quanh thân phía kia kỳ lạ không gian lĩnh vực. Hắn lực lượng hoàn toàn đã bị áp chế đến rồi cực hạn, mới vừa giao thủ một cái. Lý Nhược Du liền mất đi tiên cơ cái này tần nhai cận chiến chém giết năng lực thật là lợi hại a à. đích sắc cái này lý nhược du hoàn toàn không phải đối thủ không dù cho ở nơi này cả một cái băng viêm cung chung cũng không có mấy người có như vậy cận chiến chém giết năng lực tấm tác cái này lý nhược du vừa ra tay liền mất đi tiên cơ ngoại trừ chém giết năng lực bên ngoài tần nhai đối với không gian chi đạo vận dụng cũng đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa ở quanh người hắn hình thành phía kia đặc biệt không gian tưởng chừng như là một cái thiên nhiên áp chế trận pháp a lợi hại ta bình sinh mới thấy không gian chi đạo vũ giả là hắn tối cường không chỉ là những thứ này vũ giả tự liền ở vạn dặm cao khoảng không ở trên vài cái điện chủ cũng tất tắc, tắc kêu kỳ lạ trong nháy mắt liền chế trụ lý nhược du tiểu tử này thực lực nếu so với ta tưởng tượng mạnh mẽ trên một bậc đây thú vị làm thật thú vị ở giữa cái kia phát tu trắng tinh lão giả cười nhạt nói lập tức hắn nhìn phía không xa chỗ cả người trường bào màu bạc lão giả cười nói ngân chản điện chủ ta nhớ được ngươi cũng là tu luyện không gian chi đạo không biết ngươi cảm thấy cái này tần nhai ở không gian chi đạo tạo nghệ như thế nào đây cái kia ngân chản điện chủ nghe vậy mâu quang xuyên thấu qua vạn dặm tầng mây Nhìn Tần Nhai đạm mạc nói, tiểu tử này không gian chi đạo hoàn toàn chính xác không giống mình. Thường, có thể tương lai có thể vượt qua ta, nhưng bây giờ so với ta tới còn kém xa lắm. Nghe thế, mấy người còn lại cũng không có phản bác. Phải biết, cái này ngân tràn điện chủ mặc dù là Ngũ Tinh Thiên Vương. Vậy do mượn một tay không gian chi đạo, chiến lực hầu như có thể cùng Lục Tinh Thiên Vương ngang hàng. Hắn ở không gian chi đạo ở trên tạo nghệ, là mọi người công nhận tối cường. Tần nhai tuy mạnh nhưng còn kém hơn hắn. Ta để ý hơn nhưng thật ra hắn cái này cận chiến chém giết năng lực trong này lộ ra tới đạo. Là vô thượng chi đạo. Ta nghe nói tiểu tử này tìm hiểu không thiếu đạo. Vài chủng đều là vô thượng chi đạo nghĩ đến thằng nhãi này giết chết thì triển lộ ra đạo. Chính là trong đó nhất chủng, thú vị. Ở băng viêm cung trung nắm giữ vô thượng chi đạo vũ giả không có mấy cái trong đó có thể đem vô thượng tri đạo tìm hiểu đạo tam tinh thiên vương trên vũ giả càng một cái cũng không có cái này ra hỏa một hơi tìm hiểu nhiều như vậy vô thượng tri đạo cũng không biết hắn là tu luyện thế nào nhưng tạp không bằng tinh hắn lại tiếp tục như thế bên ngoài tốc độ tu luyện sẽ phải chịu trở ngại to lớn nhất mầm mống tốt chỉ sợ cũng muốn tự hủy tương lai đáng tiếc thực sự là đáng tiếc đây cái kia trung niên thiếu phụ bộ dáng điện chủ có chút tiếc hận nói ha ha, những thứ kia tạm thời cùng trận chiến đấu này không quan hệ. Chư vị nhưng thật ra nói một chút, một trận chiến này ai sẽ thắng đây, hình vân. Cái này Lý Nhược Du chính là ngươi nhất mạch vũ giả, ngươi nên hiểu rõ. Nói một chút ngươi đối với trận chiến này xem pháp đi. Lão giả nhìn phía đầu đầy xanh sắc trường phát hình vân điện chủ cười nói. Mà hình vân điện chủ nhìn một cái đài chiến đấu, nói, hiện tại sẽ phân thắng phụ còn sớm đây lý nhược du còn chưa sử dụng toàn bộ thực lực theo hắn vừa nói xong đài chiến đấu trên biến hóa nổi bật chỉ thấy lý nhược du thần lực tăng vọt dường như như núi kêu biển gầm chút xuống mà ra lại trong phút chốc sông phá tần nhai quanh thân phía kia không gian lĩnh vực tiếp đó hắn trưởng đao nắm chặt hủy diệt chi đạo thôi động đến mức tận cùng thần thuật diệt tuyệt chi tinh ông Hư không rung động, lý nhược du quanh thân có từng đạo xương mù màu đen phun trào mà ra. Ở giữa không trung đan vào lẫn nhau, hình thành một viên sáng trói cự đại năng lượng cầu. Uyển như tinh thần vậy, ẩn chứa trong đó vô số tinh mịn đao khí. Vô số hủy diệt đao khí hình thành tinh thần hướng tần nhai oanh khứ. Đao khí tinh thần trèo khoảng không mà ra, vô cùng rung động. Còn chưa hoàn toàn rơi xuống, cái kia cỗ uy áp liền đã rung động thiên địa đến tốt lắm tần nhai trường thương nắm chặt tứ đạo diệt tuyệt chi triệu ầm ầm bạo nổ phát bốn chủng đại đạo dung hòa hóa thành một kinh người bão táp hai cổ lực lượng đang điên cuồng đánh thẳng vào giật tản ra ngoài năng lượng loạn lưu hầu như xé rách hư không hướng vạn dặm đài chiến đấu bên ngoài khu vực phóng đi chẳng qua mọi người cũng không có khủng hoảng tại này cổ năng lượng va chạm vào đài chiến đấu bên viền về sau một đạo trong suốt năng lượng vòng bảo hộ mọc lên dễ như trở bàn tay đem trùng kích năng lượng từng cái ngăn cản xuống tiếp ta một chiêu nữa thần thuật lý nhược du trường đau đưa ngang một cái hủy diệt chi khí ở phía trên quanh quần đậm đặc trí cực hủy diệt chi khí giống như thủy mặc vậy rơi vào đài chiến đấu trong nháy mắt lan tràn ra đón lấy cái kia như thủy mặc một dạng hủy diệt chi khí càng pháp rất nhiều ở hư không điên cuồng tứ ngược tràn ngập ở mấy ngàn dặm đài chiến đấu những thứ này như thủy mặc vậy thần hủy diệt chi khí vô cùng cường đại mỗi một giọt nước mặc thậm chí đều đủ để ép vỡ một viên tinh thần nhưng là bây giờ ở tần nhai trước mắt cũng là giống như hồng thủy một dạng thủy mặc hủy diệt kinh khí đây chính là ngươi tu luyện nhiều năm như vậy sau chiêu số sao một chiêu này ở trước đây tần nhai cũng không có thấy đối phương thi triển ra mà này chiêu uy lực cự đại trước đây cùng tần nhai giao chiến há lại sẽ không thi triển đây cũng liền nói một chút một chiêu này là hắn vừa mới sáng tạo không lâu hà tần nhai ngươi là lần đầu tiên thí nghiệm này chiêu người vô tận như thủy mặc một dạng hủy diệt chi khí tràn ngập ở trong hư không bốn phía bị nhuộm đẫm thành đen kịt một màu trong đen kịt chỉ có tần nhai quanh thân thôi động không gian chi đạo Ngăn cản hạ hủy diệt chi khí hình thành một khối lĩnh vực. Ta đầy có phải hay không còn muốn cảm thấy quang vinh may mắn đây? Tần Nhai nhìn bốn phía này như mặc thủy một dạng hủy diệt chi khí. Ánh mắt lộ ra một cái dị sắc, cái này lực lượng lại mơ hồ ẩn chứa một tia bổn nguyên. Nói cách khác, đây là bổn nguyên diễn sanh ra lực lượng. Cái này lực lượng đủ để cho Lý Nhược Du lên cấp làm Tam tinh thiên vương đỉnh phong. Ha, bại đi. Phanh, phanh, vô số như thủy mặc một dạng hủy diệt chi khí không ngừng đánh thẳng vào tần nhai không gian bốn. Phía vách ngăn chỉ là một hai lần trùng kích, tần nhai cái kia đạo không gian bích chướng liền xuất hiện từng đạo vết sách ầm ầm gian. Hóa thành tinh quang phá toái, mà ở không gian bích chướng phá toái sát na, tần nhai không khỏi rút lui mấy bước. Trong thoáng chốc, hắn lần nữa hồi tưởng lại chính mình sờ tìm không gian bổn nguyên thời điểm, như thế nào không gian là vô hạn, là một tấc vuông vẫn là bao quát vạn vật. Là thượng hạ tứ phương, bao quát thiên địa. Là không hạn chế chi lãnh thổ, cũng nạp tu di với giới tử. Bỗng nhiên, Tần Nhai sinh ra ngộ ra. Chỉ thấy ở cái kia hủy diệt chi khí gần trùng kích ở hắn thân trên thời gian. Hắn từ từ vươn một căn chỉ, một chỉ điểm tại hư không lên. Hư không tức thì nổi lên nhất lăn tăn rung động như sóng biếc vậy tại đây trước mặt hình thành nhất phương vách ngăn. Cái này đạo vách ngăn ở hủy diệt chi khí trùng kích xuống. Không ngừng nổi lên lăn tăn rung động, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ tan vỡ vậy. Nhưng ngạnh sinh sinh cản lại. Như thủy mặc một dạng hủy diệt chi khí, đúng là khó có thể vượt quá. Làm sao có thể? Cái này ra hỏa làm sao có thể ngăn cản hạ ta công kích? Lý Nhược Du sắc mặt đại biến, nhìn trong chọc vào tần nhai mà những người còn lại cũng là kinh nghi bất định. Cái này Tần Nhai rõ ràng sẽ thua rồi, làm sao bỗng nhiên bạo phát đây? Các loại, hơi thở của hắn tựa như xảy ra biến hóa. Hắn thi triển không gian chi lực, có gì đó quái lạ. Cái này khí tức là Bổn Nguyên chi lực, thiên a tuy là chỉ có một tia, nhưng đích thật là Bổn Nguyên chi lực không thể nghi ngờ. Người này cư nhiên ở trong chiến đấu đột phá. Yêu Nghiệt chương 2069, quỷ minh huyết ẩm châu. Tại sắp chịu đến hủy diệt đánh thời điểm, tần nhai ngộ hiểu. Hắn đối với không gian chi đạo cảm ngộ đạt tới nhất chủng mức trước đó chưa từng có. Thậm chí tìm hiểu ra một tia bổn nguyên chi lực. Mặc dù khoảng cách hoàn chỉnh bổn nguyên muốn tranh lệch cách xa vạn dặm Nhưng đích thật là bổn nguyên chi lực không thể nghi ngờ. Điều này làm cho tại chỗ vũ giả đều là hít vào một ngụm khí lạnh cái này quá kinh khủng ở trong chiến đấu đột phá cũng không đáng giá làm cho bọn họ khiếp sợ như vậy bọn họ khiếp sợ là tần nhai lại nắm giữ một tia bổn nguyên chi lực phải biết tần nhai chỉ là một cái chân thần thất trọng cảnh giới vũ giả mà thôi nhưng chính là như vậy cảnh giới lại nắm giữ một tia bổn nguyên chi lực cái này quả thực thật bất khả tư nghị cái này ở băng viêm cung lịch sử trên là chưa bao giờ nghe thấy người này cư nhiên nắm giữ không gian chi đạo một tia bổn nguyên lực lượng. Vạn dặm cao khoảng không chi lên, ngân tràn điện chủ nhãn chung xẹt qua dị sắc. Trong mơ hồ, trong lòng hắn lại có chút phiền táo. Cho tới nay, hắn ở băng viêm cung, không? Cho dù là ở nơi này toàn bộ trong hắc ám hết thảy không gian chi đạo trong võ giả đều là xếp số. Một tồn tại, nhưng là bây giờ tần nhai xuất hiện lại làm cho hắn cảm nhận được nguy cơ. Vẹn vẹn là chân thần thất trọng cảnh giới lại nắm giữ một tia bổn nguyên. Nếu như đạt được chân thần bát trọng, cửu trọng thậm chí chuẩn chủ tể đâu. Vậy hắn đối với không gian chi đạo nắm giữ chẳng phải là đơn giản liền có thể vượt lên trước. Chính mình, đây là hắn không thể tiếp nhận, nghĩ vậy. Hắn đối với tần nhai mơ hồ sinh ra một chút lạnh lùng sát ý. Hắn không cho phép cái này trùng xảy ra chuyện. Thú vị vài cái điện chủ lại tựa như cũng nhận thấy được ngân tràn điện chủ sát ý vậy. Lộ ra một cái lượn quanh thú vị vị tiếu dung. Lại tựa như chuẩn bị muốn thưởng thức vừa ra tốt đùa giỡn vậy. Hình vân điện chủ, cái này Lý Nhược Du sẽ thua rồi. Tiếp tục xem tiếp đi. Hình vân điện chủ đạm mạc nói đạo. Mà đài chiến đấu lên, tần nhai ở tỉnh ngộ không gian chi đạo. Nắm giữ một tia bổn nguyên chi lực về sau, trên mặt tươi cười đơn giản ngăn cản hạ hủy diệt chi khí trùng kích đón lấy hắn một chỉ điểm ra một luồng không gian chi lực hướng lý nhược du đánh tới ẩn chứa trong đó xỏ xuyên qua lực lại trực tiếp xé mở cái kia giống như thủy mặc một dạng hủy diệt chi khí một màn này làm cho lý nhược du hơi biến sắc mặt hủy diệt thiên thuẫn chỉ thấy lý nhược du thần lực thôi động vô số hủy diệt chi khí ở quanh người hắn điên cuồng ngưng tụ trong nhấp nháy liền tạo thành đen kịt một màu cái khiên. Tấm thuẫn này từ vô số hủy diệt chi khí ngưng tụ thành, vô cùng bền bỉ. Cái kia một luồng không gian chi lực đánh vào cái khiên lên, bộc phát ra muộn hưởng. Tiếp đó, cái kia hủy diệt chi khiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang không. Ngừng lõm xuống, trong nhấp nháy, từng đạo vết rách che ở phía trên ầm ầm nhất bạo. Hóa thành từng đạo khí lưu tiêu tán, kinh khủng lực lượng cuốn ngược mà ra. Lý Nhược Du chịu đến nay cổ lực lượng trùng kích bay rớt ra ngoài, Ghê tởm, diệt tuyệt đau chiều. hắn lạnh rên một tiếng, thần lực nhảy lên tới cực hạn, vô cùng vô tận hủy diệt chi khí ở hư không ngưng kết, hóa thành nhất khẩu lại một miệng hắc sắc trường đau huyền phù ở khoảng không, như mưa cuồng vậy bắn nhanh mà ra, siêu siêu siêu, hàng vạn hàng nghìn ánh đau như nước thủy triều đánh phía tần nhai một kích này đã lý nhược du nhất cường đại thần thuật hắn tin tưởng coi như là tứ tinh thiên vương đối mặt một chiêu này cũng muốn chật vật không chịu nổi có thể tần nhai đạm mạc ngước mắt nhưng sau không gian chi lực lưu chuyển ra ong ong hư không rung động phảng phất hóa thành một chiếc gương vậy ở cái kia hư không kính mặt chung lại phản chiếu ra cái kia hàng vạn hàng nghìn hắc sắc trường đao cái bóng những thứ này trường đao đánh vào phía trên liền giống như hai cổ đồng dạng diệt tiệt chi đao phát sinh trùng kích vậy. Nhưng thật ra mảnh thiên địa này phát sinh chấn động kịch liệt. Nhưng này hư không kính mặt cũng chính là Tần Nhai trước mặt không gian bích chướng cũng là không có chút nào hư hao, đem này cổ lực lượng cho ngạnh sinh sinh ngăn cản xuống. Lý Nhược Du mạnh nhất nhất chiêu vẫn không có pháp đánh bại Tần Nhai. Không, liền phòng ngự của hắn đều không cách nào phá vỡ kinh người chiến lực, làm cho mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Quá cường đại rồi, cái này Tần Nhai thực sự là quá cường đại rồi. Cái này có thể so với bình thường Tứ Tinh Thiên Vương một kích toàn lực ở Tần Nhai trước mặt, lại bị đơn giản ngăn cản xuống, cái này không gian bổn nguyên lực lượng cũng quá kinh khủng đi. Xem ra cái này chiến thắng phụ đã rốt cuộc. Đích xác, a hát ta dự cảm quả nhiên không sai, một trận chiến này đích thật là thú vị tột cùng một cái chân thần thất trọng vũ giả cư nhiên ở trong chiến đấu nắm giữ bổn nguyên chi lực. Cái này chủng sự tình tại hắc ám chung hay là từ tới đều chưa nghe nói qua. Cái này tần nhai quả nhiên là yêu nghiệt trong yêu nghiệt A. Lý Nhược Du nếu không có con bài chưa lật như vậy một trận chiến hắn liền thất bại. Đối đãi năng lượng tiêu tán về sau tần nhai phất tay triệt hồi không gian bích trướng. Hắn cảm giác chính mình không gian lực lượng khóe miệng vi kiều trong lòng rất là thỏa mãn nắm giữ không gian bổn nguyên sau không gian lực lượng xác thực cường hãn mà mới chỉ là một tia bổn nguyên lực lượng mà thôi nếu là có thể chiếm được hoàn chỉnh bổn nguyên lực lượng thành tựu chủ tề vậy mình đối với không gian vận dụng lại sẽ đạt được bực nào chủng trình độ kinh khủng đây phất tay mở thế giới cũng không phải không thể sự tình đi tần nhai âm thầm nghĩ tới lập tức hắn nhìn không xa chỗ quanh thân sức mạnh hủy diệt đang không ngừng lan lộn lý nhược Du, Đạm Mạc nói, đây chính là ngươi mạnh nhất lực lượng." Lý Nhược Du nghe vậy, nhãn trung tràn đầy không cam. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình đã tăng lên tới loại cảnh giới này về sau. Nhưng không phải Tần Nhai đối thủ, đối phương cũng đang điên cuồng tiến bộ. Hơn nữa tiến bộ tốc độ phải xa xa mạnh hơn chính mình. Tần Nhai, người rất mạnh." Lý Nhược Du hít một hơi thật sâu, lập tức nói ra, "Ta thừa nhận." chỉ bằng vào ta bây giờ lực lượng không phải là đối thủ của ngươi. Chỉ bất quá trận này sinh tử quyết đấu, thắng hội là ta. Ngôn ngữ rơi, hắn chợt lấy ra nhất kiện kỳ lạ hạt châu màu đen. Hạt châu kia quả đấm lớn nhỏ, phía trên thiêu đốt từng đạo u lục sắc hỏa diễm. Một như theo cửu u bên trong truyền ra sát khí tràn ngập ra. Sát khí tràn ngập ở trong thiên địa, bốn phía như rơi vào quỷ vực bên trong. Hả, đây chính là ngươi sau cùng con bài chưa lật sao tần nhai nhìn cầm trong tay hát châu lý nhược du khóe miệng vi kiều theo hạt châu kia lên hắn đích xác là cảm nhận được một không gì sánh được cường hãn lực lượng trong đó lộ ra tới ba động tuyệt đối là hủy diệt bổn nguyên chi lực đây là một kiện ẩn chứa bổn nguyên chi lực thần khí món đó hạt châu là vạn dặm cao khoảng không chi lên vài cái điện chủ chứng kiến hạt châu kia về sau không khỏi lộ ra dị sắc lập tức một cái cái kia phát tu trắng tinh lão giả nhìn phía hình vân điện chủ nói ta không nhìn lầm đó là quỷ minh huyết ẩm châu đi đích xác vâng đồ chơi này không phải ở trong tay ngươi sao làm sao đến rồi lý nhược du thần thủ trong ta đã nói cái này lý nhược du sao có lớn như vậy lòng tin khiêu chiến tần nhai nguyên lai like là được ủng hộ của ngươi đây hình vân điện chủ ta liền nghi ngờ cái này tần nhai lẽ nào cùng ngươi có thù oán gì hay sao? Lão giả nói, không cừu không oán, hình vân điện chủ tư tốn nói. Không cừu không oán, ngươi tại sao phải giúp Lý Nhược Du đối phó hắn? Cái này không làm phiền ngươi phí tâm. Hình vân điện chủ từ tốn nói, ngậm miệng không nói chuyện. Còn lại vài cái điện chủ nhìn thấy, màu quang thiểm thước. Ngược lại cũng không có tiếp tục hỏi tiếp, tiếp tục quan tâm đài chiến đấu bọn họ muốn nhìn một chút đang đối mặt cái này ẩn chứa bổn nguyên chi lực quỷ minh huyết ẩm châu tần nhai muốn ứng đối ra sao đây tần nhai có vật ấy ở tay ngươi chỉ có một đường chết lý nhược du cầm trong tay huyết ẩm châu sát khí tăng mạnh ẩn chứa trong đó hủy diệt bổn nguyên làm cho hắn thoạt nhìn liền giống như nhất tôn hủy thiên diệt địa ma thần vậy bốn phía vũ giả thấy thế không khỏi kinh hãi mất xác chương 2070, lẽ nào ta không có? Quỷ minh huyết ẩm châu xuất hiện, Lý Nhược Du lòng tin đột nhiên tăng. Hắn tin tưởng bằng vào món đồ này, hắn nhất định có thể chuyển bại thành thắng. Nhất niệm tới đây, hắn cười ha ha, thần lực điên cuồng tràn vào trong tay thần khí. Ông ong, trong sát na, hư không điên cuồng rung động. Chỉ thấy từng đạo xương mù màu đen cuộn trào mãnh liệt mà ra. Ở trong hư không đan vào cuồn cuộn. Cái kia Quỷ Minh Huyết Ẩm Châu ở lý nhược du quanh thân vờn quanh. Hắc sắc u quang trung mơ hồ lộ ra một tia khiếp người huyết quang, như nhất đầu ác quỷ vậy. Tần Nhai mâu quang vi ngưng, xích huyết nắm chặt. Cho dù là ngộ hiểu không gian, lục lọi ra một tia không gian bổn nguyên, nhưng đối mặt với Quỷ Minh Huyết Ẩm Châu, hắn vẫn cảm thấy từng đợt tận xương hàn ý. Xem ra không được tốt đối phó. Tần Nhai âm thầm nghĩ tới cái này lúc cái kia xương mù màu đen đã hướng tần nhai phát sát đi. Từng đạo hắc vụ uyển như tinh thần vậy đánh tới. Mỗi một sợi hắc khí đều ẩn chứa có thể so với nhị tinh thiên vương một kích toàn lực lực lượng. Mà trước mắt những thứ này hắc vụ làm sao dừng hàng trăm hàng ngàn. Này cổ lực lượng đủ để cho bất luận cái gì tâm kinh sợ. Thần văn, chuyển khoảng không. Tần nhai thần lực thôi động, thần tốc câu thần văn chỉ thấy thần văn ở hư không di chuyển hiện toát ra từng đạo kim quang ở tần nhai trước mắt hư không chợt biến được vặn vẹo hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ cái này thần văn ẩn chứa tần nhai vừa mới tìm hiểu không gian bổn nguyên bên ngoài lực lượng so với trước kia không biết mạnh mẽ trên nhiều thiếu đem cái này hắc khí từng cái ngăn cản xuống nhưng tuy là ngăn cản xuống có thể tần nhai nhãn chung cũng không nửa điểm vui vẻ cái này hắc khí lực lượng nếu so với hắn tưởng tượng mạnh hơn. Hắn nhìn ra được đây chỉ là Lý Nhược Du đơn thuần thi triển hắc khí phát động công kích mà. Thôi, cũng không có đem cái kia thần khí lực lượng phát huy đến cực hạn. Có thể tức thì tựa như đây, sẽ hắn dùng thần văn chuyển khoảng không mới có thể ngăn xuống. Như hắn toàn lực công kích, sự mạnh mẽ rất khó tưởng tượng. Thậm chí có thể đạt được tứ tinh thiên vương đỉnh phong tiêu chuẩn a à, có thể ngăn hạ lần này công kích cũng không kém. Vậy kế tiếp đâu, người có thể ngăn cản hạ lần một lần hai. Ta ngược lại muốn nhìn một chút người có thể ngăn cản hạ mười lần, trăm lần sao. Quỷ minh huyết ẩm châu, đi. Oanh, hắc vụ phun trào mà ra thế như kinh thiên. Từng đạo hắc vụ dường như cự mãng giao long bay lên trời, ở trong hư không điên cuồng vũ động. Mỗi một lần huy vũ, cũng làm cho không gian hầu như muốn tan vỡ tiếp đó những thứ này hắc vụ hình thành cự mãng giao long hướng tần nhai lao đi hủy diệt oai trong nháy mắt đem tần nhai bao phủ không gian lĩnh vực ông hư không rung động ở tần nhai bốn phía hình thành nhất phương lĩnh vực những thứ kia hủy diệt chi khí khi tiến vào cái này phương lĩnh vực về sau tốc độ uy lực tức thì giảm xuống không thiếu nhưng là bên ngoài lực lượng vẫn là phi thường khủng bố tần nhai lĩnh vực nhiều lắm chỉ có thể suy yếu thứ ba tứ thành mà thôi tứ đạo diệt tuyệt tần nhai trường thương nắm chắc thần thuật liên tiếp thi triển ra đi mấy đạo bàng bạc thương mang liên tiếp đánh vào những thứ này hủy diệt chi khí lên nhưng tức thì tựa như đây cái kia cỗ lực phản chấn vẫn làm cho tần nhai chịu đến một chút thương tích cái này hủy diệt chi khí trung ẩn chứa bổn nguyên chi lực thật mạnh so với ta tỉnh ngộ ra bổn nguyên chi lực mạnh hơn nhiều tần nhai ám tự khiếp sợ, nhưng thần sắc nhưng không thấy bối rối. Tuy là liên tiếp bị thương, nhưng vẫn không thấy có muốn bại xu thế. Tiểu tử này cư nhiên như thế ngoan cường, ghê tởm. Hừ, ta đây ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Lý Nhược Du gầm nhẹ một tiếng, đem thần lực thôi động đến mức tận cùng. Không gì sánh được đáng sợ hủy diệt chi khí từ cái này quỷ minh uống máu châu trung không ngừng phun ra nuốt vào mà ra cuồng bạo trí cực kinh khí, làm cho hư không ủng ủng rung động. Chu vi xem vũ giả thấy thế, không khỏi tâm kinh sợ. Tốt cường đại hủy diệt chi khí A. Ẩn chứa trong đó bổn nguyên lực lượng so với tứ tinh thiên vương tiêu chuẩn vũ giả sợ là còn Mạnh hơn trên một bậc đây. Cái này chủng lực lượng đã có thể so với tứ tinh thiên vương đỉnh phong tiêu chuẩn. Sách xem ra tần nhai là chống đỡ không được bao lâu. Không sai, lấy hắn lực lượng thật là chống đỡ không được bao lâu, đáng tiếc. Hắn thực lực không yếu, đợi một thời gian nhất định có thể đạt được tứ tinh thiên vương thẩm. Chí mạnh hơn tiêu chuẩn, nhưng bây giờ chứ sao? Nhưng phải chết tại đây. Chỉ có thể trách hắn thời vận không đủ đi. Mọi người không khỏi có chút tiếc hận. Dù sao, giống như tần nhai như vậy võ giả là rất có thể đạt được đỉnh phong. Không có gì bất ngờ xảy ra, thậm chí hội là kế tiếp thất tinh thiên vương đây đáng tiếc bây giờ cũng là muốn ở này bỏ mình vạn dặm cao khoảng không lên mấy vị điện chủ nhìn thấy cũng không khỏi tiếc hận đáng tiếc như thế cái yêu nghiệt ngân trản điện chủ than nhẹ một tiếng lộ ra tiếc hận chẳng qua nội tâm của hắn cũng là có chút buông lòng một cái như vậy không gian chi đạo yêu nghiệt bị giết hắn sau này địa vị sẽ không sợ bị dung truyền mấy người còn lại cũng biết bên ngoài suy nghĩ trong lòng không khỏi diễu cợt Ngân Chản Điện Chủ muốn thực sự là yêu tài, sao không xuất thủ cứu hạ hắn? Đây là tiểu bối giữa chiến đấu, ta không tiện nhúng tay. Ngân Chản Điện Chủ từ tốn nói, nói đùa, hắn ước gì Tần Nhai đi tìm chết, làm sao sẽ cứu hắn? Mà Quỷ Minh huyết ẩm Châu Chủ nhân cũng chính là Hình Vân trưởng lão tắc thì là lộ ra một cái dị sắc nhìn chiến đấu, trong lòng nói nhỏ, Lý Nhược Du, hy vọng ngươi tuân thủ hứa hẹn giết tần nhai sau có thể đem vật kia giao ra đây. Mấy ngàn năm trước, Lý Nhược Du tìm được rồi hắn, hướng hắn thỉnh cầu quỷ minh huyết ẩm châu. Lúc đầu hắn cũng không muốn nhúng tay cái này sự tình, lại nói. Hắn mặc dù không tu hủy diệt chi đạo, nhưng quỷ minh huyết ẩm châu cái này thần khí làm sao có thể nói cho liền cho. Bất quá, Lý Nhược Du lại xuất ra nhất kiện hắn không pháp chống cự đồ đạc lấy vật kia giao dịch, hắn mới đem quỷ minh huyết ẩm châu cho Lý Nhược Du. Bất quá đối phương nhưng phải cầu ở đánh bại tần nhai sau đang cho hắn. Tuy là bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng chỉ đành bằng lòng. Phản đang ở hắn dưới mí mắt xuống, Lý Nhược Du cũng chạy không đến đi đâu. Oanh, này lúc trong hư không hủy diệt chi khí đã đạt tới cực hạn. Hóa thành nhất đầu không gì sánh được giữ tợn ác thú, cái này ác thú hướng tần nhai đập ra ở hắn không gian bốn phía vách ngăn ở va chạm vào cái này ác thú sát na tại chỗ tan vỡ. Tứ đạo diệt tuyệt, thần văn, chuyển khoảng không, đảo thiên. Tần nhai thôi động thần thuật thần văn. Vài luồng không gì sánh được cường hãn khí tức chút xuống mà ra. Ngạnh sinh sinh đánh vào cái kia ác thú chi lên, cuồng bạo năng lượng va chạm sát na. Bão táp điên cuồng cuốn lên, nhưng này ác thú uy lực không gì sánh được cường đại lại đem cái này vài luồng năng lượng nuốt mất ngay sau đó. Tần Nhai hao hết toàn lực thôi động không gian bích trướng, càng thôi động đại đế gia hộ. Song trọng phòng ngự xuống, vẫn là bị đánh bay ra mấy ngàn dặm. Thiếu chút nữa sẽ bay ra đài chiến đấu. Tần Nhai không muốn lại vùng vẫy dãy chết. Lúc này đây, ngươi chắc chắn thất bại. Lý Nhược du cười to, bốn phía hủy diệt kinh khí đang điên cuồng vũ động. Như nhất tôn hủy diệt ma thần vậy. Bốn phía vũ giả càng là lắc đầu, cảm thấy thắng bại đã phân. Đáng tiếc Tần Nhai nhãn trung toát ra một hồi quang hoa sáng chói. Không gian chi đạo bổn nguyên lực lượng ở quanh thân xoay tròn. Nhất khẩu kim sắc vòng sáng nổi lên. Người có thần khí, lẽ nào ta sẽ không có à? Tần Nhai cười lạnh một tiếng, xuất ra kim quang hư không luân. Cái này nhất thần khí xuất hiện sát na ẩn chứa trong đó không gian bổn nguyên cùng tần nhai sở đốn ngộ bổn nguyên chi lực sản sinh. Cộng minh, lay động phương thiên địa này. Không gian chi lực giống như nước thủy triều chút xuống mà ra. Đúng là cùng cái kia quỷ minh huyết ẩm châu lực lượng địa vị ngang nhau. Không, trong lúc mơ hồ còn muốn càng tốt hơn. Cái gì? Cái này tần nhai tay trên lại còn có như vậy con bài chưa lật. Cuộc chiến đấu này biến số thật đúng là nhiều đây. Cái này tần nhai còn thật không dễ dàng chết, cái này khiến. Ngược lại thì cái này Lý Nhược Du muốn nguy hiểm. Chương 2071, ta không muốn đổi. Cái kia là cái gì? Vạn Dặm cao khoảng không lên, ngân tràn điện chủ nhìn cái kia tản ra kim mang vòng sáng. Đồng tử co rụt lại, theo cái kia vòng sáng trung hắn cảm nhận được một rung động. Một cùng hắn không gian chi đạo sản sinh cộng minh rung động trong lúc nhất thời trong lòng hắn sinh ra một tham lam hắn tin tưởng chỉ cần được món đó kim sắc vòng sáng vậy hắn thực lực sẽ gặp có to lớn tăng trưởng bước vào lục tinh thiên vương cũng không phải không thể món đồ kia ta nhất định phải đạt được ngân chản điện chủ hít một hơi thật sâu gắt gao nhìn chằm chằm kim quang hư không luân mà đang cùng lý nhược du giao chiến diệp ban đầu thần cũng không biết mình trong tay thần khí đã bị người sở theo dõi màu quang vi ngưng thần lực thôi động ầm ầm gian rực rỡ trói mắt kim quang chợt bạo nổ phát kim quang trung ẩn chứa một không gì sánh được cường hãn không gian bổn nguyên lực lượng sự mạnh mẽ hãn nhiễu loạn thiên địa không ngừng đánh thẳng vào cái kia hủy diệt chi khí lý nhược du sắc mặt đại biến đem thần lực thôi động đến mức tận cùng oanh oanh hủy diệt chi khí từ cái này quỷ minh huyết ẩm châu trung không ngừng phun ra nuốt vào mà ra hóa thành từng đầu vô cùng dữ tợn ác thú không ngừng đánh thẳng vào không gian chi lực không gian hủy diệt hai chủng đại đạo bổn nguyên lực đang điên cuồng va chạm cái này lực lượng mạnh mẽ hãn làm cho cả đài chiến đấu đang điên cuồng chấn động tần nhai tần nhai ngươi đi chết đi lý nhược du giống giận đem hủy diệt chi khí thôi động đến rồi cực hạn quỷ minh huyết ẩm châu nở rộ vô biên tia máu, ở hư không rung động. Mà tần nhai cũng không cam tỏ ra yếu kém, kim quang hư không luân ong ong rung động. Không gian bổn nguyên lực lượng, chút xuống mà ra, cùng hủy diệt chi khí ở đánh vào. Kim mang, huyết quang. Không gian bổn nguyên chi lực, hủy diệt bổn nguyên chi lực. Hai cổ không gì sánh được cường hãn lực lượng giao phong làm cho trong thiên địa toát ra sáng lạn vô cùng quang thải đồng thời cũng ẩn chứa nhất không gì sánh được rung động sát cơ phanh phanh hư không tại này cổ lực lượng hạ không ngừng vặn vẹo phá toái từ không gì sánh được bền bỉ tài liệu làm bằng liền mà thành trải qua vô số tuế nguyệt mà không thấy hư hại đài chiến đấu bỗng nhiên xuất hiện từng đạo quy liệt vết tích tới một màn này làm cho mọi người hít vào một ngụm khí lạnh phải biết cái này đài chiến đấu không biết từng trải qua bao nhiêu lần vũ giả giữa quyết đấu có thể cho tới bây giờ không có xuất hiện qua bất luận cái gì hư hao nhưng nay thiên nhưng là bị cái này hai cổ lực lượng đụng đánh chúng xuất hiện vết rách có thể tưởng tượng được tần nhai cùng lý nhược du hai người này phát ra bổn nguyên chi lực kinh khủng đến cỡ nào oanh oanh lực lượng giao phong ở thăng cấp đài chiến đấu vết rách tùy theo khoách trương lớn dần dần tần nhai không gian bổn nguyên chi lực vượt trên lý nhược du sức mạnh hủy diệt cái kia cổ hủy diệt bổn nguyên đang không ngừng bị suy yếu không không thể lý nhược du giống giận liều lĩnh thôi động thần lực chỉ bất quá cuộc quyết đấu này đã không có bất kỳ huyền niệm dù là lý nhược du lại kiên trì như vậy không gian bổn nguyên lực lượng vẫn là đưa hắn hủy diệt bổn nguyên cho áp chế hoàn toàn chỉ chốc lát quanh quần ở quanh người hắn hủy diệt bổn nguyên chi lực chỉ còn hạ thật mỏng một tầng đã nỏ hết đà ầm ầm nhất bạo cái kia cỗ lực lượng hoàn toàn phá toái tịch quyển ra không gian bổn nguyên giống như nước thủy triều đem lý nhược du hoàn toàn thôn phệ cực kỳ kinh người uy lực theo bốn phương tám hướng nghiền ép lấy hắn hắn không ngừng thôi động thần lực ở bên ngoài thân hình thành nhất phương phòng ngự mưu đồ ngăn cản hạ này cổ lực lượng thế nhưng liền quỷ minh huyết ẩm châu lực lượng đều ngăn cản không xuống. Huống chi thần lực của hắn, ẩm ẩm chung, phòng ngự của hắn trực tiếp phá toái mở. Mà cỗ không gian bổn nguyên chi lực trong nháy mắt đưa hắn phá tan thành từng mảnh. Hắn chỉ tới kịp phát sinh một tiếng kêu rên, liền triệt đề vẫn lạc. Tĩnh, quỷ dị vắng vẻ, ở Lý Nhược Du chết về sau, năng lượng dần dần tản mạn ra mà bốn phía vũ giả ngơ ngác nhìn chính giữa sàn chiến đấu, tựa như còn chìm đắm trong khiếp sợ. Đợi hắn nhóm trở lại thần về sau, chính là ngất trời tiếng nghị luận. "Thiên a, Tần Nhai thật xử lý đến rồi. Tiểu tử này, lại thật lấy chân thần thất trọng chi tu vi chém giết Lý Nhược Du, yêu nghiệt. Băng Viêm cung có lịch sử lấy đến nay chưa bao giờ có yêu nghiệt. Tên đáng sợ, bất khả tư nghị nhất chính là hắn lại có thể lấy chân thần thất trọng lực lượng nắm giữ bổn" Nguyên chi lực, điểm này, ta bây giờ còn đang trong khiếp sợ. Đừng nói ngươi, coi như là ta cũng không thể tin được a. À. Tần Nhai không để ý đến những người khác khiếp sợ. Hắn nhìn chân hạ nguyên bản phá toái đài chiến đấu dần dần khôi phục lại, không khỏi kinh ngạc. Cái này đài chiến đấu quả nhiên không phải dễ dàng như vậy phá hư. Lại có tự động năng lực chữa trị. Còn lại người cũng chú ý tới cái này đài chiến đấu biến hóa, không khỏi kinh ngạc. Đơn giản là trước đó, chẳng bao giờ có người có thể đem cái này đài chiến đấu làm hỏng rơi. Cũng vì vậy mới không ai có thể phát hiện cái này đài chiến đấu kỳ diệu chi chỗ. Không để ý đài chiến đấu, Tần Nhai hướng Lý Nhược Du chết đi phương hướng đi tới, ở đâu trong? Viên kia quỷ minh huyết ẩm châu chính trôi ở hư không bên trong. Hắn cũng không khách khí, một tay lấy hạt châu kia cầm xuống. Sau đó sẽ đem bên ngoài nhẫn chữ vật cho lấy đi. Này lúc tự cao khoảng không bên trong có mấy đạo thân ảnh bỗng nhiên lướt xuống. Mấy người này đứng ở đài chiến đấu lên, ngưng mắt nhìn Tần Nhai. Nhất là Ngân Chản điện chủ, Hình Vân điện chủ hai lớn ánh mắt phức tạp nhất. Theo trong ánh mắt của bọn hắn, Tần Nhai mơ hồ cảm nhận được một địch ý. Hắn có chút không giải khai, không biết vì sao hai người này đối với mình có chút địch ý. Ở trong ấn tượng của hắn, hắn chưa từng thấy qua hai người kia mới được ha ha hào tiểu tử lại thật có thể thắng cái kia lý nhược du đây là trung gian cái kia lão giả nhìn tần nhai nói lão phu chính là ô vân điện chủ không biết tiểu hữu có nguyện ý hay không vào ta nhất mạch đây cái này ô vân điện chủ cũng là yêu tài muốn bên ngoài thu nhập bộ hạ tạ ơn điện chủ ý tốt nhưng tại hạ cũng là nhàn hạ quen tần nhai uyển chuyển cự tuyệt ô vân điện chủ ô vân điện chủ có chút đáng tiếc nhưng cũng không có cưỡng cầu mà hình vân điện chủ nhìn tần nhai ánh mắt có chút phức tạp muốn mở miệng nói cái gì nhưng ngắm nhìn bốn phía vài cái điện chủ có chút kiêng kỵ không được nếu như này thì mở miệng liền bại lộ vật kia tồn tại vẫn là sau sẽ tìm thời gian tìm tần nhai đi hình vân điện chủ âm thầm nghĩ tới lập tức đối đãi ở một bên không nói chẳng qua ngân chản điện chủ nhưng không có hắn như thế có thể ẩn nhẫn hắn vội vã vọt tới tần nhai trước mặt gắt gao nhìn chằm chằm tần nhai trên đỉnh đầu kim quang hư không luân. Trong ánh mắt mang theo từng luồng tham lam, tần nhai thấy thế, tức thì đem kim quang hư không luân thu về. Tần nhai, ngươi cái này kim quang hư không luân ta muốn, người nghĩ muốn cái gì cứ mở miệng. Chỉ cần ta có thể lấy ra tuyệt sẽ không có kè mặc cả. Ngân chản điện chủ hít một hơi thật sâu, lập tức nói đạo. Kim Quang Hư không luân trung ẩn chứa không gian bổn nguyên chi lực đối với cám dỗ của hắn quá. Lớn, mặc kệ trả giá cao gì, hắn đều nhất định muốn đạt được. Xin lỗi, cái này Kim Quang Hư không luân, ta không muốn đổi. Như vậy, ta dùng 10 cái trí cao thần khí cùng ngươi trao đổi. Điện chủ, vật ấy ta thật không muốn đổi. Cái này Kim Luân ẩn chứa bổn nguyên phi thường huyền diệu. Tần nhai mình cũng chưa đem bên ngoài hoàn toàn tìm hiểu này thì ngộ hiểu không gian bổn nguyên chi lực, hắn đang định trở về tìm hiểu một phen. Như thế nào lại đem hắn đổi đi, đừng nói 10 cái trí cao thần khí. Trở lại 10 cái cũng không đổi. Tần nhai, ngươi thật không muốn đổi. Nghe thế, ngân chản điện chủ mặt sắc đã có chút âm trầm xuống. Hắn mâu quang thiểm thước gian, lộ ra một trọng lực áp bách. Tần nhai thấy thế, thần lực đã bắt đầu vận chuyển. mươi 2072, không tìm được uy uy, ngân chản điện chủ ngươi sẽ không muốn ép mua buộc bán đi. Cái này lúc cái kia ô vân điện chủ bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn rất xem trọng tần nhai, tự nhiên không ngại bán một món nợ ân tình của hắn. Mà ở nghe được ô vân điện chủ lời nói về sau. Ngân chản điện chủ khuôn mặt biến sắc đổi một hồi, lập tức lạnh rên một tiếng. Nhìn tần nhai liếc mắt sau trực tiếp cách tới. Đa tạ ô vân điện chủ giúp ta giải vây. Tần nhai thản nhiên nói, tiếp lấy liền hướng ô vân điện chủ chắp tay. Ha ha, một chút chuyện nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến. Ô vân điện chủ khoát tay áo, lập tức thấp giọng nói. Cái này ngân chản điện chủ đầu óc nhỏ đây, người này sau có thể muốn cẩn thận một chút. Tuy là thanh âm của hắn đè rất thấp, nhưng ở trong sân lại có ai là hạng dễ nhằn đây. Lời của hắn bị mọi người không sót một chữ toàn bộ nghe vào trong tai chúng người đưa mắt nhìn nhau, có chút buồn cười. Mấy người tùy ý nói chuyện với nhau một hồi, liền ai đi đường nấy. Tần nhai trở về đến chỗ ở của mình về sau, không nói hai lời. Mà bắt đầu vững chắc chính mình đối với không gian tỉnh ngộ. Càng tiếp tục tham ngộ kim quang hư không luân trung ẩn chứa không gian bổn nguyên chi lực. Thời gian nhoáng lên chính là mấy nghìn năm. Mấy nghìn năm thời gian, hắn đối với không gian tỉnh ngộ rất có sở vào tiếp đó hắn lấy ra cái kia quỷ minh huyết ẩm châu quả đấm lớn nhỏ chán phóng nhẹ nhẹ huyết quang quỷ minh huyết ẩm châu ở trong hư không lơ lững khí chất lộ ra một không gì sánh được huyền diệu bổn nguyên ba động cái này thần khí có chút bất phàm ngược lại là có thể tìm hiểu một phen hắn hủy diệt chi đạo tuy là đạt tới chân thần thất trọng tiêu chuẩn nhưng còn không có ngộ ra bổn nguyên chi lực cái này quỷ minh huyết ẩm châu cũng có thể trợ hắn rất nhanh, hắn liền đắm chìm trong đối với quỷ minh huyết ẩm châu trong tham ngộ. Hắn càng là sử dụng đại lượng hạt sen, trợ hắn tìm hiểu. Chẳng qua tìm hiểu bổn nguyên chi lực há lại sẽ là dễ dàng như vậy. Hắn có thể ngộ ra không gian bổn nguyên chi lực đã thập phần khó có được. Muốn mượn này ngộ ra hủy diệt bổn nguyên chi lực cũng là phi thường chắc trở. Mấy nghìn năm thời gian cũng chưa thành công chỉ bất quá đối với hủy diệt chi đạo nắm giữ càng tiến lên một bước được rồi xem trước một chút lần này quyết đấu thu hoạch đi tần nhai lấy ra lý nhược du nhẫn chữ vật hắn đạo thức khẽ động tiến vào bên trong kiểm tra phần lớn đều là một ít thần tinh thần khí các loại đối với tần nhai mà nói tác dụng không tính là lớn đang ở hắn có chút hứng thú thời điểm hắn bỗng nhiên phát hiện một khối nhũ bạch sắc tinh thạch cái kia trong tinh thạch lại ẩn chứa một bổn nguyên chi lực. Cái này bổn nguyên chi lực không thể diễn tả, không giống bất luận cái gì đạo. Có thể lại hình như có thể huyễn hóa thành bất luận cái gì nhất chủng nói, cái này là bổn nguyên chìa khóa, tần nhai thần sắc chấn động, có chút mừng rỡ. Bổn nguyên chìa khóa chính là đi trước bản nguyên chi gian trọng yếu tín vật. Mà bản nguyên chi gian chính là hỗn độn chung nhất chỗ nhất chỗ thần bí trong đó tràn đầy các loại các dạng bổn nguyên chi lực có thể để người ta ở trong đó tìm hiểu tần nhai trước đây liền từ u minh nữ đế trong tay đạt được một viên bổn nguyên chìa khóa tiến nhập bản nguyên chi gian tìm hiểu lấy được không cạn càng là bằng này một lần hành động đánh bại tiệt thiên thần đế mà hiện ở trong tay hắn khối này bổn nguyên chìa khóa ẩn chứa bổn nguyên chi lực nếu so với u minh nữ đế khối kia mạnh hơn nhiều U Minh nữ đế khối kia có thể cho hắn ở bản nguyên chi gian đối đãi 10 vạn năm. Mà một khối, ít nhất có thể đối đãi trăm vạn năm thời gian, đủ đủ gấp 10 lần thời gian. Cũng không biết khối này bổn nguyên chìa khóa là đi thông cái nào một phương bản nguyên chi gian, là băng viêm tinh vực vẫn là còn lại vài phần tinh vực đây. Tần Nhai hiểu được bản nguyên chi gian chính là trong hỗn độn nhất chỗ thiên nhiên tu luyện tràng sở, mỗi cái hỗn độn giới chung đều có một cái bản nguyên chi gian tồn tại. Mà hắc ám cắn nuốt không thiếu hỗn độn, ấn đạo lý mà nói. Hẳn là có không ít bản nguyên chi gian, có thể tức thì tựa như đây. Cái này đi thông bản nguyên chi gian bổn nguyên chìa khóa vẫn là không gì sánh được chân quý. Đừng nói là trăm vạn năm cấp bậc bổn nguyên chìa khóa, phóng tới ngoại giới. Là có thể gây nên một hồi lớn náo động không nghĩ tới cái này lý nhược du trong tay lại có như thế bảo vật cái này khiến nhưng thật ra tiện nghi ta đang ở tần nhai có chút thời điểm hưng phấn ở bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một giọng nói tại hạ hình vân điện chủ tới này bái phỏng tần nhai tiểu hữu tần nhai nghe vậy chán cau lại hình vân điện chủ hắn không có nhớ lầm cái này hình vân điện chủ chính là lúc đầu ở đài chiến đấu trên đối với Hắn lộ ra địch ý hai vị điện chủ trong một cái, nghĩ vậy, hắn mâu quang hơi đông lại một cái. Ám tự đề phòng, hắn tới ta đây làm cái gì? Tuy là đề phòng, nhưng là không thể tránh không gặp. Hắn đi ra chỗ ở, hướng Không Trung Hình Vân điện chủ chắp tay. Tần Nhai gặp qua điện chủ, "Tiểu Hữu không cần khách sáo, là ta không có chuyện trước thông báo, tùy tiện tới chơi." Hình Vân điện chủ rơi xuống, hướng Tần Nhai cười cười ôn hòa nói, nhưng tần nhai nhưng trong lòng không có thả lòng đề phòng không biết hình vân điện chủ hôm nay đến đây vì chuyện gì đâu a à lần này tới tìm tiểu hữu đích thật là có làm việc nhỏ cần ngươi hỗ trợ không biết tiểu hữu cũng biết quỷ minh huyết ẩm châu hình vân điện chủ đạo quỷ minh huyết ẩm châu tần nhai sững sốt một cái lập tức gật đầu một cái nói ta tự nhiên biết vật ấy chính là trước đây lý nhược du dùng để đối phó ta thần khí cái này hình vân điện chủ chẳng lẽ là vì cái này thần khí mà đến tiểu hữu chỉ biết một không biết thứ hai a à. hình vân điện chủ tiếp tục nói ra vật ấy nguyên bản là ta chờ vật này là của điện chủ ngươi tần nhai ánh mắt trở nên có chút bất thiện nói nói cách khác điện chủ là đem vật ấy giao cho lý nhược du làm cho hắn dùng để đối phó ta điện chủ lẽ nào cùng ta có thu tiểu hữu hiểu, hiểu lầm hình vân điện chủ vội vàng nói Vật ấy chính là trước đây Lý Nhược Du tìm ta đòi, dùng nhất kiện trọng bảo tới trao đổi. Ta cái kia thì cũng là không biết hắn dùng cái kia quỷ minh huyết ẩm châu đối phó tiểu hữu. Ta nếu như biết tuyệt sẽ không cùng bên ngoài trao đổi. Hình vân điện chủ nghĩa tránh ngôn từ nói đạo. Chẳng qua những thứ này đều là hắn biên. Hắn tự nhiên biết Lý Nhược Du là lấy vật ấy đối phó tần nhai, nhưng hắn há lại sẽ lưu ý chỉ cần có thể bắt được cái kia bảo vật đừng nói một cái tần nhai cho dù chết mười cái trăm cái cũng không cái gọi là nguyên lai like như đây tần nhai khóe miệng lộ ra một cái nghiền ngẫm đối với hình vân điện chủ nói hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng một cái đối với hắn lộ ra địch ý nhân há có thể đơn giản tin tưởng ở lý nhược du cầm quỷ minh huyết ẩm châu về sau nhưng không có đúng hẹn đem cái kia trọng bảo giao cho ta ta hiện tại tìm đến tiểu hữu Chính là hy vọng tiểu hữu có thể đem cái kia trọng bảo giao cho ta, lại nói tiếp. Ta cũng là cái kia trọng bảo chủ nhân. Điện chủ tại sao không đi tìm Lý Nhược Du, tìm đến ta ư? Nghe nói như thế, Hình Vân điện chủ suýt nữa không có chửi bới lên tiếng. Cái kia Lý Nhược Du cũng làm cho ngươi giết, ta muốn đi tìm cái dám a. Tần Nhai sừng sốt một cái, lập tức phảng phất phục hồi tinh thần lại vậy ta ngược lại thật ra đã quên cái kia lý nhược du đã chết trong tay ta vậy không biết hình vân điện chủ muốn đến đến tột cùng là bảo vật gì đây ta tới tìm xem một chút đi đa tạ tiểu hữu cái kia bảo vật ứng với đang ở lý nhược du nhẫn chữ vật bên trong là khối nhũ bạch sắc quả đấm lớn nhỏ ngọc thạch tốt nhận thức tần nhai trong lòng ám tự dùng mình hình vân điện chủ vì đúng là cái kia bổn nguyên chìa khóa nhưng tiếc là tần nhai lại sẽ ngoan ngoãn đem bên ngoài giao ra đây. Hắn giả ý ở trong nhẫn chữ vật tìm tòi một hồi, lập tức liền lắc đầu, bạo khởi. Hình vân điện chủ ta không có tìm được ngươi nói món đồ kia. mươi 2073, tân bí giới. Không tìm được, hình vân điện chủ mâu quang đông lại một cái cuống cuồng nói. Làm sao có thể không có tìm được đây, vật kia hẳn là đang ở hắn trong nhẫn chữ vật. Tần Tiểu Hữu ngươi đừng muốn bẫy lừa gạt với ta, ngươi lại cẩn thận tìm xem. Nhất định ở bên trong." Tần Nhai lại tìm nhất lần, nhưng vẫn lắc đầu một cái. Chứng kiến cái này, Hình Vân điện chủ mặt sắc đã triệt để biến được âm trầm. Hắn nhìn Tần Nhai nói, "Tần Tiểu Hữu, thật không tìm được." "Hừ, lẽ nào điện chủ ngươi còn chưa tin ta không được? Lẽ nào ngươi còn muốn tự thân lục soát tìm ta nhẫn chữ vật? Cái này thứ cho ta khó có thể theo." Tần Nhai, đã như thế, ta đây liền minh nhân bất thuyết ám thoại, nói đi. Người muốn thế nào mới bằng lòng đem vật kia giao ra đây đây?" Hình Vân điện chủ Đạm Mạc nói, sau lưng bàn tay ám tự xúc lực. Tần Nhai minh bạch trước mắt cái này người nhưng là Băng Viêm cung điện chủ chân chính. Cao cao tại thượng nhân vật đứng đầu, muốn ứng đối người như vậy, hắn tự nhiên muốn đề phòng. "Ta nói không có thứ này, chính là không có." bổn nguyên chìa khóa quý giá như thế hắn sao có thể đơn giản giao ra cái này lý nhược du bị hắn giết chết bên ngoài đồ đặc tự nhiên cũng chính là chiến lợi phẩm của hắn tần nhai xem ra ngươi là phải cùng ta vạch mặt hình vân điện chủ lạnh rên một tiếng ám tự xúc lực tay chợt đánh ra cái này điện chủ không hổ là điện chủ lực lượng không giống bình thường chỉ là một kích để bốn phía hư không dung chuyển không ngớt một kích này có ít nhất tứ tinh thiên vương tột cùng trình độ. Tần nhai coi như muốn cứng rắn lay động cũng khó mà có thể ngăn xuống. Chẳng qua tần nhai sớm có chuẩn bị. Ở hình vân điện chủ phát động công kích sát na. Ở trước mặt hắn liền tạo thành một đạo không gì sánh được bền bỉ không gian bích trướng. Chẳng qua hình vân điện chủ cũng là không thèm để ý chút nào, ngược lại không tiết tháo cười. Hừ, chẳng qua chút tài mọn cái này không gian bích chướng với hắn mà nói hoàn toàn chính xác không coi là cái gì một kích rơi xuống cái kia không gian bích chướng liền một giây chung cũng không có tranh thủ được đã bị trực tiếp phá toái chỉ bất quá dù cho chỉ là tranh thủ được liền một giây chung thời gian cũng chưa tới cũng đủ rồi ở nơi này một kích gần rơi vào tần nhai trên người thời điểm thân ảnh của hắn đúng là trong thời gian ngắn biến mất không thấy lại cảm giác này là thuấn di khá lắm, cư nhiên có thể ở ta công kích hạ thuấn di ly khai. Xem ra cái này ra hỏa những năm gần đây đối không gian tỉnh ngộ lại tiến triển không thiếu. Thuấn di, chính là không gian người tu luyện chuẩn bị năng lực một trong. Chẳng qua năng lực này cũng mạnh yếu, càng phân tình huống bất đồng. Đang đối mặt càng địch nhân cường đại lúc cái này thuấn di kỹ năng hiệu quả thì sẽ càng yếu. Dù sao, giống như hình vân điện chủ mạnh như vậy người mỗi một lần công kích cũng có thể hình thành không gian phong tỏa. Sao lại là dễ dàng như vậy bị thuấn di ly khai? Nhưng hôm nay, tần nhai lại làm xong rồi. Điều này nói rõ tần nhai đối không gian lực lượng nắm giữ cực kỳ cao thâm tinh diệu. Như sẽ cho ngươi chút thời gian. Sợ là liền ngân tràn tên kia cũng không có biện pháp ở không gian nhất đạo thắng được ngươi. Ngươi thật sự là một cái yêu nghiệt. Đa tạ khen ngợi, tần nhai cười nhạt một cái nói quả thật nếu như cứng đối cứng hắn tuyệt đối không phải hình vân điện chủ đối thủ chỉ bất quá hắn bây giờ đối với không gian bổn nguyên lực lượng nắm giữ nâng cao một bước điều này làm cho hắn coi như là không địch lại cũng có thể thong dong thối lui người rất tốt hình vân điện chủ nhìn tần nhai lạnh lùng mở miệng nói hắn không nghĩ tới tần nhai tiến bộ nhanh như vậy không ngờ thoát khỏi tầm kiểm soát của mình hắn nếu là muốn cường sát tần nhai lấy đối phương năng lực nhất định có thể ở tay hắn hạ kiên trì một đoạn thời gian khiến cho toàn bộ băng viêm cung đều biết đến lúc đó hắn còn gì là mặt mũi đây tần nhai ngươi thật không lưu cho mình một điểm chỗ trống đắc tội ta đối với ngươi không có bất kỳ tốt chỗ ngược lại ngươi đem món đồ kia giao trả lại cho ta ta có thể cho ngươi ngươi sở đồ mong muốn hình vân điện chủ đạo nhưng tần nhai vẫn bất vi sở động đạm mạc nói ta thật không có tìm được vật kia người không tin ta đây cũng không có bất kỳ biện pháp hừ tần nhai người nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi nói sao người cho rằng lý nhược du tên kia dám cầm một cái đồ giả tới lừa dối ta sao người thích tin hay không người hình vân điện chủ bị tức giận đến xanh mặt gắt gao nhìn chằm chằm tần nhai tốt tần nhai ta muốn hướng ngươi phát sinh khiêu chiến mà tần nhai nghe vậy, cổ quái nhìn hình vân liếc mắt ta nói hình vân điện chủ. Người sẽ không phải là bị tức đến chập mạch rồi đi. Người đường đường một cái điện chủ lại hướng ta khởi sướng khiêu chiến. Người nghĩ rằng ta thật ngốc đến tiếp thu sao? Lời này cũng không sai. Điện chủ tu vi vượt xa quá thông thường băng viêm cung vũ giả. Tần nhai coi như là không chấp nhận, cũng không có ai nói cái gì, nói đùa. Cái này chủng rõ ràng chính là đi tìm chết hành vi tiếp nhận rồi mới hội làm người ta kinh ngạc tốt chứ sao? Đáng chết tiểu tử, tần nhai mềm không được cứng không xong, làm cho hình vân điện chủ không làm sao được. Người một hơi đắc tội ta và ngân tràn hai cái điện chủ, hừ. Người cho rằng ngươi ở đây băng viêm cung trung hội có cuộc sống tốt sao? Chớ vọng tưởng, đây coi như là uy hiếp sao? Tần nhai hai tròng mắt hơi nheo lại. Người cứ nói đi hình vân điện chủ cười lạnh một tiếng lập tức xoay người ly khai nhìn hắn rời đi bối ảnh tần nhai mâu quang vi ngưng ta tần nhai đi qua nhiều như vậy sóng to gió lớn chính là uy hiếp lại tính là cái gì thời gian kế tiếp bên trong thỉnh thoảng tìm đến tần nhai phiền phức những người này thực lực không yếu thậm chí có mấy cái tứ tinh thiên vương nhưng tần nhai cũng không phải kẻ tầm thường những thứ này tới tìm hắn để gây sự người chẳng những không có ở hắn nơi đây chiếm được nửa điểm tiện nghi. Ngược lại thì huyết nhất mũi bụi, có thể nói chật vật không chịu nổi. Cái này hết thầy chủ sử sau màn, cũng chính là hình vân điện chủ. Ngân tràn điện chủ hai đại khí được phổi đều nhanh nổ. Nhưng lại không tốt tại ngoài sáng trên xuất thủ. Như đây, thời gian liền lại qua vài vạn năm. Cái này vài vạn năm thời gian, tần nhai đối với không gian nắm giữ càng ngày càng cao minh thậm chí đều tìm hiểu ra hủy diệt bổn nguyên lực lượng, chiến lực tăng nhiều. Hắn hiện tại dù cho không sử dụng kim quang hư không luân cũng có thể cụ bị tứ tinh đỉnh phong. Chiến lực băng viêm cung trung ngoại trừ điện chủ bên ngoài, đã ít có người là đối thủ. Lại tiến bộ này tốc độ, kinh bạo không thiếu băng viêm cung võ giả trong mắt. Phanh, phanh, một ngày này, một đạo không gì sánh được trầm hồn tiếng chuông vang vọng ra. Tiếng chuông này là Tần nhai mâu quang hơi đông lại một cái, xem ra có cái gì chuyện trọng đại tình xảy ra. Như bằng không, cái này hồn thiên trung tuyệt sẽ không vang lên. Hồn thiên trung, chính là băng viêm cung trong nhất khẩu đại trung. Một khi có cái gì trọng đại sự tình phát sinh thời điểm mới hội vang lên. Tần nhai tới đây băng viêm cung trung cũng có một đoạn thời gian. Vẫn là lần đầu tiên nghe thấy hồn thiên trung vang, có người nói cái này hồn thiên trung đã có mấy cái nguyên niên không có vang lên. Lúc này đây đột nhiên vang lên, cũng không biết xảy ra đại sự gì. Rất nhiều băng viêm cung vũ giả lướt đi, đi tới một tòa sân rộng lên. Băng viêm cung vũ giả 800 người, hầu như toàn bộ đi tới. Đứng ngạo nghễ ở cao khoảng không trong, cũng là cái kia 10 cái điện chủ. Cầm đầu thác bạt điện chủ nói ra, lần này sốt ruột chư vị chính là bởi vì ở băng viêm tinh vực chung phát hiện một cái mới bí giới. Cái này bí giới chung có không thiếu trọng bảo cơ duyên. Thậm chí liền còn lại hai chòm sao lớn cường giả cũng muốn tới này chia một chén súp. Cho nên chúng ta lúc này mới triệu tập chư vị đến đây. Hiện tại, nguyện ý cùng ta đi cái kia mới tinh bí giới nhân ra khỏi hàng. Siêu, siêu, trong nháy mắt có hơn phân nửa vũ giả phi lướt mà ra dò xét tìm tân bí cảnh, đây chính là phi thường khó được một lần cơ hội. Chương 2074, hai đại điện chủ bức giết. Tần Nhai suy tư một hồi, lập tức cũng phi lướt mà ra. Dò xét tìm bí cảnh, ý nghĩa có thể kiến thức càng nhiều hơn cường giả. Đạt được nhiều tư nguyên hơn, tốt đẹp như vậy cơ hội, hắn lại tại sao sẽ buông tha? Càng trọng yếu hơn chính là, hắn ở băng viêm cung chúng phải tội ngân tràn hình vân hai cái điện chủ, có trời mới biết hai người này sẽ nhớ ra biện pháp đối phó chính. Mình, vì vậy, hắn mới quyết định tạm thời ly khai băng viêm cung. Mà ở chứng kiến tần nhai cũng gia nhập vào dò xét tìm tân bí giới trong đội ngũ. Ngân chản điện chủ, hình vân điện chủ hai người hai mắt tỏa sáng, lập tức thu liệm ánh mắt. Chẳng qua hai người bọn họ dị động như thế nào giấu giếm được tần nhai hắn cười lạnh một tiếng hừ xem ra là xem ta gần ly khai băng viêm cung cảm thấy có cơ hội đối phó ta đáng tiếc các ngươi suy nghĩ nhiều quả thật thực lực của hắn bây giờ có thể còn chưa phải là hai đại điện chủ đối thủ bất quá hắn nếu là muốn rời đi cũng không người có thể ngăn cản hắn vì vậy hắn cũng không sợ hãi hai vị này điện chủ thêm trên những năm gần đây hắn tiến bộ không thiếu cũng là thử một lần hôm nay chính mình tại đối với trên hai cái này điện chủ về sau. Có thể phát huy đến mức nào? Lập tức Tần Nhai chuẩn bị một phen liền theo thác Bạt điện chủ Ly Khai. Đường lên, Tần Nhai đối với cái kia mới tinh bí giới không khỏi có chút chờ mong. Tại Hắc Ám Trung, thế giới cùng thế giới vách ngăn hầu như đã hoàn toàn biến mất không thấy. Mà những thế giới này đại bộ phận đều là trực tiếp phá toái tiêu thất nhưng vô số thế giới toái phiến thỉnh thoảng sẽ tiến hành dung hòa ở vô số năm diễn hóa chung tiến tới hình thành bí giới bí giới tồn tại vô cùng đặc thù ở hắc ám khí tức xâm nhiễm hạ hội xuất hiện chủng chủng kỳ diệu biến hóa hoặc là nguy hiểm hay là kỳ ngộ nhưng nhất chỗ mới bí giới luôn là có thể gây nên mọi người thăm dò hứng thú rất nhanh tần nhai đám người liền tới nơi này bí giới chung Chư vị, ngoại trừ ta băng hỏa tinh vực người bên ngoài. Cái này bí giới bên trong còn có còn lại hai chòm sao lớn cường giả ở. Các ngươi là muốn tổ đội dò xét tìm vẫn là đơn độc dò xét tìm đều là tùy các ngươi, hiện tại. Chư vị liền mời tự liền đi." Thác Bạt điện chủ nói xong về sau, liền hướng một cái hướng khác lao đi. Mà Tần Nhai thấy thế, cũng ly khai đoàn người. So với việc tổ đội, hành động đơn độc càng thêm thích hợp hắn. Đang ở hắn lúc rời đi, ngân chản điện chủ, hình vân điện chủ hai người liếc nhau. Tiếp lấy liền theo sau, những người còn lại thấy cũng không để ý. Dù sao, ở băng viêm cung chung, hai vị này điện chủ nhằm vào tần nhai đã không phải bí mật gì. Bọn họ không cần phải làm vậy đi vào mù nhúng vào. Nói đùa, đó là hai cái điện chủ à, ai dám với hắn nhóm đối nghịch. Tần nhai một đường chạy vội, đi tới một ngọn núi lên. Bỗng nhiên, hắn ở bên trong ngọn núi kia thấy được một cái dáng rất yểu điệu. Cánh hoa dường như tinh thể một dạng kỳ dị thần thoại, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Thân ảnh khẽ động đem bên ngoài trích xuống. Đây là nội hàm đại đạo bổn nguyên thiên tinh hoa. Thiên tinh hoa nội hàm một cái bản nguyên khí tức có thể giúp người tham ngộ bổn nguyên. Cái này chủng thần hoa như xuất ra đi bán, giá trị ít nhất trăm ức thần tinh không nghĩ tới mới vừa vào bí giới không lâu sau thì có như này thu hoạch tần nhai khóe miệng vi kiều tiếp lấy liền muốn ly khai có thể vào lúc này một không gì sánh được huyền diệu không gian ba động nổi lên cái kia không gian ba động mạnh ở bốn phía tạo thành nhất phương kỳ lạ lĩnh vực ở nơi này lĩnh ngộ bên trong thiên địa vạn vật đều tựa như bị phong tỏa lại vậy điều này làm cho tần nhai mâu quang hơi đông lại một cái này cổ không gian lực lượng, là ngân chản điện chủ. Tần nhai đạm mạc mở miệng ánh mắt như lợi kiếm vậy bay vụt mà ra. Ngừng mắt nhìn không xa chỗ hư không, đón lấy, một thân ngân bào ngân chản điện chủ đi ra. Ở hắn chi về sau, hình vân điện chủ cũng đi tới qua đây. Hai đại điện chủ, đối với tần nhai hình thành yêu việt cưỡng bức. Ha ha, ta một cái nho nhỏ chân thần thất trọng vũ giả bực nào có may mắn có thể làm cho hai vị điện chủ đối với ta coi trọng như vậy tần nhai nhẹ giọng cười nói hình vân điện chủ nghe vậy không khỏi cười ha ha một tiếng nói người cũng không phải cái gì thông thường chân thần thất trọng là băng viêm cung từ trước tới nay nhất yêu nghiệt chân thần thất trọng chúng ta tự thân xuất thủ cũng ở tình lý bên trong nói đi hai người các ngươi tìm ta muốn làm gì a à hát ngươi cần gì phải biết rõ còn hỏi đây hình vân điện chủ đạm mạc nói ngươi nên biết hai chúng ta đại muốn thứ gì chỉ cần ngươi giao ra đây chúng ta liền thả ngươi ly khai cái này sợ là ta giao một cái xuất hiện liền vĩnh viễn cũng không thể rời bỏ nơi này tần nhai cười cười xích huyết thương đã nắm chắc mà xem hắn như vậy tư thế hình vân điện chủ ngân trản điện chủ hai người không khỏi mặt sắc trầm xuống cái này ra hòa ở bọn họ cưỡng bức hạ lại vẫn muốn phản kháng Tần nhai, ngươi không muốn không biết sống chết. Hai vị điện chủ hà tất cần tốn nhiều miệng lưỡi, đến đây đi. Ta sớm muốn lĩnh giáo hai vị cao chiêu, nay thiên để cho ta gặp các ngươi một chút. Có năng lực gì? Ngôn ngữ rơi, một hòa lẫn chiến ý. Như đế vương một dạng uy áp ở tần nhai thân trên leo thăng ra. Như thủy triều điên cuồng khoách tán bốn phía. Ngân tràn, hình vân mặt của hai người sắc hơi đông lại một cái. Quang thị khí thế nhìn lên, cũng biết tần nhai tiến bộ không nhỏ. Người này tốc độ tiến bộ thực sự làm cho bọn họ khiếp sợ. Hừ, không biết sống chết cái kia thiên để mạng ngươi tăng với này. Siêu, hình vân điện chủ quát lạnh một tiếng, tiếp lấy liền đấm ra một quyền. Bá đạo quyền uy tóe ra một không gì sánh được kinh người uy thế, ở nơi này uy thế xuống. Tần nhai muốn thuấn di thế nhưng quanh thân không gian nhưng là bị ngân chản điện chủ cho phong tỏa ngăn cản, người này không gian năng lực không thua tần nhai. Thậm chí mơ hồ còn mạnh hơn trên một bậc có hắn làm chấn áp tần nhai khó có thể bỏ chạy. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn bốn đạo vận chuyển, một thương đánh ra. Tứ đạo diệt tuyệt chi chiêu cùng một quyền này phát sinh nhất va chạm kịch liệt. Kinh khí điên cuồng bắn phá gian, tần nhai bị đánh lui mấy ngàn trượng, thần thể khẽ chấn động. Điện chủ oai, quả nhiên không giống bình thường này cổ lực lượng đã đạt được ngũ tinh thiên vương tầng thứ. Thậm chí ở ngũ tinh thiên vương chung cũng không tính là yếu. Mà chỉ là đối phương thuận tay một quyền mà thôi. Có thể tưởng tượng hình vân điện chủ thực lực cường hãn đến mức nào. Bên ngoài lực lượng sợ là không thua lục tinh thiên vương. Cái này chủng lực lượng so với tần nhai mạnh hơn nhiều. Tần nhai, hôm nay có ngân chản điện chủ ở này kiềm chế người không gian chi đạo căn bản không thi triển được đến. ta ngược lại muốn xem người có thể như thế nào thoát khốn. hình vân điện chủ nhếch miệng lên lộ ra một cái nụ cười lạnh lùng. cách đó không xa ngân tràn cũng là khuôn mặt nghiền ngẫm. tần nhai ta có thể sẽ cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội. giao ra ngươi cái kia ẩn chứa không gian bổn nguyên thần khí. ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. a à hát các ngươi liền có tự tin như vậy có thể đánh bại ta tần nhai cười nhạt cái này lúc hắn nhưng không thấy có nửa phần bối rối mà hình vân điện chủ ngân chản điện chủ cũng không khỏi có chút kinh nghi đều lúc này cái này tần nhai lại còn bây giờ đạm nhiên hừ giả thần giả quỷ hình vân điện chủ trong tay đột nhiên xuất hiện nhất khẩu trường kiếm lần nữa tuôn ra kiếm phong quá ra hư không tất tất rung động bị vẽ ra một đạo vết rách to lớn cuồng bạo thần lực tự như cùng như bài sơn đảo hải liên miên bất tuyệt tần nhai trường thương không ngừng đánh ra bằng bạc thương mang liên tiếp bạo nổ phát nhưng hắn thương tại này cổ lực lượng xuống căn bản ngăn cản không hạ bao lâu ở nơi này dũng động cuồng bạo thần lực xuống một cái hô hấp gian đã bị đánh bể cái này lực lượng thật là đáng sợ phanh phanh tần nhai bị cái này lực lượng lần nữa đánh bay ra ngoài điện chủ lực lượng xác thực rất mạnh muốn cùng các ngươi cái này trùng tầng thứ cường giả giao chiến. Không thể không vận dụng chút lá bài tẩy." Tần Nhai cười nói, hắn lại có con bài chưa lật có thể chống đỡ điện chủ. Chương 2075, nên rời đi. Cái gì? Con bài chưa lật? Hai vị điện chủ khuôn mặt sắc hơi đổi, có chút kinh ngạc. Cái này Tần Nhai lại có con bài chưa lật có thể chống đỡ điện chủ. Hừ, bất quá là cố làm ra vẻ huyền bí mà thôi. Người sợ là không biết thực lực của chúng ta có nhiều cường đại đi, điện chủ. Không thể ngươi có thể chống lại. Hình vân điện chủ lạnh rên một tiếng, lập tức vừa xảy bước ra. Một không gì sánh được cường hãn lực lượng trong nháy mắt chút xuống mà ra. Này cổ lực lượng mạnh mẽ, như vân hải cuồn cuộn vậy. Bá đạo uy áp một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Hư không rung động, nổi lên vòng vòng sóng gợn. Hình vân điện chủ, lục tinh thiên vương chiến lực toàn bộ khai hỏa, tần nhai làm băng viêm cung trung nhất yêu nghiệt vũ giả. Không có bất cứ người nào dám xem thường hắn, coi như là điện chủ cũng không thể không đề phòng một chút. Tuy là hình vân, ngân chản hai người cho rằng nắm chắc phần thắng, nhưng là phải lấy phòng ngừa vạn nhất, nhất niệm tới đây. Hình vân điện chủ kiếm trong tay hung hãn chém ra, bá đạo kiếm quang như bán nguyệt vậy, hướng tần nhai chém tới. Kiếm quang quá chỗ, hư không phá toái mà tần nhai gầm nhẹ một tiếng, trường thương nắm chặt. Cân nhắc trung khí tức của đại đạo từ hắn thân trên liên tiếp nổi lên, hủy diệt không gian. Tử vi, u minh, thần chiến. Đủ đủ ngũ chủng đạo ở quanh người hắn giao nhau chiếu rọi Hình thành một khó có thể tưởng tượng mênh mông uy áp. Như kinh người bạo phong vậy tịch quyển mà ra. Năm đạo, diệt tuyệt. Ngũ đạo diệt tuyệt là tần nhai ở tứ đạo diệt tuyệt trụ cột trên lại tăng thêm vào tử vi chi đạo mà hình thành, mặc dù chỉ là tăng thêm một đạo. Chỉ bất quá có thể bộc phát ra lực lượng lại tuyệt đối không phải bốn thêm nhất đơn giản như. Vậy, ngũ chủng đại đạo, trong đó ba chủng đều là vô thượng chi đạo. Hủy diệt, không gian hai chủng càng làm cho tần nhai lục lọi ra được bổn nguyên chi lực. Cái này ngũ chủng lực lượng kết hợp, há lại sẽ đơn giản. Kiếm quang, bão táp đụng vào nhau. Giật tản ra ngoài lực lượng làm cho hư không điên cuồng bể ra tự liền đang ở sử dụng không gian chi đạo vây khốn tần nhai ngân chản điện chủ đều cảm thấy có chút cố hết sức không nghĩ tới tiểu tử này lại thật có loại này lực lượng phanh phanh thiên địa chấn động lay động tần nhai hình vân điện chủ đều là bị đẩy lui hình vân điện chủ gắt gao nhìn chằm chằm tần nhai có chút không dám tin tưởng cái này tần nhai lại có thể ở trong thời gian ngắn như vậy tiến bộ tới mức này đây quả thực là bất khả tư nghị hát ngũ đạo diệt tuyệt uy lực vẫn còn ở tưởng tượng của ta chi lên. Một kích này lực lượng thậm chí đã đủ để ngang hàng ngũ tinh thiên vương đỉnh phong trình độ. Coi như là hình vân điện chủ không ra toàn lực cũng có chút cật lực. Nhưng hắn thật không nghĩ bằng một chiêu này là có thể đánh bại hình vân điện chủ. Chỉ thấy hắn lấy ra quỷ minh huyết ẩm châu cùng kim quang hư không luân hủy diệt không gian hai chủng bổn nguyên chi lực gào thét mà ra thôi động cái này hai kiện thần khí trung ẩn chứa lực lượng. Từng đợt xương mù màu đen phun trào mà ra, ở trong hư không đan vào va chạm. Hình thành từng đầu giữ tợn ác thú. Mà kim quang luân ở hư không xoay quanh, toát ra từng đạo kim quang. Kim quang ẩn chứa không gian bổn nguyên, như sóng gợn lan tràn ra. Chính thôi động không gian bổn nguyên chi lực vây khốn tần nhai ngân tràn điện chủ bỗng nhiên cảm nhận được cổ lực lượng này trùng kích không khỏi thần sắc khẽ biến. Tiếp lấy liền lộ ra một cái vui sắc. Cái này thần khí lực lượng dĩ nhiên so với ta dự đoán còn muốn cường đại. Hắn ước gì cái này thần khí càng cường đại càng tốt. Cứ như vậy, hắn giết tần nhai sau thu hoạch cũng liền càng lớn. Chẳng qua trước đó, cũng không thể làm cho hắn chạy thoát. Ngân chản cười nói, lập tức lấy ra một chiếc đốt một đóa ngân sắc ánh nến đen ngân đăng lóe lên, không gian bổn nguyên chi lực tự trong đó lan ra kéo dài. Tăng mạnh hắn lực lượng, bốn phía phong tỏa tần nhai không gian tức thì biến được càng kiên cố. Hơn, tần nhai xúc động, nhìn phía ngân tràn điện chủ. Không, chuẩn xác mà nói là nhìn phía trong tay hắn cái kia ngọn đèn ngân đăng. Lại là nhất kiện ẩn chứa không gian bổn nguyên thần khí sao? Trách không được cái này ngân tràn điện chủ được xưng là ngân tràn nguyên lai like là có một món đồ như vậy không gian thần khí a hát cái này khiến muốn chạy trốn nhưng thật ra phiền phức có ngân chản khóa lại không gian hắn không gian lực lượng khó có thể thi triển dù cho cũng kim quang hư không luân ở tay nhưng dù sao cảnh giới bộ dạng kém hơn quá nhiều hắn muốn bằng này thi triển thuấn di ly khai chỉ sợ là khó lại càng khó hơn nhưng hắn đối với tình huống này sớm có dự liệu ngược lại cũng không khẩn trương nhãn hạ trước đối phó cái này hình vân điện chủ đi. Nghĩ vậy, hắn thần lực thôi động. Tức thì, quỷ minh huyết ẩm châu trung phun ra nuốt vào ra hắc vụ hóa thành ác thú hướng hình. Vân điện chủ phát sát đi, ẩn chứa trong đó bổn nguyên lực lượng. So với ban đầu ở Lý Nhược Du trong tay thời điểm, không biết muốn mạnh mẽ trên bao nhiêu. Mà một món khác thần khí, cũng chính là kim quang hư không luân cũng không cam tỏ ra yếu kém kim quang trung ẩn chứa không gian bổn nguyên chi lực, hóa thành từng cơn sóng gợn một dạng lực lượng, không ngừng hướng hình vân điện chủ anh sát đi. Cái này hai cổ cường hãn tuyệt luân bổn nguyên lực lượng xuống. Hình vân điện chủ không dám có bất kỳ khinh thường nào. Hắn trường kiếm nắm chặt ở tay, một kiếm tiếp lấy một kiếm chém ra. Kiếm quang thời gian lập lòe, không ngừng đánh nát cái kia đánh tới hủy diệt ác thú cùng với. Không gian sóng gợn, có thể mặc dù là hắn, trong lúc nhất thời cũng bị cái này hai cổ lực lượng khiến cho có chút luống cuống tay chân. Liên tục giống giận, bên ngoài kiếm quang càng phát cuồng dày xéo. Phanh, phanh, Tần Nhai không muốn ở vùng vẫy dẫy chết, ngươi là tuyệt đối không trốn khỏi. Ta cùng với ngân chản điện chủ liên thủ, người này thiên ngươi chắc chắn phải chết. Dứt lời, Hình Vân điện chủ chuẩn bị thi triển tuyệt chiêu hắn trường kiếm chỉ thiên, kiếm uy trùng trùng điệp điệp. Kiếm này còn chưa rơi xuống xuống. Bốn phía hư không thì dường như có thiên thiên vạn vạn kiếm khí ngưng tụ mà thành vậy. Một phong duệ chi khí tràn ngập ở trong thiên địa. Vân hải thần kiếm, sơ sắc tiêu điều, hình vân điện chủ kiếm phong nhất truyền. Trong hư không đột nhiên nhấc lên một không gì sánh được kinh người bão táp. Cái này phong bạo bằng khoảng không sinh ra ẩn chứa rậm rạp chẳng chỉ kiếm khí hướng tần nhai tịch quyển đi, cần phải đem bên ngoài cho một cử cắn giết. Tần nhai thấy thế, không dám khinh thường. Quỷ minh huyết ẩm châu, kim quang hư không luân hai cổ lực lượng ở quanh thân lưu truyền. Trong chớp mắt liền hóa thành từng đạo vách ngăn, ngăn cản hạ cái này kiếm khí bão táp. Phanh, phanh, hàng vạn hàng nghìn kiếm khí cùng vách ngăn va chạm trong thiên địa hỗn loạn tưng bừng. Hủy diệt chi khí không ngừng nổ lên, kim quang hư không luân cũng theo đó rung động không ngớt không đến một cái hô hấp thời gian tần nhai liền cảm nhận đến sắp không chống đỡ được nữa ầm ầm nhất bạo hủy diệt chi khí đột nhiên tản ra tiếp đó không gian bích chướng ở nơi này kiếm khí hạ cũng dần dần không nhịn được quả nhiên bằng ta bây giờ lực lượng xác thực không pháp cùng điện chủ cấp bậc tồn tại đối kháng hắn thôi động kim quang hư không luân đem hết toàn lực ngăn cản hạ cái này kiếm khí đối đãi năng lượng tiêu tán về sau hắn đem cái này hai kiện thần khí thu về hình vân điện chủ nhìn thấy cười lạnh một tiếng nói hừ xem ra ngươi cuối cùng là biết ngươi ta sự chênh lệch thế nào là không phải là muốn đầu hàng chỉ tiếc ta hiện tại đã quyết nhất định phải đem ngươi giết đi a à hát ngươi sai rồi tần nhai lắc đầu nói ta chỉ là nên ly khai ly khai cái này lúc cách đó không xa ngân tràn điện chủ phảng phất nghe được thế gian này trên chuyện. Tiếu lâm tức cười nhất vậy, không khỏi cười to lên. Tiểu tử ngươi lẽ nào đã quên sự tồn tại của ta sao? Chỉ cần ta ở, ngươi căn bản là không pháp thoát ly khống chế của ta. Người không gian chi đạo ở trước mặt ta, liền chút nào không đất dụng võ. Tần nhai liếc mắt nhìn hắn, hờ hững nói, xin lỗi. Người ở trong mắt ta chính là một khiêu lương tiểu sử vậy, chỉ cần ta muốn ly khai. Theo thì đều có thể rời đi, ta vừa rồi bất quá là cùng các ngươi vui đùa một chút mà thôi. Hiện tại ta không muốn chơi, ta muốn ly khai, há lại sẽ là ngươi có thể ngăn cản xuống. mươi 2076, lại hiện linh hồn chi đạo. Cái gì? Nghe được tần nhai, ngân chản điện chủ tức giận đến xanh mặt. Hắn ở tần nhai nhãn chung, lại như này không đáng giá nhắc tới đối phương muốn đi theo thì đều có thể đi, cái này đang nói đùa gì vậy? Người có gan liền đi cho ta xem. Ngân chản điện chủ nổi giận gầm lên một tiếng, thần lực điên cuồng leo lên. Không ngừng rót vào trước mặt hắn ngân đăng bên trong. Bốn phía không gian chi lực đột nhiên tăng cường không thiếu. Hư không thì dường như hóa thành nhất cả khối cứng như sắt thép không thể lay động. Ở nơi này trùng phong tỏa xuống coi như là hình vân điện chủ cũng không dám nói mình có thực lực đó có thể ly khai càng chưa nói tần nhai hình vân điện chủ cười lạnh một tiếng nói nói mạnh miệng ai cũng biết ngươi căn bản không pháp ly khai chẳng qua tần nhai đối với hai người này nói không thèm để ý chút nào hắn nhìn một cái ngân chản điện chủ ta nói rồi ngươi không ngăn cản được ta nói xong hắn đôi tròng mắt kia chung đột nhiên xẹt qua một cái không gì sánh được kỳ dị màu sắc một huyền diệu vô cùng ba động hiện ra đánh phía ngân tràn điện chủ cái kia cỗ kỳ lạ ba động lại trực kích linh hồn mà chính là tần nhai hồi lâu chưa động tới linh hồn chi đạo nhiều năm tĩnh dưỡng hắn rốt cục có thể lần nữa thôi động linh hồn chi lực lại hắn những năm gần đây chẳng bao giờ buông lỏng qua đối với linh hồn chi đạo tìm hiểu này thì thi triển ra nếu so với bắt đầu năm đó đối phó tiệt thiên thần đế thời gian không biết mạnh hơn trên gấp bao nhiêu lần. Dù là ngân chản điện chủ cũng không khỏi đầu một hồi rút ra đau. Trong chớp nhoáng này, bốn phía bị phong tỏa hư không chợt tan vỡ. Tần nhai cũng không có thừa dịp này cơ hội truy kích ngân chản điện chủ, bởi vì hắn biết rõ. Linh hồn của chính mình chi đạo mặc dù có thể đối với bên ngoài sản sinh tác dụng. Nhưng còn không đến mức làm cho đối phương không hề lực phản kích như tiếp tục truy kích. Chẳng những giết không được đối phương thậm chí còn có thể có thể làm cho mình rơi vào hiểm cảnh bên trong. Nhất niệm tới đây, hắn mượn bốn phía không gian phong tỏa thư giãn thời gian. Thì triển thuấn di, trốn chui xa triệu dặm, một đạo mịt mù ngôn ngữ vang vọng đất trời gian. Hai vị, chuyện hôm nay, ta tới ngày tất báo, ha ha. Tiếng cười vang vọng, hình vân điện chủ mặt sắc lại một mảnh âm trầm. Tần nhai chạy, cứ như vậy ở hắn dưới mí mắt xuống, quang minh tránh đại chạy hắn ánh mắt như đau, đột nhiên nhìn phía mới từ linh hồn chi đạo ảnh hưởng chung khôi phục như cũ ngân chản điện chủ nhãn chung mang theo hàn ý nói ngân chản điện chủ ngươi tự xưng là không gian chi đạo thiên hạ vô song cứ nhiên làm cho một cái hậu bối ở tay ngươi hạ đào tẩu ngươi lẽ nào không chuẩn bị cho ta một lời giải thích sao ngân chản điện chủ mặt sắc cũng có chút khó coi tần nhai đối với hắn thi triển linh hồn chi đạo cái loại cảm giác này xác thực vô cùng khó chịu bây giờ lại bị hình vân điện chủ quát lớn hắn nào có cái gì hòa nhã xác hừ cái này chẳng lẽ chỉ trách một mình ta sao tiểu tử kia ở trước mặt ngươi ly khai chính ngươi không ngăn không hạ hắn ngân trản điện chủ hừ lạnh nói ngươi hình vân sắc mặt cực kỳ khó coi nhưng lập tức hít một hơi thật sâu bình phục nỗi lòng trầm giọng nói nói đi đây tột cùng là chuyện gì xảy ra hắn lại, linh hồn chi đạo, ngân chản điện chủ nói từng chữ, ánh mắt vô cùng phức tạp. Mà hình vân điện chủ nghe vậy, cũng là thần sắc đại trấn. Linh hồn chi đạo, được xưng rất nhiều đại đạo trung cao nhất nhọn nhất chủng. Có thể cùng bên ngoài địch nổi đạo, cơ hồ không có. Hảo một cái tần nhai, giấu thật là đủ sâu a à. Linh hồn chi đạo, tiểu tử này thế mà lại còn linh hồn chi đạo hơn nữa có thể ảnh hưởng đến một cái điện chủ cấp tồn tại, nắm giữ trình độ rõ ràng không thấp. Bây giờ nên làm gì? Ngân chản điện chủ lạnh lùng nói, ở hắn mơ hồ có chút gánh yêu. Một cái nắm giữ linh hồn chi đạo tuyệt thế yêu nghiệt. Là bất luận kẻ nào cũng không muốn đối với ở trên đối thủ. Dù cho đối mặt cũng trước tiên phải đem bên ngoài diệt chứ. Nếu không thì sắp có vô tận mối họa. Nhưng vấn đề là tần nhai không chỉ có nắm giữ linh hồn chi đạo càng nắm giữ những thứ khác vài chủng đại đạo. Bảo mệnh năng lực mạnh đến nỗi khó có thể tưởng tượng. Hai cái điện chủ xuất thủ cũng làm cho bên ngoài thong rong rời đi. Đây quả thực là một cái ác mộng. Bọn họ không dám tưởng tượng ở tần nhai lớn lên về sau bọn họ nên như thế nào đối mặt. Sớm biết đối phương yêu nghiệt đến mức độ này bọn họ có thể liền sẽ không tới tìm phiên toái. Cái này khiến ngược lại thì cho mình chôn hạ mối họa ngân chản cùng người này tâm tính chúng ta cùng bên ngoài căn bản là không chết không thôi kế trước mắt chúng ta chỉ có thể liên thủ cùng bên ngoài đối kháng được ngân chản điện chủ gật đầu chúng ta trước tiên ở cái này bí giới bên trong tới lui tuần tra một phen xem không xem có thể hay không tìm được một ít kỳ ngộ để thăng chính mình đi hình vân điện chủ đề nghị mà rời đi tần nhai đi tới một tòa sơn mạch chung hắn đem thiên tinh hoa lấy ra dùng, tìm hiểu ẩn chứa trong đó đại đạo bổn nguyên lực. Chỉ là thời gian mấy chục năm, liền đem bên ngoài hoàn toàn nắm giữ. Điều này làm cho hắn đối với bổn nguyên chi lực nắm giữ tiến hơn một bước. Tiếp đó, hắn tiếp tục ở đây bí giới chung du giặc. Cái này bí giới, không gì sánh được mênh mông. Tần nhai ở tới lui tuần tra thời gian mấy chục năm cũng không nhìn thấy vài bóng người. Chẳng qua đoạn đường này tới cũng là thu hoạch không thiếu thứ tốt. Giống như là thiên tinh hoa như vậy, thần hoa liền đủ đủ được hơn 10 đóa. Bên ngoài thu hoạch không nhỏ. Gì, nơi đó có người lại tranh đấu. Bỗng nhiên, Tần Nhai phát hiện tự xa chỗ truyền đến một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau. Tần Nhai hiếu kỳ xuống, đi vào kiểm tra một phen. Ghê tởm, đám này côn thiên tinh vực nhân quá ghê tởm. Giết, nhất định phải đem cái kia bổn nguyên thần thạch đoạt lại hừ chính là vài cái tam tinh thiên vương cũng dám cùng chúng ta đối nghịch thực sự là không biết sống chết chẳng lẽ không biết dạ tuyết đại nhân là tứ tinh thiên vương sao cái này kêu là làm phù du hám thụ không biết mùi vị không sai hai phe nhân mã đang ở chém giết chẳng qua trong đó nhất phương thế cục hiển nhiên là nằm ở hạ phong những người đó đều là nhị tinh tam tinh thiên vương mà một phương khác lại có một cái tứ tinh thiên vương, cái kia tứ tinh thiên vương toàn thân áo đen. Mang trên mặt nồng đậm ngạo khí. Người này, chính là côn thiên cung cường giả dạ tuyết. Dạ tuyết phất tay, một âm lãnh tột cùng hắc khí chút xuống mà ra. Một cái bị hắn đánh trúng vũ giả tại chỗ bay ngược mà ra. Thân trên ngưng tụ ra một tầng băng thật dày xương, một thân thần lực dĩ nhiên là bị ngưng kết. Không pháp vận dụng mắt thấy những thứ này vũ giả rơi vào hạ phong gần bị giết sạch lốp tần nhai hung hãn xuất thủ thân ảnh khẽ động như như lưu quang đi tới chiến trường lên cực kỳ cường hãn sức mạnh hủy diệt bắn chúng một cái vũ giả đem bên ngoài cấp hiên phi đi ra ngoài hừ muốn giết ta băng viêm cung người hỏi qua ta sao tần nhai đứng ở vài cái băng viêm cung vũ giả trước mặt thân trên bộc phát ra một không gì sánh được khí thế cường hãn hắn nói như thế nào cũng là băng viêm cung người về tình về lý hắn đều không thể nhìn mấy người này bị côn thiên cung vũ giả tàn sát mà những thứ kia côn thiên cung vũ giả trong lúc nhất thời không khỏi bị tần nhai cổ khí thế kia trấn nhiếp không dám tiến lên băng viêm cung mấy người tắc thì lộ ra vui sắc đúng đúng tần nhai thiên a à, thật là hắn ta ở lúc tới chứng kiến hắn bị hai cái điện chủ cùng đi ta còn tưởng rằng hắn giữ nhiều lành ít đây, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Giống như hắn như vậy tuyệt thế yêu nghiệt sao đơn giản gặp chuyện không may. Thật tốt quá, có tần nhai ở, chúng ta được cứu rồi. Lấy hắn thực lực có khả năng đủ cùng cái kia côn thiên cung dạ tiết đối kháng, phải biết. Hắn chính là liền lý nhược du đều có thể đánh bại người. Hiện tại cũng chỉ có thể mong đợi cho hắn. Côn thiên cung nhất phương, cái kia dạ tuyết nhãn chung xẹt qua một cái dị sắc không nghĩ tới nửa đường tuôn ra như thế tên, thoạt nhìn còn có chút thực lực. Trường 2077, tuyệt không thần quang. Côn thiên cung, cùng băng viêm cung tương tự tồn tại. Mà dạ tiết chính là côn thiên cung số ít một trong cường giả. Tu vi đã đạt được tứ tinh thiên vương cảnh giới. Ở ba tròm sao lớn chung cũng là đứng đầu tồn tại. Lần này tới bí giới dò xét tìm, càng là được không thiếu tốt chỗ lúc này đây hắn dẫn theo mấy người tới ở đây thấy băng viêm cung vũ giả chiếm được nhất phương ẩn chứa đại lượng bản nguyên khí tức thần thạch vì thế mà ra tay cướp đoạt lúc đầu lấy thực lực của hắn ở đây căn bản không người là hắn đối thủ chẳng qua hiện nay cũng là xuất hiện một cái tần nhai tần nhai thực lực nhìn như chỉ có chân thần thất trọng nhưng lộ ra tới dọa dạ lực lại không chút nào kém hơn thiên vương cường giả thậm chí một dạng thiên vương cũng không sánh bằng lên điều này không khỏi làm dạ tiết sinh ra hứng thú đương nhiên hắn cũng không nhận ra mình không phải là tần nhai đối thủ từ trước đến nay thắng lợi đã ở trong lòng hắn gieo một cái vô địch tín niệm không có gì ngoài những thứ kia thiên vương năm sáu thất tinh nhân vật bên ngoài nhân vật khác dù cho đều là tứ tinh thiên vương vũ giả cũng không bị hắn đặt tại trong mắt càng chưa nói một cái nho nhỏ chân thần thất trọng xem hắn có nhiều thiếu cân lượng. Đúng, côn thiên cung nhất phương, một cái thiên vương vũ giả cười cười, lập tức thân ảnh khẽ động. Như một con cởi áp ra mãnh thú vậy hướng tần nhai phát sát đi. Cường hãn sát ý tịch quyển mà ra. Sát ý này chi nồng nặc thậm chí ở trong hư không hình thành nhất đầu ác thú hư ảnh. Kèm theo cái này vũ giả đấm ra một quyền ác thú phát sinh kinh người giết gáo. Một kích này lực lượng hoàn toàn đem tần nhai bao phủ thì dường như muốn đem hắn nhất khẩu nuốt hạ. a hát liền cái này chủng lực lượng cũng dám càn rỡ trước mặt ta. tần nhai lại là khinh thị cười tiếp lấy đấm ra một quyền. quyền trên ngưng tụ hủy diệt bổn nguyên chi lực không gì sánh được kinh người. so với vậy do khí tức sát phạt ngưng tụ ra ác thú càng ác. chớp mắt liền đem bên ngoài đánh tan. mà cái kia công tới vũ giả càng là trực tiếp bay ngược mà ra. phanh phanh cánh tay kia bị tại chỗ xé thành nát bẫy hơn phân nửa thần thể chịu đến tổn thương nghiêm trọng huyết vụ phun trào chung té ngã trên đất lộn vài vòng mới dừng xuống một kích miểu sát thiên vương một kích này càng như một cái trọng trùy vậy đánh vào côn thiên cung mọi người tâm lên đều là không gì sánh được kinh hãi nhìn trong chọc vào tần nhai có chút kinh hãi bọn họ tuyệt đối không nhìn lầm vừa rồi cái kia lực lượng là bổn nguyên chi lực Người này hoàn toàn lấy chân thần thất trọng năng lực nắm giữ bổn nguyên chi lực. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Phải biết, có thể nắm giữ bổn nguyên chi lực không có chỗ nào mà không phải là thiên vương. Trong cao thủ, ít nhất cũng phải là tam tinh tầng thứ, nhưng Tần Nhai là tu vi gì? Chân thần thất trọng, vẻn vẹn là chân thần thất trọng liền nắm giữ bổn nguyên chi lực. Cái này bảo hắn nhóm làm sao không chấn động lay động? ở băng viêm cung bên trong cư nhiên xuất hiện hạng nhân vật này nắm giữ bổn nguyên chi lực thì như thế nào ta muốn giết ngươi ngươi vẫn sống không được dạ tiết lạnh rên một tiếng tiếp lấy thân trên lộ ra một vô cùng băng lãnh khí tức hơi thở kia chi lãnh lại đem trong vòng ngàn dặm đều bao phủ ở trời đông giá rét xuống một tia băng xương bổn nguyên chi lực tràn ngập ra cái này chủng bổn nguyên lực lượng làm cho vài cái băng viêm cung vũ giả hơi biến sắc mặt thật là mạnh bổn nguyên lực lượng tuy chỉ là tứ tinh tầng thứ nhưng so với ngũ tinh thiên vương cũng không chút nào kém cái này dạ tuyết quả thật là không đơn giản cũng không biết tần nhai có thể hay không ứng phó khẳng định được liền lý nhược du đều không phải là đối thủ của hắn chính là một cái dạ tuyết lại tính là cái gì đây nếu như liền hắn cũng không pháp ứng đối nói chúng ta đây liền thật không có hy vọng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết băng viêm cung mấy người nhìn tần nhai nhãn trung tràn ngập hy vọng mà lúc dạ tuyết mâu quang đông lại một cái chỉ thấy ở bên người hắn bỗng nhiên có từng cây một băng thứ huyền phù những thứ kia băng thứ giống như thế giới trên sắc nhọn nhất thần binh vậy tản ra hàn quang lạnh lèo hàn quang lóe lên nhiếp nhân tâm phách mà tần nhai khóe miệng vi kiều quanh thân có từng đạo hắc vụ phun ra nuốt vào hủy diệt bổn nguyên tri lực băng xương bổn nguyên tri lực hai cổ mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng đối chọi gay gắt sở tràn ngập ra uy áp để cho hai người dưới bàn chân mặt đất không ngừng dạn lại lõm xuống hạ mười mấy trượng đi ông hư không run lên vô số băng thứ tức thì bay vụt mà ra từng đạo băng thứ phô thiên cái địa uy thế không gì sánh được bàng bạc nhưng tần nhai không thèm để ý chút nào quanh thân hắc vụ cũng hóa thành vô số dữ tợn ác thú phát sát đi ra ngoài cuồng bạo tuyệt luân lực lượng hướng băng thứ nghênh đón. Phanh, phanh, hư không liên tiếp bạo động, không ngừng phá toái. Băng thứ cùng hủy diệt chi khí va chạm, tiêu tán ra kình khí. Vụn băng như đạn pháo bạo phong vậy tịch quyển trong vòng ngàn dặm Khiến cho bốn phía rách rách dưới dưới. Trong lúc nhất thời, vạn dặm phương viên sẽ không có nhất chỗ hoàn hảo nơi. Một ít vụn băng bắn về phía tần nhai nhưng lại bị quanh người hắn một tầng vô hình không gian bình chướng cản lại. Điều này không khỏi làm dạ tiết lộ ra chút dị xác. Không nghĩ tới ngươi còn tìm hiểu không gian bổn nguyên chi lực. Thú vị, thú vị. Dạ tiết trong lòng càng phát kiêng kỵ, nhưng mặt ngoài vẫn là chẳng hề để ý dáng dấp. Tiếp lấy hắn trong lúc nhấc tay, vô số băng xương ở hư không bên trong ngưng tụ. Lúc này đây ngưng tụ ra chính là một viên cự đại khúc côn cầu. Cái này khúc côn cầu mặt ngoài có từng cây một vượt trội gai nhọn, trong đó tràn ngập ra uy áp, khiến người vô cùng tâm kinh sợ, giống như nhất đầu cắn người khác ác thú vậy. Một lạnh lùng bão táp khoét tán, làm cho trong lòng mọi người hơi phát lạnh. Đến, tiếp ta đây nhất chiêu. Ông, viên kia khúc côn cầu chợt bắn ra, ẩn chứa trong đó lực lượng đủ để đập nát hàng trăm hàng ngàn cái tinh thần. Như này sức mạnh to lớn, làm cho băng viêm cung vài cái vũ giả thần sắc khẽ biến. Mà trái lại Tần Nhai, thần sắc vẫn là bình tĩnh tự nhiên. Tốt lực lượng, nhưng còn chưa đủ. Tần Nhai thực lực bực nào bên ngoài cường đại, có thể cùng điện chủ Liều Mạng, có thể ở hai cái điện chủ vây công hạ thông rong rời đi. Một cái nho nhỏ dạ tiết lại có thể đủ tạo thành uy hiếp đối với hắn đây. Sở dĩ cùng bên ngoài đối kháng đến bây giờ, bất quá là đang tôi luyện chính mình đối với bổn nguyên chi lực vận dụng mà thôi, nghĩ vậy. Hắn phất phất tay, bốn phía hủy diệt bổn nguyên chi lực điên cuồng bắt đầu khởi động. Giống như là biển gầm gào thét mà ra. Bổn nguyên chi lực đánh vào cái kia cự đại khúc côn cầu chi lên. Trong sát na, thiên địa rung động, vạn vật đều vì chi dung truyền. Cái kia khúc côn cầu ở hủy diệt bổn nguyên chi lực tác dụng xuống, liên tiếp mở tung. Tiêu tán vụn băng bắn nhanh mà ra dù cho chỉ là vụn băng vẫn mang theo cuồng bạo trí cực lực lượng. Dễ như trở bàn tay đánh nát xa xa vài tòa dãy núi, đông lại sông. Mà hủy diệt bổn nguyên chi lực cũng đang không ngừng xé nát cái này hư không? Đối đãi cái này hai cổ lực lượng đạt được cực hạn thời gian, đã thăng trên cao khoảng không? Chợt nổ lên, cực kỳ cường hãn lực lượng tịch quyển phương viên mấy triệu dặm tầng mây. phảng phất như là ở giữa bầu trời kia chọc ra một cái lỗ thủng khổng lồ vậy được, không nghĩ tới ngươi còn có thể tiếp hạ ta đây một kích, không sai. Chẳng qua đây hết thầy cũng đều nên kết thúc. Dạ tuyết đạm mạc mở miệng, tiếp lấy hung hãn một chỉ điểm ra. Chỉ kính hoành khoảng không, cường hãn tuyệt luân băng xương lực lượng như xoắn ốc vậy ẩn chứa. Ở trong đó, ngoại trừ cái kia cỗ đông lạnh triệt thiên địa giá lạnh bên ngoài. Còn có một không gì sánh được cường hãn sỏ xuyên qua lực lượng. Này cổ lực lượng tựa hồ đủ để nát bấy tất cả. Người nói không sai, là thời điểm nên kết thúc. Tần nhai đạm mạc mở miệng. Tiếp đó, hắn hủy diệt bổn nguyên, không gian bổn nguyên hai cổ lực lượng đồng thời vận chuyển. Ở trong hư không giao hòa, hình thành một đạo mênh mông hào quang óng ánh. Ấm ẩm ầm một cái tia sáng kia chợt hoành khoảng không mà ra. Tuyệt không thần quang, thần quang phá khoảng không, ngành hướng cái kia đạo không gì sánh được kinh người chỉ kính hai cổ lực lượng va chạm trong nháy mắt đất dung núi chuyển. Chương 2078, giết dạ tuyết. Tuyệt không thần quang chính là tần nhai kết hợp hủy diệt bổn nguyên chi lực. Không gian bổn nguyên chi lực sở tìm hiểu ra tới lực lượng luân bên ngoài uy lực. Chỉ khiêm tốn sắc ngũ đạo diệt tuyệt là tần nhai ít có mấy đại sát chiêu một trong. Uy lực cường hãn, thần quang phá khoảng không, cứng rắn lay động cái kia đạo băng xương chỉ kính cái này hai cổ lực lượng va chạm sát na làm cho thiên địa trở nên văng tung tóe phong vân biến sắc cuồn cuộn ra bão táp càng làm cho bốn phía đại địa không ngừng dạn hủy diệt bổn nguyên chi lực cùng băng xương bổn nguyên chi lực đụng nhau sao động bát phương tiếp đó cái kia băng xương bổn nguyên chi lực đúng là không ngừng phá toái làm sao có thể điều này sao có thể dạ tiết đồng từ co rụt lại có chút hoảng sợ phải biết, hắn chính là tứ tinh thiên vương tầng thứ cường giả A. Luân bổn nguyên chi lực lại sẽ thua bởi một cái chân thần thất trọng. Điều này làm cho hắn khó có thể tin. Không thể, ta sao thua ở cái này chủng con kiến hôi. Nhất niệm tới đây, hắn đem thần lực thôi động đến mức tận cùng, rót vào chỉ kính. Nhưng tùy ý hắn như thế nào thôi động. Tần nhai tuyệt không thần quang vẫn là mạnh hơn hắn trên một bậc cái kia băng xương lực lượng còn đang không ngừng tan rã, hắn sầm mặt lại. Đáng chết con kiến hôi, có thể đem ta bước tới tới mức này. Chỉ thấy hắn hữu trưởng một phen, lại xuất hiện một đạo rực rỡ hoa quang. Cái kia hoa quang chung có một đoàn vàng đen sắc, như lưu xa một dạng năng lượng đang lưu chuyển lấy, trong đó lộ ra tới bổn nguyên lực lượng. Đúng là không chút nào kém cỏi hơn hắn nắm giữ băng xương lực lượng. Hắn lại nắm giữ hai chủng bổn nguyên chi lực hừ, ngươi cho rằng liền có hai chủng bổn nguyên lực lượng sao? Ta dạ tuyết thiên tư ở côn thiên cung chung cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Ngoại trừ băng xương bổn nguyên bên ngoài, ta còn nắm giữ cái này cuồng xa bổn nguyên. Ngôn ngữ rơi, hắn chợt một trưởng đánh ra. Chỉ thấy vô tận hoàng xa theo hắn trong lòng bàn tay phun trào mà ra. Trong nháy mắt hình thành một mảnh cắt chiều tuôn hướng thần quang. Nguyên bản không nhịn được băng xương bổn nguyên chi lực khi lấy được cuồng xa bổn nguyên tương. Trợ về sau tan dã xu thế mới dừng xuống. Há, không nghĩ tới ngươi còn cất giấu này cổ lực lượng." Tần Nhai cười cười, nhưng chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Mà thấy đối phương ở chính mình thi triển cuồng xa bổn nguyên sau lại còn cười được. Dạ tiết tức thì giận dữ, đem cuồng xa bổn nguyên thôi động đến rồi cực hạn. "Oanh oanh!" Cuồng Sa lực chút xuống mà ra, không ngừng đánh thẳng vào Tuyệt Không Thần Quang. Nhưng chẳng biết tại sao, dù cho lại thêm trên cái này Cuồng Sa bổn nguyên lực lượng. Cái này đạo Tuyệt Không Thần Quang vẫn là không thể lay động vậy. Làm cho Dạ Tuyết Kinh nghi bất định. Chuyện gì xảy ra, đồng dạng là hai chủng bổn nguyên chi lực. Vì sao chiêu thức của hắn lợi hại như vậy? Chiêu thức của ta căn bản không pháp đem bên ngoài phá vỡ. Đáng chết! Bốn phía vũ giả cũng có chút kinh ngạc. Đây là chuyện gì, vì sao đồng dạng là hai chủng bổn nguyên chi lực? Nhưng tần nhai lực lượng lại mạnh như vậy, cái này thì cái gì nguyên nhân đâu? Là dung hòa, là bổn nguyên dung hòa. Bỗng nhiên, có người kinh hô một tiếng, nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Không sai, chính là bổn nguyên dung hòa, mặc dù là đồng dạng hai cổ bổn nguyên lực lượng. Thế nhưng Tần Nhai cái này hai cổ bổn nguyên lực lượng cũng là dung hòa với nhau, ngược lại. Dạ tiết bổn nguyên lực lượng cũng là mỗi bên tự tác chiến. Đúng, dung hòa bổn nguyên bổn nguyên chi lực cần phải so với đơn độc tác chiến bổn nguyên chi. Lực mạnh hơn nhiều, đây chính là Tần Nhai lực lượng mạnh hơn nguyên nhân chỗ. Không nghĩ tới Tần Nhai không chỉ muốn chân thần thất trọng tu vi nắm giữ bổn nguyên lực lượng. Còn nghĩ bọn họ tiến hành dung hòa, đạt được cảnh giới như thế hảo một cái yêu nghiệt a à. không hổ là có thể đánh bại lý nhược du người quả nhiên lợi hại hắn đối với bổn nguyên vận dụng thật cao minh mọi người kinh hô không ngớt trở nên chấn động lay động mà dạ tuyết cũng nghĩ thông mấu chốt trong đó khuôn mặt sắc một mảnh tái nhợt hắn vạn lần không ngờ chính mình một cái tứ tinh thiên vương ở bổn nguyên vận dụng trên cư nhiên bại bởi một cái chính là chân thần thất trọng vũ giả ta không tin Dạ tiết trong giống giận đem hai chủng bổn nguyên chi lực thôi động đến mức tận cùng. Chẳng qua tần nhai cũng là lạnh nhạt cười. Đừng tại vùng vẫy dẫy chết ta nói rồi nên kết thúc. Nói xong tần nhai phất tay áo trong lúc đó. Hai cổ cực kỳ cường hãn bổn nguyên chi lực nhảy lên tới cực hãn. Dung hòa trình độ cũng càng thêm cao minh tuyệt diệu. Oanh oanh thần quang lực lượng leo thăng đánh nát băng xương bổn nguyên cái kia cuồng xa bổn nguyên cũng ngăn cản không được ầm ầm nhất bão. Liên tục đột phá hai đại bổn nguyên chi lực. Ở nơi này lực lượng xuống, dạ tiết trực tiếp bị hất bay đi ra ngoài. Ghê tởm, ghê tởm, điều này sao có thể. Bị hất bay dạ tiết, thần thể chịu đến trọng thương. Thần cách cũng thay đổi được ảm đạm vô quang, hắn gắt gao nhìn trăm chằm tần nhai. Nhãn chung nhưng mang theo không thể tin tưởng. Chỉ thấy hắn cuồng xa tịch quyển, băng xương lan ra kéo dài hai cổ bổn nguyên lực lượng một tả một hữu hướng tần nhai cuốn tới. Nhưng tần nhai cũng là không thèm quan tâm. Không gian bổn nguyên chi lực hóa thành từng đạo vô cùng bền bỉ vách ngăn. Đem cái kia cuồng xa, băng xương cho một một đỡ xuống. Tiếp đó, hắn hướng hư không vỗ tuyệt không thần quang lại hiện. Thần quang gào thét mà ra, vắt ngang thiên địa. Dâng trào như nước thủy triều một dạng uy năng đánh nát tầng tầng hư không sao động ở thế giới hắc ám vách ngăn chi lên, lại làm cho cái này thế giới vách ngăn đều nhấc lên rung động. Dạ tiết đồng tử co rụt lại, vô cùng kinh hãi. Tiếp lấy hắn đem cuồng xa, băng xương ngưng tụ, đồng dạng đánh ra. Nhưng lúc này đây, tần nhai không có bất kỳ lưu thủ. Tuyệt không thần quang càng là chút xuống mà ra. Đem dạ tiết bổn nguyên lực lượng cho trong nháy mắt đánh tan. Thần quang lực đem bên ngoài bao phủ hắn liền mày may ngăn cản lực cũng không có đã bị nghiền ép. Phanh, phanh, chẳng qua ngay lập tức, hắn thần thể tự đương trường tan vỡ, hóa thành huyết vụ nổ lên. Thần cách cũng theo đó nổ tung, côn thiên cung nhất đại thiên kiêu. Vẫn là, thấy tần nhai cường hãn như vậy, còn dư lại côn thiên cung vũ giả đã không hề chiến ý. Bọn họ muốn chạy trốn lúc lại cảm thấy bốn phía không gian lọt vào phong tỏa. Này cổ phong tỏa lực lượng chính là không gian bổn nguyên chi lực mà ở giữa sân, có thể thôi động cái này chủng không gian bổn nguyên chi lực, không hề nghi ngờ. Chỉ có tần nhai nhất người, chỉ thấy hắn mắt lạnh quét nhìn quá mọi người tại đây, đạm mạc nói. Mấy vị, lẽ nào các ngươi như vậy đã muốn đi? Bị hắn ánh mắt sở nhìn kỹ, mọi người không khỏi cảm thấy hàn ý ứa ra. Ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Không được tốt lắm, mấy vị mệnh ta đồng dạng muốn. Nói xong, hắn thôi động không gian bổn nguyên chi lực những thứ kia côn thiên cung vũ giả chỉ cảm thấy chịu đến một áp lực trước đó chưa từng có theo. Bốn phương tám hướng truyền đến. Trong lúc nhất thời, đúng là làm cho bọn họ khó có thể thở dốc. Có thể, kê tởm, liều mạng với ngươi. Không sai, lên. Mấy người này lập tức thôi động thần lực hướng tần nhai công tới. Chỉ bất quá bọn hắn lực lượng ở tần nhai nhãn chung cũng là có chút bé nhỏ không đáng kể. Chỉ thấy tần nhai đánh ra một đạo tuyệt không thần quang, tức thì có mấy cái vũ giả bị đánh gục chỉ chốc lát ở đây hết thầy côn thiên cung vũ giả toàn bộ vẫn lạc tần nhai thân ảnh khẽ động đem những người này nhẫn chữ vật từng cái thu hồi theo dạ tuyết trong nhẫn chữ vật hắn phát hiện một khối nhất lập phương tả hữu đá màu đen hòn đá kia trung tắc thì là ẩn chứa không gì sánh được nồng đậm bổn nguyên nghĩ đến đây chính là gây nên song phương tranh đấu bổn nguyên thần thạch hắn lấy ra khối này thần thạch lấy trưởng hóa đao mạnh mẽ hủy diệt bổn nguyên chi lực như vô kiên bất tồi như lưỡi dao đem khối kia thần thạch chém nửa dưới hắn thu hồi phân nửa đem một nửa kia đưa cho băng viêm cung mọi người ta cứu các ngươi một mạng thu phân nửa thần thạch không quá phận đi mặc dù nói coi như không có khối này thần thạch hắn vẫn hội cứu băng viêm cung mọi người Thế nhưng cái này thần thạch bản bị Dạ Tuyết sở đoạt mà hắn đánh chết Dạ Tuyết. Cái này thần thạch xem như là chiến lợi phẩm của hắn, hắn thu phân nửa cũng không quá đáng. Chương 2079, dãy núi kỳ ngộ. Không quá phận, tuyệt không quá phận. Một cái thanh niên bộ dáng băng viêm cung vũ giả cười nói. Nếu là không có Tần huynh tương trợ, chúng ta sợ là đều muốn mệnh tang ở đây. Càng chưa nói lấy cái này bổn nguyên thần thạch, đừng nói phân nửa tất cả đều cho ngươi cũng không là vấn đề nghiêm trọng tần nhai lắc đầu đúng rồi tần huynh cứu chúng ta tính mệnh chúng ta không có gì báo đáp ngay sau đó có nhất tình báo đưa tặng cái kia thanh niên nói trước đó không lâu chúng ta ở phía trước ba vạn dặm chỗ phát hiện nhất chỗ ẩn chứa nồng nặc bổn nguyên địa phương chỉ bất quá nơi nào hung hiểm dị thường chúng ta mấy người thực lực không đủ mới không có tiếp tục dò xét tìm tần huynh nếu như có hứng thú có thể có thể cái kia nhìn dò xét tìm bí giới vốn là vì cơ duyên mà tới mà bây giờ biết được lại có cái này đẳng cấp địa phương tần nhai không khỏi tâm động chẳng biết có được không đem chỗ kia cùng ta nói tường tận nói có thể cái kia thanh niên tức thì đem cái kia chỗ thần bí hoàn cảnh nói hết mọi chuyện tần nhai nghe xong về sau nhãn trung dị sắc nặng hơn theo cái này thanh niên từng nói, cái kia thần bí hoàn cảnh chung là nhất chỗ dãy núi. Nhưng nơi nào khí tức lại ẩn chứa bổn nguyên chi khí, tại đây sâu chỗ. Càng mơ hồ có một phi thường nồng nặc bổn nguyên ba động. Chẳng qua ở đâu trong cũng vô cùng hung hiểm. Mấy cái này băng viêm cung vũ giả còn chưa thâm nhập đã bị nhất đầu kỳ quái mãnh thú đánh tan. Mất không thiếu khí lực mới hiểm hiểm từ trong đó trốn tới. Có ý tứ, xem ra tần huynh động lòng chẳng qua chỗ kia hung hiểm vô cùng cũng xin tần huynh cẩn thận chút chúng ta gặp phải chỉ là phía ngoài nhất nguy hiểm nhưng cái này để cho chúng ta hoảng loạn chạy trốn càng sâu chỗ nhất định càng đáng sợ hơn yên tâm ta tự có chừng mực tần nhai cười cười lập tức liền cùng mấy người này cáo biệt hắn hướng cái kia người cung cấp tin tức hướng xa chỗ lao đi chỉ chốc lát liền tới đến nhất tòa trong dãy núi dãy núi kia không gì sánh được mênh mông như một cái ẩn núp thần long vậy sơn gian có tầng tầng mây mù lượn quanh giống như tiên cảnh xuyên thấu qua mây mù có thể chứng kiến cái kia dãy núi phập phồng bất định hiểm trở không gì sánh được càng đến gần vùng núi này tần nhai liền càng cảm nhận được trong hư không tràn ngập bản nguyên khí tức cái này bổn nguyên thuộc tính là thuần túy nhất bổn nguyên không có bất kỳ thuộc tính chi tranh có thể dùng để tìm hiểu mỗi bên chủng đại đạo bổn nguyên. Giống như thiên tinh hoa, bổn nguyên thần thạch trung ẩn chứa bản nguyên khí tức chính là cái này nhất chủng, mà bây giờ cái này chủng bản nguyên khí tức lại tràn ngập ở trong không khí. Ở chỗ này tu luyện không biết vượt lên trước địa phương khác gấp bao nhiêu lần. Chỉ là vùng núi này trong không khí liền ẩn chứa cái này đẳng cấp bản nguyên khí tức thật không biết vùng núi này sâu chỗ lại có nhiều tạo hóa tần nhai ám tự kinh ngạc tiếp tục hướng vùng núi này phóng đi càng đến gần dãy núi sâu chỗ trong không khí ẩn chứa bản nguyên khí tức cũng liền càng nồng nặc bỗng nhiên ở hắn không xa chỗ truyền đến một hồi tiếng gầm chỉ thấy nhất đầu trường mãn cành cây như cự lang một dạng dị thú lao ra nhìn dị thú hình dạng phải là đánh tan mấy cái băng viêm cung võ giả dị thú thú vị vậy hãy để cho ta sẽ một hồi ngươi đi. Tần nhai cười lạnh một tiếng, lập tức xích huyết trường thương đã ra lại. Không nói hai lời, phá khoảng không thương mang đã tảo khai. Thương mang lướt đi, ngạnh sinh sinh đánh vào cái kia đầu cự lang thân lên. Nhưng uy lực đủ để đánh nát tinh thần thương mang đánh vào cái này cự lang thân lên. Chỉ là đem trên người của hắn một ít đại thụ đánh nát. Lập tức vẩy ra ra một ít dòng máu màu xanh lục đối với cái này cự lang mà nói căn bản là toán không trên tổn thương gì giống tựa hồ bị tần nhai công kích làm tức giận lại có lẽ là đau đớn kích thích cái này cự lang hắn rít gào một tiếng chân hạ dĩ nhiên sinh ra đại lượng thanh đằng vô số thanh đằng điên cuồng vũ động hướng tần nhai lan ra kéo dài quá khứ qua chỗ coi như là một ít ngọn núi to lớn cũng bị quất nát xem cái này, coi như là một cái tứ tinh thiên vương bị nhốt rồi cũng tuyệt đối không dễ chịu. Tần nhai thấy thế, màu quang đông lại một cái. Không gian bổn nguyên chi lực điên cuồng thôi động đứng lên. Ở quanh người hắn hình thành từng đạo không gì sánh được bền bỉ vách ngăn. Vô số cành cây quất vào những thứ này vách ngăn lên. Làm cho trong hư không liên tiếp phát sinh bịch bịch cự đại tiếng vang, không khí bạo động kình khí hoành khoảng không mà ra, dường như như gió bão tịch quyền. Quanh quẩn ở bốn phía mây mù đều bị cái này phong bạo mở ra. Tần nhai thấy thế, không muốn cùng bên ngoài vướng víu, ngay sau đó. Không gian bổn nguyên chi lực, hủy diệt bổn nguyên chi lực chút xuống mà ra. Hóa thành một đạo sáng trói thần quang, cái này thần quang hoành khoảng không mà ra. Hết thầy tiếp xúc được cái này đạo thần quang cành cây liên tiếp nổ tung mà cái kia lớn đầu sói cũng bị cái này thần quang tại chỗ đục lỗ. Ẩm ầm chung, đại lượng dòng máu màu xanh lục dường như như nước suối tuôn ra. Thực lực không tệ, nhưng không pháp đối với ta tạo thành quá lớn uy hiếp. Tần nhai hít một hơi thật sâu, lập tức liền muốn muốn ly khai. Nhưng bỗng nhiên, hắn dừng bước. Đó là cái gì? Tần nhai phát hiện, ở cái kia cự lang phun trào ra trong máu cư nhiên ẩn chứa mấy viên màu xanh biết tinh trạng vật hắn đi tới đem những thứ kia tinh trạng vật đặt ở trong tay tỉ mỉ kiểm tra hội lập tức ánh mắt lộ ra một nụ cười cái này lục sắc bên trong tinh thể lại ẩn chứa bổn nguyên chi khí hơn nữa còn là phi thường nồng nặc bổn nguyên chi khí tần nhai có chút kinh ngạc nhưng lập tức nhãn trung toát ra tinh quang hắn nhìn phía xa chỗ dãy núi ở đâu trong tùy thời còn truyền ra nhiều tiếng tiếng hô Nói cách khác, ở nơi nào còn có rất nhiều tương tự dị thú tụ tập. Thú vị, thú vị. Tần nhai thân ảnh khẽ động, phi lướt mà ra. Rất nhanh, hắn lại săn giết nhất đầu cự lang. Theo cái kia cự lang chung đồng dạng phát hiện một ít tinh thể. Trong đó đồng dạng ẩn chứa đại lượng bổn nguyên chi khí. Nếu là ta có thể nhiều liệp sát một ít cái này dị thú. Nơi này đích xác là một khối bảo địa tần nhai lộ ra một nụ cười, tiếp lấy bắt đầu liệp sát những thứ này dị thú. Hắn không có nhàn rỗi, một bên liệp sát dị thú. Một bên tìm hiểu trong đó ẩn chứa bổn nguyên chi khí. Đồng thời chậm rãi hướng dãy núi sâu chỗ tới gần. Rất nhanh, hắn ở nơi này trong dãy núi đợi 3.000 năm thời gian. Cái này 3.000 năm thời gian, so với hắn giới bên ngoài tu luyện 30 triệu năm còn tốt hơn trên không thiếu thứ nhất liệp sát những thứ này dị thú có thể lấy được lấy những thứ kia ẩn chứa bổn nguyên chi khí tinh thạch thứ hai vẫn là hấp thu bên ngoài linh hồn chi lực ngưng tụ ra hạt sen hai người hỗ trợ lẫn nhau làm cho cảnh giới của hắn đang tăng nhanh như gió bây giờ hắn mỗi bên chủng đại đạo đều là đã tấn cấp đến chân thần bát trọng không chỉ có như đây không có gì ngoài không gian hủy diệt bên ngoài thần chiến U Minh cùng với Tử Vi cũng đều lục lọi ra tới Bổn Nguyên chi lực. Cái này so với bắt đầu cảnh giới đề thăng còn muốn cho hắn kích thích phải biết. Cái này ba chủng đạo cũng đều là vô thượng cái này đạo a. Cái này ba chủng đạo Bổn Nguyên chi lực có thể sánh bằng hủy diệt không gian mạnh hơn. Chiến lực của hắn có thể sánh bằng vừa tới vùng núi này thời điểm mạnh hơn nhiều. Như gặp mặt lên điện chủ, hắn có tự tin cùng đối kháng. Thậm chí, đánh bại ngân trản hình vân ta chờ mong chúng ta lần nữa chạm mặt nhớ tới trước đây bị ngân trản hình vân hai người truy sát lúc tình cảnh tần nhai nhãn trung không khỏi xẹt qua sát ý lập tức bình phục nỗi lòng thu liễm sát ý tiếp đó hắn đi tới dãy núi khá sâu chỗ đây là bỗng nhiên tần nhai trước mặt chảy xuôi quá một cái dòng sông màu xanh lục dòng sông kia kéo dài ngàn dặm tản ra trận trận tanh tưởi bởi vì đó không phải là sông mà là, huyết, Tần Nhai ở nơi này đối đãi lâu như vậy. Có thể đoán được cái này dòng sông màu xanh lục nhưng thật ra là hắn sở săn giết cái kia chủng. Lang tiên huyết, máu chảy thành sông, cái này phải là nhiều thiếu cự lang huyết a. Tần Nhai tới gần dòng sông kia, từ trong đó lục lọi ra mấy viên tinh thể. Chương 2080, chém cự thú. Những thứ này tinh thể ẩn chứa bổn nguyên chi khí, những năm gần đây tần nhai hấp thu không thiếu chính là dựa vào những thứ này tinh thể cùng vô số hạt sen hắn có thể lớn lên nhanh như vậy bây giờ những thứ này tinh thể đối với hắn tác dụng đã không tính là rất lớn nhưng hắn thật tò mò cái này lục sắc huyết hà phần cuối là cái gì nhất niệm tới đây hắn liền hướng lấy huyết hà phần cuối lao đi rất nhanh hắn đi tới nhất chỗ rộng lớn đất trống ở đất trống kia trung lại ngồi xếp bằng nhất đầu không gì sánh được cự đại cả người trường mãn như cứng như sắt thép lông phát cự thú cái này cự thú loại viên nhưng dài hai cây sừng trâu chỉ là ngồi ở kia trong liền tràn ra một sát khí ngút trời không chỉ có như đây ở nơi này cự thú lòng bàn chân xuống còn có vô số đầu cự lang những thứ này cự lang rậm rạp trồng chất thành sơn mà cái kia cự thú thỉnh thoảng nắm lên nhất cái cự lang hướng trong miệng ném đi vô số máu me tung tóe huyết dịch kia ở hội tụ thành sông, hướng xa chỗ chảy xuôi. Chính là tần nhai đoán thấy cái kia lục sắc huyết hà. Thật là khủng khiếp nhất đầu mãnh thú A. Chỉ là cổ sát khí kia cũng đủ để cho tầm thường thiên vương mất đi chiến ý đi. Nhìn như cùng ở tại ăn đồ ăn vặt vậy cắn nuốt cự lang cự thú. Tần nhai không khỏi có chút kinh hãi nghĩ đến. Có thể bỗng nhiên, cái kia cự thú tựa như nhận thấy được cái gì vậy giống như núi nhỏ trong mắt bỗng nhiên nhìn phía tần nhai phương hướng. Một vô cùng nặng nề uy áp tức thì tịch quyển mà ra. Làm cho tần nhai như bị mười vạn tinh thần đè nặng vậy. Vẻn vẹn một cái nhãn thần thì có cái này uy áp biến thái. Cái này cự thú coi như không so sánh được trên chủ tể cũng tranh lệch không xa đi. Tần nhai không muốn cùng là địch liền muốn ly khai. Nhưng này lúc cự thú chợt đứng lên, thân thể cao lớn che khuất bầu trời chợt xít gào một tiếng, như như thực chất âm ba chợt khoách tán ra. Bốn phía dãy núi điên cuồng rung chuyển, liền hư không đều tựa như phá toái vậy. Xem ra là phát hiện ta. Tần nhai muốn dùng không gian lực lượng ly khai. Nhưng này lúc cái kia cự thú nhảy lên thật cao, hướng hắn vị trí oanh khứ. Mà tần nhai thân ảnh khẽ động thuấn di đến cân nhắc vạn dặm bên ngoài. Phanh, tần nhai rõ ràng thấy cự thú một quyền kia đánh vào mặt đất lên trong nháy mắt làm cho triệu dặm đại địa trở nên chấn động. Lập tức lõm xuống thành một cái hố to. Wow, thật là mạnh lực lượng. Cái này lúc đại địa náo động. Cái kia hố to lại tẩy đổ nát trong bụi mù, lại lao ra một đạo bạch sắc trụ lớn, không? Đó không phải là trụ lớn, mà là một con không gì sánh được khổng lồ cự mãng. Cái này khiến tần nhai mới minh bạch. Nguyên lai, cự thú không phải phát hiện hắn, mà là phát hiện con cự mãng này hắn chẳng qua là vừa lúc ở vào cái này cự mãng phía trên vừa nghĩ tới chân của mình hạ lại có một con như vậy cự mãng tần nhai ám tự kinh ngạc lập tức tìm một địa phương nhìn cái này hai đầu cự thú chiến đấu phanh phanh cái này hai đầu cự thú chiến đấu không gì sánh được đáng sợ chỉ là nhục thân va chạm mà sinh ra kình khí tự như cùng như sóng to gió lớn ảnh hưởng cái này thiên địa phương viên mấy triệu dặm đều bị chiến đấu này ảnh hưởng, không ngừng tan vỡ. Đất dung núi chuyển còn không coi vào đâu. Cái kia bị bọn họ ngạnh sinh sinh lấy nhục thân đánh ra vết nứt không gian càng là rậm rạp. Thiếu nói cũng có vạn đạo. Tùy thời đánh vào thế giới hắc ám vách ngăn lên. Càng làm cho cái kia vách ngăn nổi lên lan tăn rung động đương nhiên. Cái này thế giới hắc ám vách ngăn liền chủ tể đều không cách nào phá vỡ cái này hai đầu cự thú cũng chỉ là làm cho bên ngoài nổi lên lăn tăn rung động có thể tức thì tựa như đây cũng vô cùng đáng sợ phải biết thất tinh thiên vương chỉ sợ cũng chẳng qua như đây phanh phanh cự thú chi chiến dần dần đến rồi hồi cuối đại lượng huyết dịch văng tung tóe ra dường như hạ một hồi mưa tầm tả huyết vũ vậy hơn phân nửa dãy núi bị nhiễm lục có thể tần nhai lại phát hiện cái này hai đầu cự thú mặc kệ đánh như thế nào đi nữa kịch liệt cũng không dám tới gần dãy núi sâu chỗ phẳng phất tại ở đâu có cái gì nhân vật khủng bố vậy điều này làm cho tần nhai rất là hiếu kỳ trong dãy núi đến tột cùng có cái gì cái này lúc cự thú cũng đã phân ra thắng phủ cũng là cái kia cự mãng bị cự thú nhất cái xé đại nửa cái đầu tiếp lấy một hồi cạn tàu giáo máng đem cái này cự mãng giết chết chỉ bất quá cái này cự thú cũng không chịu nổi cánh tay gãy trên đầu góc đều gầy một cái nguyên bản không gì sánh được kinh người sát khí biến được uề oài chiến lực đã mười không còn một điều này làm cho ở xa chỗ nhìn tần nhai mâu quang lóe lên nhất là khi hắn chứng kiến cái kia cự mãng phá toái đại nửa cái đầu chung xuất hiện một viên ẩn chứa đại lượng bổn nguyên chi khí tinh thạch thì càng thêm ý động vùng núi này trung tâm thường dị thú trung ẩn chứa tinh thạch đối với ta đã không có trợ giúp gì cũng chỉ có cái này đẳng cấp cự thú tinh thạch đối với ta mới hữu dụng chỗ Nghĩ vậy, tần nhai trong mắt quang mang càng phát hừng hực. Nếu là ta liền cái này trọng thương cự thú cũng không dám động thủ, còn tu cái dám võ đạo. Phú quý hiểm trung cầu, liều mạng. Nghĩ vậy, tần nhai tại chỗ tuôn ra, vừa ra tay. Chính là một đạo tuyệt không thần quang oanh tái kiến cự thú đầu. Lúc này tuyệt không thần quang, uy lực sớm đã không thể so sánh nổi. Nhất chiêu đánh ra, có ít nhất ngũ tinh thiên vương tiêu chuẩn chẳng qua cái này cự thú cũng khó đối phó mặc dù là bị trọng thương nhưng hắn cũng là có thể so với thất tinh thiên vương tồn tại tức thì đấm ra một quyền cuồng bạo quyền phong điên cuồng cuốn lên lấy ngay lập tức liền đánh nát cái kia tuyệt không thần quang chẳng qua tần nhai sát chiêu không ở chỗ đây chỉ thấy hắn không gian lực lượng thôi động thuấn di đến cự thú đầu trên khoảng không thần chiến bổn nguyên chi lực điên cuồng thôi động ở hắn thân về sau lại mơ hồ hình thành nhất tôn bóng người vàng óng tản ra vô tận chiến ý. Dường như chiến thần vậy. Oanh thiên chiến truy, kim sắc hư ảnh ngũ chỉ nắm chặt chợt một quyền rơi vào. Một chiêu này, chính là tần nhai căn cứ thần chiến bổn nguyên chi đạo sáng tạo ra được. Thần chiến chi đạo không hổ là vô thượng đại đạo, bổn nguyên chi lực cũng cường hãn dị thường. Một kích này đã bao trùm hủy diệt không gian hai chủng bổn nguyên chi lực lên. Oanh! như trọng trì một dạng nắm tay ngạnh sinh sinh đánh vào cự thú đầu lên. Cự thú đầu có một tảng lớn trực tiếp lõm xuống, đau đến cái này cự thú liên tục giống giận. Nhưng đau đớn lại đem bên ngoài hung tính triệt để kích thích ra. Hai mắt hiện lên hoảng sợ huyết quang, chợt một quyền hướng tần nhai trùng kích quá khứ. Một quyền này còn chưa rơi xuống, uy áp liền bao trùm không gian. Thậm chí liền làm cho tần nhai đều không dám tùy tiện vận dụng thuấn di rất sợ không khống chế được, chỉ thấy hắn hít một hơi thật sâu. Thần chiến bổn nguyên chi lực điên cuồng leo lên. Ở hắn sau lưng kim sắc hư ảnh quang mang càng phát rực rỡ lóa mắt. Oanh thiên chiến trùy, thần chiến bổn nguyên chi lực lần nữa đánh ra. Kim sắc hư ảnh nắm tay cùng cự thú nắm tay chật đụng vào một khối, kinh khí điên cuồng bắn ra. Răng rắc răng rắc mấy tiếng vang lên. Chỉ thấy kim sắc hư ảnh nắm tay trên lại xuất hiện từng đạo vết rách chẳng qua cự thú cũng không tốt gì, nắm tay ở trên vết máu không ngừng khuếch trương lớn. Tiên huyết giàn rụa, một kích phía dưới, lưỡng bại câu thương. Tốt nhất đầu cự thú, ngươi như thời kỳ toàn thịnh. Ta nhất định nhưng là không làm gì được ngươi, nhưng bây giờ ngươi đã trọng thương. Ta cũng không tin ta còn không làm gì được trọng thương ngươi, đến đây đi. Nay thiên ta liền muốn đưa ngươi chém giết ở này tần nhai trên mặt lộ ra sát khí, thần chiến bổn nguyên chi lực thúc dục nữa động. Như chiến thần một dạng kim sắc hư ảnh lần thứ hai ngưng tụ. Giống, cự thú rít gào một tiếng, phẳng phất hồi quang phản chiếu vậy, sát khí điên cuồng tăng vọt. Dùng chỉ còn lại một cánh tay cùng tần nhai kịch liệt triển khai chiến đấu. Nhưng bất đắc dĩ, cái này cự thú cùng cự mãng một trận chiến, bị thương quá trọng mà tần nhai cũng đã xưa đâu bằng nay hai hai tranh đấu xuống nhất sau bị tần nhai chém giết